Em chào cả nhà. Chào Minh Trương. Chào Dương Văn Thiệu. Chào anh Cầm. Ừ, nóng quá chúng ta. Em cái gì? Em rảnh lắm, lúc nào cũng thấy em. Sao? Lúc nào cũng thấy vậy? Thấy em. Lén vậy là sao? Sao anh Minh Vũ? Nói nghe hỏi coi. Sao em rảnh lắm là sao? Em rảnh lắm là sao? Nói nghe coi, câu này em hơi thắc mắc nha. Câu này em hơi thắc mắc nha. Em nói cả nhà nghe không? Nói họ mi rách lắm là sao? Nói họ mi nghe coi. Để coi kiếm đâu rồi. Này. Kiếm ngày hôm nay chọc ba que coi. Kêu ba que vô. Quên lấy cái gì kêu cái thằng chột nghe chưa, này cái chột dữ lắm rồi, cái chột dữ lắm rồi, rồi chưa mi chào cả nhà nha. Chia sẻ giùm Hà My vô đấu trường giùm Hà My đi. Cái miền Nam và còn một số cái miền Bắc ngày hôm nay cũng đã hiểu và cũng đã chấp nhận những cái người đó là những cái người trực sĩ. Anh lục tại sao mình không giữ đầu ngày mai là ai của chúng ta và trên không lên được, bây giờ phải mời anh Thomas chia sẻ vô đấu trường giùm Hà My với. Bao nhiêu đây à? Thôi anh nào đang chia sẻ bố đấu trường giùm Hà My với. Đâu rồi ta, cái bánh bằng đâu rồi ta, em chào anh Trần Siêu, chút xíu anh Trần Siêu lên nha. Chào anh Long Thủy. Quốc qua đấu trường em cái. Hôm nay là chửi. Alo. Quốc vô đấu trường em cái. Phải bên này em quốc vô đấu trường không có được. Chia sẻ của đấu trường em vậy. Ờ, em đang like. Tại vì cái Facebook bên em quốc vô đấu trường không có được. Ồ, sợ nó nóng. Nay chữ ba que, nay là tiếp tục ba que, tiếp tục. Chia sẻ rồi, em cũng có đấu trường luôn á, cũng có đấu trường hay cháu ba que. Em chào anh Nguyễn Văn Lợi. Trời ơi đây. Sáng xem thằng này nó ngứa máu quá chịu không nổi. Quốc th-
thằng chột này em ngứa máu quá chịu không nổi. Anh chột á thì cuộc qua đấu trường đã rồi em nói lượt luôn. Giờ nói trước cái vụ này, nói là ngày mai bắt đầu là chúng nó là đeo khăn tang. Ngày mai chúng nó là sẽ đeo khăn tang nó xuống đường, nó cầm lưu hương nữa. Đúng rồi, nó cầm lưu hương, hồi xưa cái đời của bao que của nó chống sắp chết rồi đó. Đấy. Ngày mai nó xuống đường, nó cầm lưu hương, đeo khăn tang. Đúng rồi, khăn tang nó, cha mẹ nó không chết, nó không đeo khăn tang, bây giờ nó đeo khăn tang đó. Cha mẹ nó chưa chết, nó đeo khăn tang trước. Đó, đeo khăn tang trước. Bây giờ cái lũ bao que này, cái màu này, giờ là cái màu của nó. Em chào anh Hoàng Hải. Bây giờ cái lũ cái màu nó là bây giờ hết gì, hết nhà gì, đất vườn rau Lộc Hưng rồi, bây giờ quốc chơi biển đảo. Bây giờ là đổi ngược lại biển đảo. Biển đảo lát anh siêu có quẩn lên chia sẻ nè. Bây giờ mấy ngày hôm nay là giờ vườn rau là im rồi. Đó, bây giờ là quốc qua biển đảo. Quốc qua biển đảo á, là ngày hôm nay á, là nói ngày mai bắt đầu chuẩn bị nó đeo khăn tang nó xuống đường. Đó. Xuống đường rồi bắt đầu mỗi đứa cầm một cái ly hương. Đó. Nó cầu á, nó cầu bao que cho chết, cầm ly hương đốt. Đúng rồi, cầm ly hương để đi đốt đốt bao que chết đó. Đi thắp nhang bao que đi. Còn thêm màn nữa. Còn thêm màn. Đó. Thằng chột bắt đầu, hai thằng chột luôn. Để coi, hai thằng chột đều lên nói luôn. Công nhận hai thằng chột mới nhìn ra biển đảo được mà hai đò. Cả nhà. Dạ, em... Hai thằng chột nữa, hai thằng chột nó xứng ghê không? Thằng này cũng chột mà thằng kia cũng chột nữa. Đó. Thằng này cũng chột mà nhìn ra biển đảo á, hai thằng chột luôn này. Bà nội mày chột, hai thằng chột mày công nhận luôn nha. Hai thằng bay cũng đuối hết mà công nhận mà nhìn ra được biển đảo hay thì chứ tao phải lạy hai thằng chột bay luôn á. Một thằng đuôi với một thằng là cái gì, bị gì mà bị gì nữa. Trời ơi, tử niệm gà quá, nó tử niệm này, nó tử niệm của ông nội đó đó. Đó. Nó mở đèn lên, mở kèn lên tử niệm á, tử niệm bao que mày sắp chết rồi đó. Bà nội mày. Hai thằng đuôi. Dạ. Yeah. Dạ em muốn chia sẻ đó anh Benny Trương thì khi mà em hiểu anh bấm ba tiếng, yeah, cảm ơn mọi người gọi đàn đi. À bim bim gọi đàn. Yeah. Pin má thằng điên dễ sợ. Chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Một thằng đuôi với một thằng thằng gì thằng chột mơ tự sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho cái thay ma của nó đó, Việt Nam Cộng Hòa của nó đó, tuy là hoàng sa của mình không giữ được. Nhưng mà đó là cái chí khí của người Việt Nam mình. Vậy thì mày đưa hai thằng chuột bây về đòi Hoàng Sa đi. Từ khi hiểu chuyện anh Benny Trường là em luôn luôn. Xong cái tao chửi mày, tao đào mã mày này. Nhớ về cái ngày này, ngày 19 tháng 1 năm 1978. Rồi tí xíu đã nha. Rồi tao cho mày nói tiếp ha. Hai thằng chuột bay công nhận luôn, hai thằng chuột này tao nói thì có lát mày qua tao thì chuột hai thằng bay chuột luôn mà nhìn ra được cái đội hòn đảo Hoàng Sa. Vậy tao hai thằng chuột bay hả, làm ơn về đi đòi biển đảo đi ha. Nó ngồi đó nó nói xuống là tại vì sao mình sao không đi ra đòi biển đảo. Ê hai thằng chuột bay nói cách đơn giản vậy hả, trời ơi đuôi với nhau cái chuyện mà ghê chứ. Trời ơi, làm ơn hai thằng đuôi. Phát súng đầu tiên để mà chống cái giặc ngoại xâm, chống giặc ngoại xâm nó chiếm cái đảo Hoàng Sa của chúng ta. Mày ngoài xâm tao nói cho tụi bay mới ngoài xâm, thằng chột nó mới ngoài xâm, mày biết chưa? Tụi bay mới ngoài xâm, cái tao đang ở trong đất nước của tao, tụi bay mới ngoài xâm hả? Tụi bay quốc tịch Hoa Kỳ này hả? Quốc tịch bên Mỹ á, tụi bay mới ngoài xâm chứ tao thấy ở đây đất nước Việt Nam tụi bay là khuấy rối nè. Náo loạn trong đất nước này mới ngoài xâm. Một cái thằng chột cộng thêm một thằng đuôi nữa, bà nồi bay mà vậy đi nói biển đảo cái gì đó, nó lôi con mắt cỡ đây nè, hai thằng đuôi luôn. Em xin nói với mấy anh chị em đó là đây. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có các cái nhân sĩ trí thức từ Bắc chí Nam nhân sĩ trí thức tưởng niệm cái ngày này. Và em chào anh Nguyễn, là những cái nhân vật như là giáo sư tương lai hay là nghệ sĩ ưu tú Kim Chi đó, người mà mới tuyên bố từ bỏ đảng đó, cũng là những cái người mà tụi bay công nhận lừa đảo luôn á. Đã đuôi rồi mà còn lừa đảo nữa, trời ơi, đuôi rồi mà còn lừa đảo nữa. Ai mà sẵn sàng á, sao một cách 374. Chị Dung lên hả, đợi em chút xíu chị Dung, chị Dung lên coi, lên tí đi. Dạ đúng rồi. Chắc chắn luôn á. Đó,
Em đang mời chị. cho nó Chào em. Dạ em Chị chào đang chị. chuẩn. Một thằng đuôi với một thằng mù. Hai thằng này cộng, chị nghĩ đi, hai thằng này cộng lại là ăn mày. Hai thằng này ăn Không. tiền là tiền là gì, ăn tiền tàn tật á. Quên đi quên đi, giờ con nhắc lại nè, thằng chột với thằng mù này á là ăn tiền tàn tật tại bên Mỹ, bởi ngày nào nó cũng rảnh rảnh nó lên nó gãy nó gãy về biển đảo không à. Trời ơi, Hai thằng này á, hai thằng này là hai thằng ăn hại nước Mỹ. cái đó ăn tiền tàn tật, Một thằng đuôi với một cái đó em nói hai thằng cộng lại ăn tiền tàn tật cái Mỹ đó. một thằng đuôi với một thằng mù mà lại đi nói chẳng chờ Hoàng Sa thì không biết rằng là tao cũng chưa cũng cũng lạy mẹ luôn. Thế không hiểu thì đấy mà hô hào hô rằng họ nói suông không à, nói suông không à, chứ có biết Trường Sa Hoàng Sa nó nằm ở đâu đâu, nó hình gì đâu. Em mỗi lần em lên mà hai thằng này nó là ngồi em cười mẹ phùng luôn. Em nói hai một thằng đuôi với một thằng gì, một thằng gì chị mới nói em quên rồi. Không, mà một thằng đuôi một thằng mù, mà hai thằng bay lên nói chuyện biển đảo. Để cộng lại hai thằng bay á thì ăn mày thì bên hải ngoại này, hai tụi bay ăn tiền tàn tật bên hải ngoại rồi, bay cộng thêm biển đảo nữa, hai thằng bay nói nữa mai mốt bán đảo tao luôn. Đúng là lính con cháu bao que lính cộng hòa đó. Mà luật sư ông đã nói rồi đấy, ông bảo là ông ấy thách ai mà đến đây đối chất với ông ấy, ông nói là Việt Nam Cộng Hòa là dâng biển đảo cho Trung Quốc đấy. Cả nước Việt Nam mình họ cũng biết chứ cần gì, cả Việt Nam mình cũng biết nữa cần gì, đúng không? Đuôi một thằng đuôi một mắt thằng một thằng mù hai mắt đi lên nói biển đảo là sao vậy, chúng mày đuôi chúng mày mù làm sao chúng mày về chúng mày mày lấy đường biển đảo mày lấy đi ta coi cho nào, đã đuôi đã mù ngồi mà nói xạo. Trời ơi, em phải lại, em phải lại luôn á. Tao nói hai tụi bay á là ăn hại bên Mỹ nè, ăn tiền tàn tật bên Mỹ này, còn nói chuyện biển đảo nữa, còn xúi ra ngày 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 mai á, bắt đầu ngày mai là nó đẻ tang. Em nói là đẻ tang mỗi đứa, kêu là mỗi đứa là cầm một cái bát nhang. Tao nói đúng rồi, bay phải cầm bát nhang, bay phải đốt hương trước đi, phải không? Bay đốt nhang, bay trù ẹo cha mẹ bay chết rồi, tại cha mẹ bay chết rồi, bán tiền tạo chết mẹ hết rồi, bay phải đốt nhang, bay từ niệm của tụi và cha mẹ bay à, chứ bay không có từ niệm gì trong đất nước tao hết á, đúng không? Bay không từ niệm gì trong đất nước tao hết á, bay từ niệm là cái hồi xưa đời cha của chúng bay bán biển đảo, phải không? Đúng không? Bây giờ mày phải đẻ tang. Mày đẻ tang cho ai? Mày đẻ tang cho cái lũ của bán nước hồi xưa, phải không? Nó là ngày ngày mai bắt đầu nó xuống đẻ tang đó. Cái bà nội bây giờ chơi cái màn đó đó chị, nó chơi cái màn đó. À, đúng rồi đấy Nguyễn Văn Thiệu, tại một thằng đuôi gặp một thằng mù nó có nhìn thấy cái gì đâu, nó nhìn thấy biển đảo nó tưởng là cái chuồng gà, nó nói tào lao, trong đầu nó nghĩ ra cái gì nó nói cái đấy thôi chứ còn nó có nhìn thấy cái gì đâu, nó không có nhìn cái gì hết Đúng á. mà. Nó ăn tiền nó đi ăn xin nó đi ăn mày mà, chứ nó có mù có làm ra được đồng nào đâu, đi ăn mày cho nên phải ăn cơm của Chúa thì phải múa tối ngày, ăn cơm của mấy thằng đó thì phải nói thuê cho mấy thằng đó. À, nói mày lôi cái thằng chột, tên thằng chột, em bây giờ làm quốc thằng chột mày lôi, tên thằng chột, là đuôi một con rồi đó, thằng chột, bên rương chột, cộng thêm thằng mù nữa, thằng mù đó là tên, cái tên bằng tiếng Anh em đọc cũng được, à, mù còn chơi tiếng Anh nữa đó, còn lên nói biển đảo, lên nói về gì, còn lên nói về chuyện chính trị nữa chứ, trời ơi, hai thằng ngu của chúng bay mà, tới đây một cái luật mà ba que cộng á chị, ba que mà chống cộng cực ngu của tại ông nước này nè, hai trong đó là tụi nó toàn hai mắt không à, bị hai thằng chột này lừa luôn, mà cái hai thằng đuôi này nó lừa luôn đấy, Thì bỏ vậy là vậy, tụi bay ngày là. mai chị đi lên diễn đàn này chị nói Hà My này, hôm qua chị kết bạn chị kết bạn với cái thằng này ở Long An thì lâu rồi 2 năm rồi thì mình mang cái dòng họ là chị kết bạn với nó 2 năm rồi thì cũng để kết nối dòng họ cho nói chung là để cho nó kiểu như thân thiết hơn ấy. Hôm qua chị thấy nó đăng lên mạng một cái tin là có một anh công an ở ngoài Quảng Ninh ấy là
nó vu vạ cho anh công an này là đánh chết người. Thế À, chị im em tí coi, có anh Thành Lê vô này, có Thành Lê vô này. À, anh Thành Lê, đồng đội của anh đây nè, anh nghĩ sao? Một thằng đuôi với một thằng mù, anh Thành Lê, coi những thằng này có đáng tin không anh? Đây, em vẫn cẩn kia bằng anh đàng hoàng nha, đồng đội của anh đây nè. Những thằng này anh dành coi thử có đáng tin để trong đất nước dân dân của chúng tôi để đứng dậy lật đổ cộng sản không? Chẳng lẽ đi tin hai thằng mù này hả? Hai thằng này đang ăn tiền tàn tật tài bên hải ngoại, chỉ ăn ăn tiền tàn tật xong rồi bắt đầu đi gáy kiểu này. Anh Thành Lê đó, đồng đội của anh đây. khai cái phát súng đầu tiên để mà chống cái giặc ngoại xâm, chống giặc ngoại xâm. Thằng Lê À, phát bây giờ mình biểu nói đi cái ông ơi, Thành Lê phát biểu đi, Hà Minh hỏi kia cảm em câu đọc coi cho nó trung thành cái coi, cho thật thà cái coi, để đừng em có nói cho bác. lanh quanh. Đó, chính 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 cái miệng thằng này nè là nó nói là chống ngoại xâm đúng không? Chính cái thằng mù này nè, đúng, để em nói nè, chính cái thằng mù này là nó kêu chống ngoại xâm thì đúng rồi, trong đất nước này mình phải chống ngoại xâm, tại vì mấy thằng này đang ở hải ngoại đúng không, thì nó là ngoại xâm, mà ngoại xâm mà tụi này biết sao, miệng miệng của nó là kêu là chống ngoại xâm, thì trong đất nước mình phải chống cái lũ ngoại xâm này, tại vì nó đang quốc tịch Hoa Kỳ mà bây giờ nó chìa mỏ về chính trị của Việt Nam, đòi lật đổ đất nước Việt Nam, thì phải chống những thằng chột này này, anh Thành Lê à, đúng không, em phải chống thằng này, tại vì anh Thành Lê nói là chống ngoại xâm, mà trong lúc thằng chột ha là quốc tịch Hoa Kỳ thì thằng này miền thằng này đang nói là chống ngoại xâm, thì mình ở trong nước mình phải chống cái lũ ngoại xâm này, Chống nó đang quốc tịch Hoa Kỳ, mình phải chống chính chúng nó nó. ngoại xâm đúng không, nó đang xuyên tạc về đất nước, đang đòi lật đổ đất nước, đang làm muốn chiến tranh lại đất nước, đòi để tang, để đi xuống để tang gì á, để tang bà nội nó hả, để tang cái lũ bao que xỏ lá hả, sắp chết phải không, đúng rồi, nó tưởng niệm ai vậy, nó tưởng niệm hả hồi xưa mộ lính của Cộng Hòa, nó xuyên tạc là mộ lính của Cộng Hòa, Cộng sản không cho vô thắp nhang ha, không cho canh giữ, ai canh giữ, các người có tiền tới xây thoải mái, muốn thắp bao nhiêu thắp, sợ các người đi cả ba mấy chục năm có ai về thắp không, đúng không, không ai thắp hết, mấy người toàn là Tiền xuyên tôi tạc đổ thừa ác cho Cộng sản không à, được chưa, nó ở bên các đấy, người nó có tiền đâu, nó nghèo rớt mồng tơi, đi ăn xin không, mù với đuôi ăn xin không, lấy tiền đâu mà mang nhang về Việt Nam mà thắp. đúng rồi, giờ nó ăn tiền tàn tật bên mà thằng chột này nó ăn tiền tàn tật, cả cộng thêm thằng mù này nữa, nó ăn tiền tàn tật chết mẹ luôn, mà nói chuyện chính trị Việt Nam mới ghê chứ, trời ơi, vậy một lũ ngu cả đám luôn, hai mắt người thì ngon lành mà đi nghe hai thằng mù này Thua thua không được chứ. Chính trị á, chính trị của bao que rẻ mạt quá đúng không, thấp quá, vậy mà ra chống cộng sản mấy người lấy gì chống hả, chống hai thằng mù, lấy hai thằng mù này chống hả, làm ơn mai mốt lấy cái nào có giá trị tí xíu, có đẳng cấp một chút đi. anh cầm anh đang bảo làm sao mà lắm phụ nữ lên diễn đàn quá vậy kìa. Chào anh cầm nhá. Phụ nữ bây giờ nằm trên rồi, đâu có nằm dưới nữa. Phụ nữ bây giờ nằm trên rồi, không chịu nằm dưới nữa đâu, đúng không? Em chào Đúng anh Trần Quang. chúng nó là thuộc vào dạng là khuyết tật thân thân thể mà khuyết tật cả trí tuệ luôn, bị liệt trí tuệ luôn rồi, chứ khuyết tật cái gì em, nó bị liệt luôn rồi. Tôi nói là liệt cái gì, toàn tập luôn, nó liệt toàn tập luôn, não và mắt thì đã vậy rồi mà còn không để cho cái đức đi, mà tối ngày là đi nói bài chính trị không à, nó liệt toàn tập luôn rồi, từ 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 mắt mà từ đầu từ não luôn, trời ơi tôi phải sợ hai thằng này luôn, một thằng đuôi một thằng thằng mù, trời ơi còn lên nói chính trị nữa, chính em nữa, còn cái mà nó nói là nó ngu dễ sợ luôn chị, nó nói nó còn vậy đi, ai chống ngoại xâm tụi bay đánh gì đó, tụi bay đánh ngoại xâm rõ ràng luôn. Tụi bay ngu bà cố luôn, nó chống ngoại xâm mà bản thân của nó là cha nó là ngoại xâm hồi xưa rồi, tới giờ này nó cũng là ngoại xâm nữa, thì nó nói ai, chính nó nói bản thân nó, trời ơi bà rồi, nó chính nó đang nói bản thân nó mới ngoại xâm. Nó là bị mù con mắt, bị mù hai con mắt mà não chúng nó là não 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 bò, não bò không phải não người, bởi vậy chúng lên chúng chỉ có hô hô hào, đã mù mà còn đi hô hào gọi dân đi 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 lật đổ lật gì
Là cái mã mẹ chị làm gì? là cái bà mẹ đó. Làm gì? Ôi nãy à, nó quyết tâm là ngày mai đó, ngày mai để coi xem sao, giống như chị ở Biên Hòa chị coi xem sao, rồi à, ai ở Hà Nội cũng xem nha, ngày mai nha, ngày mai nó để tang đó nha. Anh Long Thủy ở ngoài Hà Nội nói đi, ở ngoài Hà Nội á là có một một đoàn đấy để tang vậy anh ơi, một lũ rùi bu rất đông Hà Mi thế. Trời ơi ruồi nào bướm ở đây có ruồi mà em thấy Đây hả, đây cũng ba ke sọ có lá thì nhiều lắm, có em thấy ba ke nói kệ anh nói gì nói. Ở cái này á là Thành Lê là hồi xưa là bên trước chỗ, nói chung là em biết anh cũng chịu khó đu đeo đổ đèo với em lắm, nói chung anh nói là anh nói là anh cho em vậy tặng em 500 đô anh đi chơi em 5 ngày, anh chỉ nghĩ 500 đô đổi ra mười mấy để em đi chơi tới 5 ngày ơi kỳ quá vậy. Nhập đồ nó to quá, nằm nhập đồ to quá. anh Thành Lê nói à, anh ở bên Mỹ anh mới về Việt Nam tặng cho Hà My 500 đô. À, đi chơi anh 5 ngày trời ơi. Thôi kiểu này không được rồi, rẻ quá. Mà em nghĩ 500 đô thì sao ta, có 500 đô đổ ra mười mấy triệu thì mấy triệu mà đi mua chuột, mà có 500 đô là sao mua chuột trời ơi. Hả không được, không được, thôi đi mua thằng mù đi, đi mua thằng mù mỗi ngày nó lên nó nói cho biết không, nó nói về cho biển đảo nghe, nó nói biển đảo rồi mà còn nói ngoài sâm nữa đó, nó nói ngoài sâm luôn á, mà trong lúc là thằng chột nó đang ở ngoài sâm đó, thằng chột nó đang ở ngoài sâm mà đời thằng cha thằng chột á là bắt tay rồi hả, bắt tay cho giặc nó làm ngoài sâm luôn, thì bây giờ nó cũng quốc tịch Hoa Kỳ nữa là đang ngoài sâm nữa đó, mà ngoài sâm mà nó còn ở bên từ hải ngoài, mà nó còn chìa cái mỏ về Việt Nam nói về chính trị rồi lật đổ cộng sản, thì chính tỏ nó nọ ngoài sâm đó. Các anh là bắt tay nó là bắt các anh là một lũ phản quốc luôn, lũ phản quốc, một lũ phản lại dân dân và dân tộc Việt Nam luôn đó, mới gọi là ngoài xâm. Chứ em thì chưa có thấy tàu tàu nào hết á, tàu lao không à đấy, mà thấy là thấy ba que sọ lá ngoài xâm thì rất là nhiều đúng không. Đúng rồi, chị không chưa thấy thằng tàu nó nằm ở đâu mà chỉ thấy mấy thằng dân chủ quậy đi theo mấy thằng tào lao này thôi, mấy thằng mà chột với mô đuôi với mù này thôi, mà mình là thằng tỉnh táo não không bị khuyết tật đó. Mấy ông dân chủ quậy nghe này, mà các ông là những thằng chân tay mạnh khỏe, đầu óc mạnh khỏe, không bị khuyết tật não mà cũng không bị khuyết tật chân tay, không bị mù đuôi, không bị thần kinh, mà làm sao đi nghe một thằng đuôi với một thằng mù nó nói mà các ông cũng nghe nó. Tôi không hiểu luôn, tôi thua luôn. Tôi bị sợ luôn á. Rồi, mình nghe cái tiếp. Là năm nào cũng vậy, năm nào cũng có các cá nhân sĩ trí thức từ Bắc chí Nam tổ chức tưởng niệm cái ngày này, và chúng ta biết là những cái Thằng mù nhân vật nói, thằng như đuôi là gục Giáo gục thằng đầu, mù nói đây gật là thằng đầu. mù nói, còn thằng đuôi ngồi Giáo gần sư gù. Kim Chi đó, người mà mới tuyên bố từ bỏ đảng đó, cũng là những cái người mà Cho anh lên xíu rồi ok, tổ để em cho chức anh lên. những cái ngày mà chúng ta bị mất hoàng À sa, rồi, và chúng chị xuống nha. người chúng ta Chào mọi dạ người. dạ nhân em tạm sĩ biệt trí thức chị. đó, dòng các anh chị em hãy nếu mà có, nếu các anh chị em nào cập nhật được thông tin mà có những cái cuộc thắp nhang tưởng niệm ở Đó. Trần Hưng ở tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn hoặc là tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội đó, thì em hy vọng các anh chị em ở trên diễn đàn là ủng hộ cùng tại các trí thức như là Chào Hà My, chào Thôi các em bạn chào nha. anh. Đó. Thì Đúng đây có phim hay coi. áo đen vi. Chị đúng áo sờ đỏ cho bà. Nếu em mặc nguyên cái áo đỏ sờ vàng to đùng luôn. chào mọi người nha, nay lên kể chuyện vui chút xíu. Rồi anh kể đi.
từ từ hầu mà tạo thiên lập địa tới giờ mới lên mạng lần đầu tiên đó nha. Ồ, này nay em diễm phúc lắm rồi đó. Trời, có người đẹp nào đó đây? Lạ quá. À, mình kể về chuyện cái ông chú ổng ở bên Mỹ á, ổng về ổng dạ. Kể cho mình nghe. Ổng hồi xưa cũng là làm gì cũng lớn lắm á, theo mình biết á. Ổng về ổng kể, ổng nói trời ơi, ở bên Mỹ mày đừng có ham, mày qua bển là mày chết chắc luôn. Ông nói cái tháng lạnh này nè, mấy cái tụi mà nó homeless đó, nó ngủ bờ ngủ bụi á, rồi nó đâu có chỗ đâu mà nó ngủ ấm đâu, nó chung vô thùng rác á. Ông nói nó chung vô cái thùng rác nó ngủ cho ấm mới giữ ấm được. Rồi cái nó ngủ nó quên đó, cái sáng nó đâu có hay đâu. Cái xe mà xúc rác á, lại cái nó xúc cái nó đổ vô nó ép xì máu ra mới biết là có người trong đó. Ồ. Ông kể như ghê đó. Ông nói cái tội mà homeless không có nhà cửa, nó ngủ ở ngoài thì nó không có đủ, nó đâu có đủ ấm đâu. Rồi nó chung vô mấy cái thùng rác người ta để ngoài lề đường đó. Chung vô nằm ở trong rác đó, nó ấm. Như là nó kín nữa. Rồi sáng ra cái là mấy cái xe mà gom rác đó, nó đổ vô xe nó ép lại xì máu ra mới biết là có người trong đó. Ông nói thê thảm lắm. Ừ. Ông kể mà mình nghe mình sợ luôn á. Ông nói trời ơi, ông nói thời buổi này mày qua Mỹ cái nước đen mài chứ mày làm gì mà qua bển. Ông nói ông 6 tháng ở bên đây, 6 tháng bên Mỹ. Là lúc này là ông về Việt Nam ông ở nè. Dạ. Yeah. Bây giờ kiều bào họ về Việt Nam mình ở nhiều lắm, về ở luôn. Họ chỉ có 6 tháng đi xong là chỉ trình báo thôi à. Hôm bữa anh tính anh phỏng vấn cái ông đó cũng ở gần nhà nè. Mà vợ ông không cho. Ông nói ông chấp nhận, ông nói hết cái gì cũng nói, ông nói hết luôn á. Nhưng mà vợ ông cho, sợ ông bị phiền phức á. Ông về Việt Nam ông ở nay cũng được một năm rồi. Ông này là ông về đây ông ở luôn á, ông không qua Mỹ luôn á. Chỉ ông lãnh lương tiền hưu thôi à. Nhưng mà ở đây ở nhà nước mình đây bây giờ cũng cấp cho ông mỗi tháng như là 800.000 tiền già, tiền người già. À vậy hả? Ông ở đây ông nhập cư quốc tịch Việt Nam nay một năm rồi. Ừ. Là nhà nước mình cũng hỗ trợ cho ổng là cái người già đó là một tháng cũng được 800. Ờ. Đó. Không, kiều bào về họ vẫn nhà tiền trợ cấp tháng 800.000 uống cà phê. Ờ. Đó. Cái kiểu như 800.000 nó không là cái gì, nhưng mà cái là nó cũng gọi là người nhà nước dạ, quan tâm cho cái người già đó thôi. Dạ. Bây giờ em thấy là kiều bào những người họ lớn tuổi họ về nhiều lắm. Về sống Việt Nam mình nhiều lắm, em có mấy người bạn đó họ về sống nhiều lắm. Canada rồi họ cũng về nhiều lắm. Tờ ở đây cho anh chỗ anh giờ về nhóc. Rồi à. Mấy cái người đó người ta ngại lắm, người ta ngại mình nói chuyện mà quay lên đó, người ta ngại người ta không muốn. Ừ. Nhưng mà ví dụ mình nói chuyện bình thường á, mình ngồi mình nói chuyện bình thường, đừng có quay á, thì người ta cái gì người ta cũng nói hết á. Mà mình hỏi mình xin quay người ta không cho, ta không chịu. Nó dưng họ về rồi, sống Việt Nam đây rồi mà sợ cái gì? Sống Việt Nam nhưng mà cái là cũng còn con cháu bệnh á. À đúng rồi, còn con cháu. Thì phỏng vấn mình giấu mặt lại. Tiếng nói thôi. Giấu mặt thì nó không thật rồi. À, ha. Giấu
trước mặt thì người ta nói mà mình đặc diện cái nọ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Cái Bên người á, dạ. cái người Việt kiều mà ở lâu năm bển á là mình nhìn mình thấy mình biết liền à. Đúng rồi. Người ta nói chuyện cái cách người ta nói chuyện cũng cũng khác mình nữa. Khác, nó không có lưu loát giống mình. Còn Họ nói chuyện không có lưu loát. cái thằng mù với thằng điên, cái thằng mù với thằng đuôi đó, nó nói chuyện hồi nào vậy? Hồi sáng. Bộ mấy mấy cái đám ba que bộ nó hết hết người lên xiên xỏ rồi sao đưa ngủ với đuôi lên. Thằng đó hay lên lắm, thằng đuôi này hay lên lắm. Trời ơi, hai thằng này ráp nhau, trời ơi, nói chuyện say đắm lắm, cặp bị trung á. Cái thằng chột thì anh biết rồi, mà còn cái thằng mù đó Cái thằng mù mà nó xuất này, hiện. thằng mù nó hay lên lắm, thằng mù này nó gặp thằng chọn hai đứa cùng sống hành mà, đâm ra nó kết nghĩa anh em ở sau mà lần nói chuyện nghe say mê lắm. Chào thầy Phước nha, lâu quá không gặp. Gì chừng nào anh về anh cho Hà My phỏng vấn tối ngày luôn nhé. Ok anh bắt anh mày của em bắt anh áo phỏng vấn tối ngày luôn. Trời ơi gì dữ vậy, gì mà phỏng vấn tới tối ngày dữ vậy. Có nổ không á à. Phỏng vấn à, tại vì anh qua đó mà bao nhiêu năm rồi anh phỏng vấn tối ngày vậy anh mới nói hết cho chuyện phải không? Nói chuyện của bà quê á. Anh có lên lên đại diện đàn này em phỏng vấn nè anh, hay lâu nay có đời nào anh đâu toàn núp lùm dưới không à, anh toàn núp lùm không à, lên đây em phỏng vấn nè 4 tiếng đồng hồ luôn. Bữa nay đi xuống dưới Vũng Tàu á, Vậy đi hả? hỏi hỏi cái chỗ của luật sư Sương Trần á, coi nhà giá đâu. À. Đặng tới đó đặng mình hợp đồng với giả đi đi cãi giùm mình vụ mà kiếm kiếm hoài không có. Không người hỏi hỏi cái văn phòng luật sư đâu không ai biết hết Rồi lừa đảo nữa rồi. Gặp luật sư lừa đảo nữa đó. Đi rồi. đi từ hồi sáng mới về nãy. Ủa vậy hả? Chào đại ca cầm. Anh Cầm. Em thấy hồi giờ em có coi cái bên Mosa gì phỏng vấn Mosa TV gì đó bên 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 Cali á, có cái anh kia chuẩn bị hình như cũng trục xuất về Việt Nam, có cái tên danh sách nằm trong đó, danh sách nằm trong đó là anh này thì cũng ở tù ra, ai nói là ở bên đó không phân biệt chủng tộc, trời ơi phân biệt chủng tộc luôn á, phân biệt chủng tộc luôn á. Anh nói hồi xưa anh đi học hả cũng phân biệt chủng tộc lắm, cũng thanh khinh thường lắm, mà anh cũng có cái giấy cũng sắp sửa là trục xuất về Việt Nam, trục xuất về Việt Nam đó, chuẩn bị đón đi. Ừ mà người ta cái anh đó là ở tù mà anh còn đi đòi quyền lời cho những người đó, và cái tù chống cộng mà cực đoan này này sao không đi đòi quyền lời cho những cái người mà chuẩn bị trục xuất về đây nè, sao không góp tay góp sức để những người đó, để những người đó họ cũng đi đi khiếu kiện đó, tại sao trục xuất người ta về đó, mà sao cái lũ chống cộng này sao không đi khiếu kiện với người ta đi, đi đòi giùm với người ta đi, chỉ mộ về Việt Nam đòi biển đảo chi vậy, còn hai thằng mù này chi vậy cho khổ những biết nữa. Trời ơi. Bởi vì hai cái thằng ngu với thằng đuôi đó nó ăn tiền trợ cấp rồi đó, nó rảnh đó. Dạ.
ăn ăn cái kiểu như cái cỡ đó là ăn tiền tàn tật rồi. Dạ. Nhà nước cấp cho ba cái tiền người tàn tật nhiêu đó, sống được rồi. Vì gái với lừa đảo người ta nữa là chiếm theo đường đường khúc nữa ha, đi lừa đảo người ta đi gom tiền chiếm đường khúc nữa đó. Gì hạ gì hàng dục sư tào lao đó, nói toàn lời xúc phạm người khác thôi. Cái thằng đó là không cần, đừng có nói tới. Chào Kha Trương. Chào Kha Trương, em vừa nói bao que giờ mấy mấy cái thằng Kha Trương rồi, quên lộ Kha Trương hết chứ. Thằng Xuân Trần thôi dẹp, mấy thằng đó toàn bị ngáo hết lắm rồi, mấy thằng già giờ nó ngáo hết rồi, rồi toàn ít chị em trong nhà. Nó nổ, nó là luật sư mà, nó nói chuyện gì đâu, tôi nghe tên trời dưới đất thấy mẹ âm binh. Anh rồi sáng anh đi, anh đâu có like để cho chừng mà đi mà thấy kiếm không ra rồi thôi, anh đi về, anh mới like khúc đi về. Về lúc năm giờ mấy, năm mấy chiều. Ở Vũng Tàu anh hả? Tìm ra tới nó thử coi nó có phải nó là có luật sư thiệt không, Đó. mà hỏi dài 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 không ai biết đó, đó nó đâu có phòng luật sư gì đâu đâu. Qua thử đi chị, nó nằm đâu, đi chị nó nằm đâu. Bên đây chưa, những cái ngày này đó là Cộng sản Việt Nam nó cho người canh, gọi là cái bọn chư hầu này, nó cho người canh gác nhà Hai thằng của đấy người xấu. Mỹ, nhân sĩ trí thức nổi tiếng mà đi ra thắp nhang, làm lễ hay đó. Bên đây chưa thì họ cho người ta, người họ cho cái tụi an ninh, cái tụi chó săn chó vàng gì đó, là nó canh gác nhà người ta, nó không cho người ta đi. Anh bên đây chưa Đó, siêu tạc dễ sợ, đúng tao quen luôn. Ai mà đi canh nhà tụi à. quay biết nữa. Hai hai thằng ba que mà có con mắt à. Một thằng á thì có con mắt, còn 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 một thằng thì không có hai con luôn, chỉ còn cái miệng nó nhấp nhấp vậy à. anh nói hai thằng lên Hai live mà có con mắt thằng à. có con mắt Trời ơi, còn nhớ con em sẽ tàn nữa, cũng tàn nữa. Ai vậy mà cũng phải đặt chấm cộng nữa. Ỉa quá. còn nó nói gì à, gì mẹ 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 nó nói con nấm á, nó nói là con nấm á là gì, bên đó là tôn sùng lắm. Mà tôi nói mà tụi bên đó là tôn sùng cho Việt Nam ta, là so với con nấm á, là con nấm là khuấy rối trong đất nước, ở đây không có ai mà tôn sùng á. Cái bên đó là Có gì giỏi lắm á, anh nói anh nghe nè, có giỏi lắm á thì 2 năm sau thì cũng y như bà Bùi Kim Thành thôi, cũng đi lụm lon thôi chứ không làm gì đó. đó. Bà kia, bà Bùi Kim Thành giờ đi lụm lon rồi, luật sư đó, luật sư Bùi Kim Thành đó giờ đi lụm lon rồi, Dạ thì đúng mẹ rồi. nấm này, mẹ nấm này dùng cũng chừng 2 năm sau cũng đi lụm lon chứ làm gì. Thì à, bên đó nó tôn sùng thôi. Đúng rồi, tại vì nó tôn sùng biết sao không? Nó tôn sùng á là chẳng qua là cùng có thêm một người đồng đồng minh nữa, đồng minh chống cộng. Phải không? Còn đối với Việt Nam, dân dân Việt Nam mình đây á, là mình xem cái con nấm này á là một cái tên khuấy rối trong đất nước để chống đối đất nước, khuấy rối đất nước thôi, để chả là cái đinh rỉ gì hết. Còn tụi đó nó đi tôn sùng gì à, gì bà Trưng hả, nè đừng có lôi chuyện ra bà Trưng bà Triều nằm đây, một con xúc phạm tới những người đó, biết không? Nó không có xứng, nó không xứng đáng về trong dân dân Việt Nam, đúng không? Bà Trưng bà Triều nào mà dưới con nấm này, con nấm này là con phá rối trên đất nước Việt Nam. Nếu mà so người Việt Nam của mình á, mà xem cái con này là phá rối á, khuấy rối trên đất nước này thì ở tù, thấy không? Ở tù trục xuất thôi, chứ không phải là đừng có nói cái chữ mà đi nhà mẹ gì bà Trưng bà Triều, đừng 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 có xưng tên chữ bà Trưng bà Triều xúc phạm lắm, xúc phạm những người linh thiêng nó lắm, không có được, không có xứng đáng trong dân tộc Việt Nam. Chuyện nghe chuyện mắc cười quá. Cái đó là chẳng qua là đồng minh với tụi bay để chống cộng, không thêm một người đồng minh chống cộng nữa đó.
tôi bay cũng chả Rồi. là cái đơn vị gì hết. Chào Thiện Tài Lê. Lần đầu tiên mình lên đây cũng chẳng biết nói gì. Lên góp vô cho vui vậy thôi. Rồi. Mình Chồng rồi. coi như là theo mấy anh em chống ba que nay là 5 năm rồi. Nhưng mà mình không khi nào ra mặt cái đó. Thôi núp lùm được rồi, Núp núp lùm lùm, comment phải được rồi, núp khỏi núp lùm comment được rồi. lùm. Nhưng mà thấy hai cái thấy cái thằng mù với thằng đuôi thấy mắc cười quá, lên nói chuyện cho vui chút vậy mà. Chị giờ hai chị hai thằng mù thằng đuôi mắc cười quá mới lên phải À, cái kiểu như ở bển làm như là hết hết có người nào mà chống cộng rồi, thành ra đem hai người đó lên chống cho nó vui. cái vậy mày mới chạy với mình nói gì sao ra ra sủa đi sao mày Ráng ráng sao sửa đi, à, ra sau này sủa nó đi cốp sao mày à, ừ thôi để đó để thôi anh xuống đi em bịch em dứt nó cho anh xuống tí xíu đi em dứt nó cho nha. ừ ê cái con gì đó gì anh gì mà để cái tên dài quá Vũ Đan đi tao kêu mày Vũ Đan đi ha Vũ Đan cướp cái bà nội mày chứ cướp thấy không mày cướp với hai thằng mù đã đúng rồi thì tao cho mày xem lại tiếp đúng công nhận cái lùn mấy chống cầu ngu ngu vậy em đi nghe hai thằng mù này mày hai thằng mù này để cho dân dân tao để đi đi nghe lời tụi bay để đi lật đổ đất nước không hả một thằng đuôi thêm một thằng mù nữa là sao đấy tưởng niệm bà nội mày hai thằng mù hả lũ chống cộng ngu lũ ba que sọ lá ngu kệ tao nói cho mày tao giải thích cho mày nghe là gì Vũ Đan hai thằng mù này nè hả hai thằng mù này cộng lại á biết sao ăn mày khắp nơi biết không vừa nó ăn tiền tàn tật bến á nó là ăn tàn phá hại bên của nước Mỹ á phải không hai thằng mù này ăn rồi nó rảnh háng quá không nó lãnh tiền trợ cấp của Mỹ phải không nó rảnh háng nó buồn mà một ngày 24 tiếng hồn làm gì hết buồn buồn bắt đầu mở lên like chống lại đất nước cứ kêu là ngoài xâm đó nó đang chính nói bản thân nó là đang đang đi chống lại ngoài xâm đó mà mày cũng ngu nữa công nhận mày ngu mà để hai thằng bốn con mắt mà chỉ còn có một con mà mày đi mày thực tế là mày còn đuôi hơn nó nữa không mày đi nghe lời nó không nhân dân của tao đã làm sao mà nghe được đúng không em chào Dục À, Minh còn cái ông chú này ông kể nghe cũng vui lắm nè. Ông nói cái lúc ổng mới đưa đi cái dạng mà HO á, ông nói ổng mới qua đâu chừng tháng, cái nó biết ổng là hầu đó cũng là cũng sĩ quan cao cấp á, cái nó lại nó mời ổng đi họp, mời ổng giống như là lại họp mấy cái tụi mà ba que mà, cái nó ổng nói ổng đi trễ 5 phút. Ông nói nó mời ổng 7 giờ, thí dụ là 7 giờ nhưng mà ổng tới 7 giờ 5 á, cái nó nói ông tụ mẹ mày biết giờ này giờ nào không mà mày mới tới để 5 phút á, cái mà cái tướng ông này của bầu lắm ông, cái ông chú này nè, ông tướng ông của bầu lắm, ông nói đủ mẹ tao đá chết mẹ mẹ bây giờ chứ mày giữ tao hả mày. Ông nói tao tao đâu có sợ đâu mày. Đấy, đồ tao đánh chết mẹ mày giờ chứ mày giữ tao hả? Mày cái mày lấy quyền gì mà giữ tao? Tao đấm con cặc tao tao đi về luôn á, mày làm gì tao? Ông nói ông làm cho ông tập cái rồi ông bỏ ông về luôn, ông ghét tới bây giờ luôn. Nó nói mà nói mới tới tới mấy thằng mà chống cộng là ông nói thấy ông không ưa. Nó cá lắm. Nó lạ gì giống như nó làm cha mình vậy đó. Ông nói tới Chào đó là phải phải đóng tiền. Tới họp đó là phải đóng tiền vô. Đóng bao nhiêu tiền đó chứ không phải tới họp học khơi khơi đâu. thì đúng rồi anh mà em nói là tụi này nó làm bằng tiền mà đi họ phải đóng tiền quy góp cho những cái thằng mà tối ngày hôm nay ngồi sủa diễn đàn rồi nè đó quy góp tụi này nó có một cái tổ chức nó quy góp đó cái chi á Ông những nói người á thì một có người một số vậy tới tới mà họp là phải đóng bao nhiêu tiền đó chứ đâu phải mà lợi họp không vậy đâu.
Ông nói trời ơi, nó làm riết tao thấy tao ghét quá trời luôn, mà tao không biết làm sao. Mấy ông này á là hồi xưa nó nói ngay nó thẳng là mấy ông này hồi xưa là vượt biên hoặc là bỏ gì đó đi là đương nhiên là có cái thù cái ghét cộng sản, vậy là ghét cộng sản đó, là ghét cộng sản sẵn. Thì thằng mấy thằng này nó mượn cớ vô đó nó ghét cộng sản thì gom tiền bao nhiêu cũng đưa, mà miễn sao mà cứ nói là đổ cộng sản là mấy ông là ok, là mấy ông cứ đóng tiền vô thôi, mà cứ đông năm này qua năm nọ cộng sản cứ còn sờ sờ đó gì đó, ngày nào cũng đóng tiền đấy, sang năm năm 2016 lật đổ cộng sản, lật đổ cũng thấy cộng sản càng ngày càng mạnh, năm 2017 cũng lật đổ cộng sản thì cộng sản càng ngày càng mạnh đó, cứ lừa hết năm này năm kia, mà thằng tùy thằng chột với thằng Tân Thái làm móng lừa cho chết hết luôn, thằng Đào tụt quần lừa cho chết hết luôn, nó ăn cho sạch quần luôn đó đó. Ông nói vậy nè, ông nói nó lập ra băng này nhóm nọ tùm lum vậy á, chứ mà nó ví dụ nó vô cái hội trường cái hay là cái chỗ nào mà họp á toàn là nó thuê không à, chứ đâu có được mua được được cái chỗ đâu, đâu 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 có mua được cái chỗ mà để hội họp đâu, toàn là thuê không à. Đó. Toàn lắm nó thuê không chứ không có thằng nào mà bỏ tiền ra mà mua nổi cái chỗ mà để mà hội họp đó, ví dụ thuê một tiếng nhiêu vậy đó. Anh Phong Phạm nó nói đúng nè, phòng tiền để nuôi thằng đuôi với thằng mù. Câu này đúng, em nói hả, bây giờ lên trống là đưa mấy cái mặt thằng này ra đi, không mấy thằng nào mà trống là đưa cái mặt nó ra, nó đưa ra thằng mù hai, một thằng đuôi với một thằng mù mà lên nói chuyện chính trị đó, đòi lật đổ cộng sản ghê chứ. Một thằng á đuôi một thằng mù, tụi bay thì súng đạn thì cũng có thằng, ôi mà còn xem mấy cái thằng, thấy thằng già kia kìa chưa thấy đâu, nó mua giỏ, nó mua giỏ để quýnh cộng sản. Một thằng á nó già, tôi nói thiệt, nó chống cộng ở chỗ này nó già, đi hai cái đầu gối vậy nó đánh đánh với nhau cặp cục 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 vậy nè, về mà nó mua giỏ để về quýnh cộng sản đó, mà cộng sản ở đây hả toàn là trai trẻ 19 20 không à, chuột thằng nào thằng lấy tôi đùm vậy nè, còn mấy ông già chống cái bà nội tôi chống chống gì, hai cái đầu gối hai cái bánh chè thì học mẹ hết rồi, chống cái gì hả? Mấy ông chống cái gì, mấy ông gào thét thì vậy, có lũ thì nằm bên này thì ngu hả, chưa chắc đã ngu đâu, chẳng qua tụi bay lừa qua gạt lại để ăn thôi. Với ông gì Hà, ông gì à, ông Trần Văn Hà đó chống còng đó, anh chưa thấy đâu, ông mất gì ông không có nhà luôn, chống còng đi ngủ ngoài xe nè, bị mấy thằng chú coi trong nước này nè, ông Lâm Văn Hà đúng rồi, bữa ông trước ông like ông ngồi ông phát phù hù luôn, ông nói là mấy thằng chú coi trong này hả, à, tao gửi tiền về chống còng với tụi bay mà hả, mà tụi bay bị lừa gạt đó, bây giờ tao làm bao nhiêu tiền tao đưa cho tụi bay hết à, đưa tiền tụi bay hết à, tao nói ai đến ngu già ngu đất nước cho ta hả, bây giờ tao có một chủ quyền của đất nước của ta cả trên cả gì cả thế giới này ai cũng coi nhìn công nhận rồi, của việc đất nước Việt Nam rồi, chứ ai công nhận cái lá cờ ba que của chúng bay không, có ai công nhận cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng bay không, đúng không, mà bay đi đi nó lặt cái gì, là tiền tiền già tiền lo đẹp mà nuôi hả, có lo đẹp nuôi ngủ thì ngủ ngoài xe, lái chim thì lái nó xe luôn, mà làm bao nhiêu tiền gửi tiền về cho mấy chú coi để lật đổ cộng sản mà lấy gì làm hả, ra tiền lo đẹp nuôi già bản thân đi, ông chúng ta đi luôn cũng luôn mua mà luôn luôn bây giờ thằng con chấm anh, bây giờ thằng con chấm anh. Anh cứ lỗ một cái Tôi xe mà cho chị. Dạ. cho anh xuống Hà Mi. Dạ rồi, nằm nghiêng qua đi em cho anh xuống. Đó, tụi bây chống cầm nó ngu vô hầu lắm. Nãy nè, gõ vô ông thằng Lâm Văn Hà, chị chào em gái, chào Phạm Thính. Gõ vô chữ cái chỗ Hà Mi á, nó đã bị mất cái nick rồi. Rồi ông khóc mà giống như ông tức, mà kiểu giống nó tức tức bị gạt tiền đó, thằng Lâm Văn Hà nó chống còng á, tức giống như bị gạt tiền, mà cái loài mà chống còng mà chống không được, tức con ngồi khóc y như một con nít mới đẻ ra, mà ông tầm phải bảy mấy tuổi rồi. Ô, tôi gọi tiền tôi làm bao nhiêu tôi đưa tiền cho nó hết, tôi cho tôi biết ăn hết, mà bây còn chửi lại tao nữa, chống còng á bị phe chửi lại mà còn khóc nữa đấy đấy, chống còng cực đoan hả, em kêu là chống còng cực ngu nó, chống cộng cực Ra thị ngu. trường, nếu nếu như mà chúng ta không có xuống đường được hôm nay,
thì chúng ta phải nên tìm cái chỗ nào đó, nếu chúng ta đã biết nhau rồi, đã kết nối nhau rồi, đó chúng ta nên tìm cái chỗ nào Nghe tiếp đó đi. rồi cho nó có khang trang, không phải không không cần phải khang trang, mà nó gọi là Một nó cái bàn, một cái một nơi cái ấm lưng cúng, thôi một là cái đủ. bàn, một cái ly Đó. hương là đủ. Cái lưng hương, một người cầm cái miếng nha. Đó, đây Đó, cái cầm ly hương bàn đó. hôm nay. Dạ, đúng. Đó là những gì mà em muốn chia sẻ. Hy vọng ngày mai sẽ là một cái ngày, nếu các anh chị em bùng nổ được hôm nay là rất tốt, nhưng mình em cứ hy vọng ngày mai là sẽ là một cái ngày mà bây giờ đó biên giới Việt Tàu của nó không còn nữa rồi anh Benny Trương. Nó mà anh có thấy cái tin tức ở trên đài VOA đó, đã nói là Hoa Xuân Ánh đó. Hoa Xuân Ánh nói là đã đạt được cái thỏa thuận 1.450 cây số vuông ở đường biên giới rồi anh Benny Trương. Mà anh Benny Trương biết Ờ, là anh nào cái rành ở biên giới thì lên nói cho Hà My hai cửa nè. khẩu nó mở tan hoác hết rồi, Đó, và xuyên tạc á. người người Tàu nó qua nước của mình đó, nó không cần biết Ngầm là Thinh, chúng ta nói mày hai thằng chột mà Ngầm Thinh ta nói đó xíu à. Công nhận hai thằng bay đu về đó mà bay biết là cửa khẩu mở toang hoang hết à. Cho đi vô thoải mái. Ê, có cửa khẩu nào mở toang hoang vô cho thoải mái chứ mày? Hả? Tao đi tao có giấy tờ tao trình dạy tao chứ cửa khẩu phải mở, giờ kêu là phải đóng cửa khẩu đi. Ê, làm ăn giao thương mà đóng cửa khẩu là sao mày? Hả thằng mù hả, tao qua tao cũng có giấy tờ chứ hả. Công nhận hai thằng bay thì hai thằng đuôi mù mà ở bên đó là ăn tiền tàn tật mà nói chuyện chính trị Việt Nam mà cha bay hả. Trời ơi, mấy thằng chú cồi làm ơn đi, mày dòm hai thằng đuôi thằng mù rồi nè, mấy đứa chú cồi bay trong nước nè hả, với những người mà tôi nói thiệt chứ mất lòng chiều với những người mà kiều bào ở đó ha. Thì xem cái la của tôi mà nhìn 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 đi, mấy người mà kiều bào mà chống cầm cực đoan bên đó mà đưa tiền cho hai thằng này mà ăn á, thôi chẳng thà hai người đem đi cho nó đi, cho cảm ơn nó thôi. Nó cho tiền hai thằng bay đó để cái tiền tàn tật thấy bay, đừng có chống cộng giùm tao cái, lạy nó một cái giùm tôi cái, nó thiệt luôn á, làm ơn mấy người mà bên kiều bào đó hả. Còn hai mắt tỏ mà đừng có nghe lời hai thằng mù này giùm tôi cái hả, đưa tiền cho nó ăn mà đi chống lại đất nước. Trời ơi, nhìn hai thằng là đáng tin cậy không trời, cả nhà hả, một thằng đuôi một thằng mù nhìn vậy là có đáng tin cậy không vậy hả. Còn anh nào mà nói về rành nào gì thành khu biên giới á, lên nói giùm em tí. Đó, anh nào ở khu biên giới gì à, lào cai rành thì lên nói cho không biết, chứ chứ có rành này lắm mà nghĩ nó sao mà nói là biên giới mà mở mở đi toang hoang á, toát hoác hết. Trời ơi, nó nói là Trung Quốc tràn quá ở hết đó, nó gạt, nó gạt cờ đó đó. Coi như là mình đã mất nước rồi đó anh Benny Trương, mình không còn đất nước nữa đâu, thì các anh chị em hãy xuống đường để mà À gì Hà My gọi khu khu lên nói về cửa khẩu khu khu đâu, khu khu là ai ta, khu khu đâu ta, chưa thấy vào chưa, khu khu đâu, khu khu nếu có thì ok cho Hà My đi, lên nói về cái đây. Bây giờ nó không có, bây giờ hết nói vườn rau vườn lài gì nữa rồi, bây giờ là hết vườn rau vườn lài rồi, bây giờ nói về cửa khẩu đó. Ngày mai là gì à, nghe chưa, nghe nó nói chưa, là mỗi người bịt khăn tang, mỗi người cầm một cái lư hương đó, cầm lư hương đi giữa đường đấy, chắc nó đúng rồi, nó sẽ kêu hồn ba mẹ nó, ba mẹ ba que nó chưa chết mà nó lo đi đục, lo đi để tang rồi đó, đúng rồi đó, để tang chứ không để tang sau rồi sao đâu có cơ hội đâu để tang. Chị dìu sang ở biên giới đó, dìu sang chưa thấy ai vào hết, chưa thấy ai vào hết, chưa có thấy ai vào hết. Dìu sang đâu, dìu sang có thì ok giùm mình đi, nãy giờ chưa thấy ai hết. Để mà bảo vệ, để mà đánh đuổi tụi Tàu Cộng nó ra khỏi đất nước của chúng ta, đó À, là tàu những đâu không biết nữa, đu gì mà thấy tàu. em muốn chia sẻ. Sao? Tao thấy hai thằng bây giờ tao hết muốn ăn cơm rồi đó. Hãy xuống đường Hãy xuống đường. Ngày mai và kêu gọi bạn bè của mình, gia đình của mình, trong gia đình của mình, vận động trong gia đình của mình. Ừ. Hãy xuống đường, hãy nói cho Xuống đường ăn cướp. thành viên trong gia đình của mình biết là thật sự đất nước của chúng ta đã mất rồi. Mất cái bà nội mày á, xuống đường ăn cướp đó. 450 cây số Hai thằng đuôi này xuống đường để đường kiếm kiếm tới cái những công sản ăn đi, chết mẹ mày đi, nhìn hai mặt thằng là tao ngứa máu lắm rồi đó. quyền kiểm soát của Trung Cộng rồi. Chúng ta mất nước thật rồi các anh chị em ơi. Mất cái mẹ mẹ mày thằng mù. Những người thân trong gia đình của mình, bạn bè Ủa của mẹ, cái thằng mù đã mù rồi mà còn sầu chó nữa. phải xuống đường biểu tình. Xuống đường cái bà nội mày á. Như nói mà đòi hỏi tự do dân chủ đó mà người ta sợ, người ta không xuống đường biểu tình thì cái đó mình cũng có thể thông cảm được ngay lúc này, nhưng mà nếu mà nói nhìn mà cái không mỏ đó kìa, nhìn cái mỏ nó là mua lấy muốn chiếc dép đánh vô mỏ rồi đó, thể thông cảm được nhìn là lấy muốn đánh chiếc dép đánh vô mỏ rồi đó. phải
đóng cái Trời. cửa khẩu lại thôi. Đóng cái mà nồi mày cho Tôi đóng, đóng cái đã lưu nói mỏ mày lại cho đóng, cái thằng chó, thằng trò. tới cái thông điệp cho Mà cha mày đóng đóng cái bà nội mày á, còn một cái thằng mù cái mỏ thì to rồng y như cá tra vậy đó hả, đã đu đã mù rồi, cái mỏ thì rồng như cá đá, mất nước rồi mất cái bà mày đó cho mất, mất cái mù nội mày cho mất. Trời đất ơi, nhìn hai cái thằng đu với thằng mù là thấy là ngứa gan. Cái mỏ nó một thằng thì nó xấu đã xấu rồi mà tống đồng cũng xấu nữa, đã xấu mà đã đu rồi mà nó kia cửa khẩu mà không phải cái đóng cửa khẩu, đóng cái bà nội mày á. Trời ơi, về mà có lớp nghe hay được, giỏi. Cửa khẩu á à, ráng năm nay anh kia không biết nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh, Hà Mỹ đâu bình tĩnh mà thấy cái mặt, thấy hai thằng mù lên là Hà Mỹ ghét lắm. Hai thằng này nó mù đã không thấy gì rồi mà còn lên nó nói chuyện xô chó mà điên nhé. Vậy mà vậy 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 mà comment vậy, nó hay, nó đúng đúng, hai thằng mù vậy mà nói chuyện vậy mà ngay đúng. Trời ơi, khẽ thấy ngoài đường tao lấy thiệt, tao lấy hai cái kim mà tao nệ hai con mắt liền luôn á. Người Việt Nam rất là yêu nước, Người Việt Nam là yêu nước. Đúng rồi, một cái thông điệp gửi tới trời ơi, nó trợn cái mắt này, bạn cũng như gửi tới nó trợn mắt lên cho này. cái thằng Trung Quốc biết được rằng là cái người Việt Nam không phải chỉ lấy Hoàng Sa Trường Sa một cách đơn giản như vậy thôi. Anh cứ nghĩ đi, ngày hôm nay thằng Trung Quốc mấy chục năm qua nó đâu có thấy cái sự phản ứng của cái người dân về cái Hoàng Sa mà nó đã cướp của Việt Nam, anh thấy chưa, anh thấy chưa? Ngày hôm nay mà anh cứ nghĩ đi, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn À, khổ kiếp lắm. xếp Chị hàng mời em. mà để mà Bây giờ nó kêu gọi cái đó đó, hết đường rồi đó. Tao đợi ngày mai coi tụi bay làm gì được. Chị chào em. Dạ em chào chị. Anh Có ba que không? Có ba que không? nói lần sau hồi nãy hư gì à, thành ra lúc lần sau chị đưa cái hình nó lên nó ngại quá đó, lần đấy em cứ nói đi, nó lúc lần đấy. À, em chia sẻ cho chị năm sáu cái diễn đàn gì đó, không biết có bao que Có mà, trời ơi nó canh chị lắm. Không có. Nói đi. anh à, chị đợi em xíu em giơ lấy cái tai nghe cái. Rồi rồi em á. Chị Ngọc Lan, tao cho mày quay nè Ngọc Lan. Quên đi là nhà Ngọc Lan, đúng rồi, mày cũng hay vô diễn đàn chuột lắm này Ngọc Lan. Mình nhìn công nhận nha, mày còn ngu hơn hai thằng này nữa. Hai thằng đu vậy là mày cũng nghe nè Ngọc Lan, mày cũng hay vô comment lắm mà Ngọc Lan, mày nghe nè Ngọc Lan. Ngọc Lan, đúng không? Hai thằng chột, hai một thằng chột với một thằng đuôi, mà thằng con Ngọc Lan này nó ngu, nó hay nghe vậy lắm. Mày là chú cụi phải không? Đúng, não não mày, não bò phải không? Não não đồ hủ. Mà cha tụi bay, em Hương Lan mày coi đúng không? Đồng bọn mày đó. Thằng đuôi mà một thằng mù đó, đồng bọn mày đó. Trời ơi. À, ba que ơi, bây giờ Phúc lên đây thì Phúc muốn hỏi ba que cái này này. Bây giờ là cái thành phần mà chống phá đất nước á, là nó có ba dạng, thì mình hỏi cái bạn mấy cái bạn ba que ở trong đây á, là các bạn ở cái dạng nào ha? Thứ nhất là cái dạng ngu, thứ hai là cái dạng vì tiền, thứ ba là cái vì cái lòng thù hận. Thì bây giờ mấy cái bạn ba que trong đây nè, cho mình hỏi á, các bạn ở trong cái dạng nào? Nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng các bạn mà ở trong nước á là 99% là các bạn vì tiền, mà cái vì tiền nó phát xuất từ đâu? Là từ cái ngu mà ra đó, hiểu không? Hiểu không bọn ba que? Ngọc Lan, Ngọc Lai gì nè? Ngọc Lan đó. Ơi, mình sống mà mình tới cái từng tuổi này mà bây giờ mình cũng không biết cái giá trị cái cuộc sống nó nằm ở đâu. Mình sống mà mình cũng không biết là mình đang sướng mà mình không biết. Ủa, bây giờ tôi nói với Ngọc Lan nghe này, tôi nói mấy cái thằng ba que, mấy con ba la que nghe này, ở đâu cũng làm hết á, ở đâu cũng làm chứ ở đâu đừng có nằm ngửa nằm nghiêng ra mà ngồi đi chống phá đất nước rồi nghĩ rồi có tiền. Trời, đừng có nghe mà mấy cái bọn kia mà nó ngồi nó nổ, nó thử bên Mỹ nó không đi chống cộng, nó không kêu gào coi nó có dụ dỗ được những cái tiền mà của người ta không hả? Hay nó đói nhăn răng ở bên đó, mẹ bà nó cái gì mà cầm lá cờ ra mà được một ổ bánh mì với 20 đô á, với một chai nước suối,
cũng đi cũng ra đường đã đảo giống như là một cái lũ khùng vậy đó, phải không? Nó làm riết bây giờ ông tổng thống ông đuổi đi luôn á, không thấy hả? Hả? Trong khi nói cho cái bọn, dạ chị nói Em nhắc cái vụ, em có đọc về cái vụ bên Mỹ chuẩn bị gì đóng cửa vậy, lát cái đó lát anh cầm lên chia sẻ. Mấy đi. Yeah. người ở đó lát kia lên chia sẻ. Trời ơi thiệt á, nói thiệt á, mình sống á, cái cuộc sống bây giờ nói thiệt với mấy cái bọn bao que xỏ lá này, nếu nếu mà Phúc nói mà vì mà cái lòng thù hận á, mình cũng không có trách, hiểu không? Còn mình ngu mà mình để mình bị cái bọn đó dẫn dắt á, là cái thể loại của mình là cái thể loại mà vứt đi rồi, thể loại mà vứt vô sọt rác nằm trong đó rồi, còn tệ hơn nữa là vứt vô cầu tiêu mà lấy là bấm nút mà xả đi luôn á, hiểu không? Quê hương mình mà mình không 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 yêu quý mà bây giờ mình cứ đi chống phá này kia nọ. Ủa còn bây giờ mình ở đâu không làm, không có ở đâu mà không 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 làm mà có ăn hết á, chỉ có cái lũ mà bây giờ muốn nằm không nằm ngửa nằm nghiêng ra rồi giờ cầm ở bên cầm những cái đồng tiền mà không biết nhục nhã, mới là mới mới nằm ngửa nằm nghiêng ra đợi đợi cái lũ đó nó lũ bên nước ngoài mà chống cộng cực ngu á, nó gửi tiền về cho vài trăm ngàn vài triệu đồng á là ngồi là mừng húm lên sống. Ủa sống cái kiểu vậy mà không biết nhục hả? Người ta tạo cho công ăn việc làm, người ta tạo cho biết bao nhiêu cái cơ hội cho cái người Việt Nam mình, mà người ta càng ngày càng giàu, càng ngày càng phát triển. Còn mình á, hỏi bản thân của các người là tại sao mình các người nghèo, cái suy nghĩ của các người như vậy lấy cái gì mà các người giàu? Trời đất nước Một mình bây giờ ngày mà đừng đi nói chi mà nó cái đi diễn vụ. đàn hả? Anh đi nó đi một ngày diễn đàn mà mở gần 8 tiếng, mà bên đó nó mở diễn đàn nhiều á, mà đi đâu cũng gặp nó hết á. Tôi nó ăn rồi nó đu đeo đủ đeo diễn đàn mà chắc kiếm 300 đô, mà kiếm 300 đô nó gửi tiền bởi nó tiền tàn tật của nó đó, với tiền nó lừa gạt của những người bên khu cộng đồng á, rồi nó chuyển cho về cho tôi nó ăn ít đúng không? Ngày nào cũng gọi là nhân quyền là ở đi bệnh viện thì ở không tốn tiền ấy, mà là kiếm tụi bay là với thằng bịp nó nói vậy nè, bệnh viện nào ở tốn tiền, giống lá các anh nào ở bên nước ngoài. Tôi cũng cần chia sẻ cái vụ này nè, nó là ở bên bên nước ngoài á, là bệnh viện nằm không tốn tiền đó, tôi đang cần cái vụ này nữa đó. Bệnh viện ở không tốn tiền, tôi nói ở đâu nước nào mà ở không tốn tiền, nói tôi nghe coi đó đó đó, đó. Cái câu ra câu câu thằng 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 thỉnh bịp á, thằng bịp nó sợ Hà My lắm, nó vô đây bị Hà My chọn hoài à, đâm ra thằng bịp nó sợ vô đây Hà Nè My lắm. bây giờ em tiếp lời với chị nè, bây giờ ở Việt Nam mà tôi nói cho các ông các bà nghe này, các ông các bà bao que xỏ lá, các ông các bà mà chống cộng nè, bây giờ từ lớp 1 tới lớp mò từ mẫu giáo mà tới lớp 9 á là nhà nước miễn phí học phí cho người dân rồi, thì bây giờ cái đất nước này càng ngày càng phát triển thì cũng để cho người ta cái càng có cái cơ hội để mà người ta hỗ trợ cho cái người dân. Chứ trước mắt là tôi thấy á là hỗ trợ miễn phí cho người dân á, cho con học sinh á từ mẫu giáo cho đến là lớp cấp 2 á là không tốn tiền học phí, là tôi thấy cái đó là cái đầu tiên là cái được. Cái thứ hai nữa là người ta miễn thuốc, miễn miễn hỗ trợ cho những cái bệnh mà ngặt nghèo là miễn phí 100% tiền thuốc men. Cái đó là cái mà nhà nước đã cố gắng hỗ trợ rồi, còn bây giờ á hỏi hỏi mọi người chứ biết bao nhiêu cái việc mà người ta phải lo. Trời ơi, bao nhiêu cái việc mà nhà nước phải lo. Chứ giờ bây giờ cứ cứ bao nhiêu tiền cũng đi lo cho các người hả? Anh Nói Mai như cậu các bắt người á, anh nói như không anh Mai cậu anh ấy em á, em không nói với chị My nghe này. không Em ghét nhất là cái gì phải không? Thuế của dân mà tới giờ chưa có biết cái tiền thuế nào người ta tính ra làm sao hết đó. à khu khu hả khu khu lên lát lát lên cần chia sẻ cái vụ và cần cử khẩu giùm với khu khu là thì là ok giùm Hà My cái lên chia sẻ cái vụ mà gần cửa khẩu này, mấy mấy ngày hôm nay là nó kêu gọi cái vụ cửa khẩu này nè, nếu có là chị mời chị khu khu gì lên tí chia sẻ cái vụ này, mấy ngày nó kêu khiếp lắm. Em nói tiếp đi lát khu khu ok là thì có khuya gì em nói tiếp đi em. Đúng rồi, hạnh phúc rớt xuống rồi hả, nhanh vậy. Đâu rồi? Cô có rảnh thì ok giùm mình với nha, tại hạnh phúc mới bị rớt xuống. Em bị rớt, em chưa có camera.
tại sao không xem trực tiếp của Hà My vậy? Ủa sao vậy? Sao anh không qua trực tiếp xem bên em vậy? Anh Phương Nguyễn, sao trực tiếp là sao? Ủa sao mà em ok quay lại thử. Tôi thấy xã hội không được yên bình gì, đóng cửa khẩu đi cho dân được nhờ. Ê cái mặt mày đúng vậy, cái loại của tụi bay hàng gì mày ngu, bay không có cái chỗ nào mà ngu để tao tả hợp cái thằng gì 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 Lan đây. Em chưa biết vụ gì nè, cái vụ thì nói là cửa khẩu á, là chị giải thích như này, cái nói là cửa khẩu á, là thả dân đi vào tự do hết đó, nói vậy là em hiểu rồi. Để chị mời lên có thấy xíu coi, hạnh phúc đợi chút xíu. Đấy, nó kêu là giờ là tụi này comment nói là nên đóng cửa khẩu nè. Ông nói là cửa khẩu của Việt Nam giáp tranh Trung Quốc à, ông nói là mở tự do đi thoải mái. Rồi đời em hạnh phúc đời là chút. Dạ vâng, em chào chị Hà My. Em Chào chào em. tất cả mọi người trong diễn đàn trừ bọn ba que xỏ lá. Rồi. Em chưa 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 biết là như thế nào, hay là có Thì đó chị nói người nha, chị nhắc nói sơ em em. này, giống như là thằng chột á thì nó nói là mấy ngày hôm nay là ngày mai bắt đầu á, là nó kêu dân xuống là để tang, là đi biểu tình cầm nhang đèn gì đó. Ông nói là cửa khẩu Việt Nam mình bây giờ Trung Quốc là mở tràn qua tự do đấy, nó nói là tràn qua tự do đó, nên đó nó nói đại khái là như vậy đó. À, thằng bên Ly Chương á chị. Từ trước đến giờ thì cửa khẩu đấy thì vẫn qua lại tự do, nhưng mà với điều kiện là phải đăng ký. Nói chung là mỗi một ví dụ như là bên kinh doanh ấy, bên thông thương ở cửa khẩu ấy, thì mỗi một tháng nó phải đóng đóng nếu như mà nó sang trong vòng cái 15 km thì là Đó. nó chỉ làm giấy thông, nó chỉ làm giấy thông hành thôi. Đó. Từ năm 88 đến bây giờ, mở từ khi mở cửa khẩu nên là nhà nước mình là cho thông thương hai bên ấy, thì đi qua lại tự do thoải mái, nhưng làm giấy thông hành nhà nước mình vẫn thu lệ phí bình thường thì vẫn qua lại bình thường, còn ngoài 15 km trở ra là phải làm hộ chiếu. Làm gì có cái Đó. gì mà tràn, nó tràn từ năm 88 rồi, bây giờ nó mới nói làm cái gì cơ chứ. Đó. À, Đó em người chia sẻ dân cái này mình là đúng là này. Nó nói là qua đi qua thoải mái không giấy tờ gì hết đó. Tụi này nó đang xuyên tạc cỡ đó đó. nó xuyên tạc như thế là một cách quá là trắng trợn mà quá Trắng là trợn bố luôn đó. láo. Đây thì chắc chị mở cho xem đây, chị còn giữ hết. Ông nói là đi qua là không Và cần giấy tờ gì hết, bất cửa khẩu nào cũng vậy, chính nó nói như vậy đó. Nó kêu là không bây giờ có kêu đâu gọi chị, dân xuống là phải đóng cửa khẩu đi. Em không chào em có đó. đâu chị. Các anh tâm À, rảnh là lên chính chia sẻ. ra vâng, như này em chia sẻ qua cái đường biên, từ cái quản lý về đường biên và quản lý về cửa khẩu quốc tế nhé. Cái khâu quản lý ở bên mình ấy nó còn chặt chẽ hơn cả là Trung Quốc. Đấy, Trung Quốc nó quản lý người Việt Nam sang Trung Quốc rất là chặt chẽ, nhưng rất là lỏng lẻo, còn Việt Nam mình ấy thì quản lý rất là chặt chẽ, người Trung Quốc sang ấy, quản lý chặt lắm, nhưng người Việt Nam mình ấy vượt biên sang bên Trung Quốc thì lại rất là lỏng lẻo. Trung Quốc nó rất là lỏng về cái việc mình người Việt mình Ông sang lòng bên về đấy. cái lăng Vâng, thế nhưng mà riêng người Trung Quốc mà sang Việt Nam mình ấy là trong, như lúc nãy em cũng đã trao đổi rồi đấy, là trong vòng 15 km là có giấy thông hành. Nếu như mà cái người nó sang bên này nó thuê địa điểm của cái chợ một đấy là toàn bộ của người Trung Quốc, nó thuê cái điểm cái chợ một đấy của Trung Quốc, thì mỗi một tháng nó làm giấy thông hành theo tháng đó. À, nó có tùy từng mức này, một tháng và 3 tháng và 1 năm đấy, tùy tùy ông đăng ký như thế nào, thì chỉ cần đi qua cửa khẩu là chỉ cần xuất cái giấy thông hành ấy ra là ok, chứ không có cái chuyện đi thoải mái như chúng nó xuyên tạc, là không có nhé. Đấy, cái chuyện thoải mái là không Đó. có. Dạ vâng Mình đấy, Hà My rất còn là cần ngoài chia sẻ này vâng lắm.
Vâng, còn ngoài 15 km ra là phải làm giấy hộ chiếu, làm hộ chiếu mới được được qua nha. Làm hộ chiếu mới được qua nha, mới lại thêm một cái nữa là từ năm 2018, từ tháng 1 năm 2018. Từ tháng 1 năm 2018 là xe có nghĩa là xe được thông hành, có nghĩa cũng phải đăng ký thì mới được qua chứ không phải là tự nhiên được qua đâu nha. Thì Trung Quốc được phép lái xe vào lãnh thổ của Việt Nam là 160 km, có nghĩa là thì tương đương là đi vào đến đến Cẩm Phả, Cửa Ông và Hòn Gai, nói áng chừng như vậy. Còn Việt Nam mình ấy thì được phép lái xe vào lãnh thổ của Trung Quốc là 600 km làm giấy tờ, nhưng mà trước đây mà không có cái luật đấy ấy, không đưa ra cái luật đấy, không cho phép đấy, thì không được lái xe vào đất liền, không 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 được lái xe vào lãnh thổ của Việt Nam, và Việt Nam cũng không được phép lái xe vào lãnh thổ của Trung Quốc, chỉ được lái qua sang trong vòng 15 km đó, và có nghĩa là đổ hàng xuống là phải quay về, còn không được phép đi vào sâu hơn đó. Đó nó là như Đó thế, chứ không đó có đi không có có cái không có định mức đàng hoàng, có giấy tờ, có định không mức bao nhiêu cây số vậy đó, mà đúng đi rồi xuyên tạc là nói là Việt Nam cho tràn vào thoải mái và tự do không giấy tờ, xuyên tạc một cách vâng rất là trắng trợn, rất là lão xược đúng luôn, rồi cái thằng quá A lão Quy xược đó, luôn. cái thằng A Quy với cái thằng rất sân bùi ấy, đợt lâu đã ở diễn đàn chị Thanh Quốc đã nói về cái chuyện này rồi, thế hôm nay nó lại vẫn còn tiếp tục, nó xuyên tạc tiếp. Đợt trước nó ở cái diễn đàn còn chị Thanh Quốc ấy cũng đã xuyên tạc về cái chuyện là Trung Quốc tràn lan vào người Việt Nam mà không cần hộ chiếu nữa cơ đấy, nó đợt đấy nó còn xuyên tạc như vậy nữa cơ, nó còn xuyên tạc là Việt người Trung Quốc vào Việt Nam không cần hộ chiếu, nó còn xuyên tạc đến mức trắng trợn như vậy đấy, cái bọn này. Thì Vâng, cái bọn này. ngày hôm nay thằng mấy 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 diễn đàn kia là bây giờ là vườn rau là cấm, mà bây giờ là nói là Trung Quốc là các cửa khẩu là điều dân Trung Quốc đều tràn vào thoải mái, không giấy tờ đi thoải mái đó, rồi bắt đầu nó Tràn là vào để xuống là kêu gọi là đi biểu tình gì đeo khăn tang cái bà nội nó đó, đeo khăn tang cái bà nội cha nó chưa chết, đeo khăn tang là đúng rồi, đeo khăn tang cha mà trùng cha mà chết bà qua đi đúng. đúng rồi, được sang thoải mái nhưng với điều kiện là phải phải đăng ký giấy thông hành, chứ còn từ năm 88 bắt đầu mở cửa khẩu đến giờ thì Trung Quốc nó tràn sang nhiều, tràn sang nó thông thương cửa khẩu, thế nên là nó cửa khẩu Móng Cái nó gọi là cửa khẩu quốc tế nó thông thương hàng hóa thì nó phải sang bên này nó kinh doanh chứ, toàn bộ nó cái nguồn hàng nó cung cấp cho từ Thanh Hóa hát ra ngoài này là toàn từ ở cửa khẩu Móng Cái này, nhưng mà nó có giấy tờ hẳn hoi. Chứ còn Việt Nam mình ấy, nói thật một câu là này, nếu mà nói về cái khâu quản lý nhân sự ấy thì Việt Nam mình quản lý chặt chẽ Đó. gấp nhiều lần so với Trung Quốc. Người Việt Nam mình tràn sang Trung Quốc hơi bị nhiều nhưng mà nó lại quản lý lỏng lẻo nhé. Nhưng mà người Trung Quốc sang Việt Nam mình, em nói chị Hà My này nhá, ở cái khu vực Móng Cái hoặc là Đầm Hà này, chị nói em nói ví dụ bây giờ cái người Trung Quốc ấy, cái không phải người Trung Quốc đâu nhá, cái nhà ở bên cạnh nhà em ấy là có nghĩa là bà ấy lấy chồng ở Trung Quốc xong là bà ấy đi lâu rồi thì ở Việt Nam mình là cắt khẩu, có nghĩa là đi lâu quá mà không không có hoạt động, không có nghĩa là gần như là mất tích rồi đấy, đi đi mười mấy năm không về đấy, thì khẩu ở đây người ta cắt đi thì bà lại nhập được cái khẩu ở bên Trung Quốc, bà ấy nhập được quốc tịch Trung Quốc chị ạ. Thế đến lúc bà về đây về thăm quê nhé, về thăm bố mẹ mà bà về đến nhà chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ là có 2 giờ đồng hồ là có người đến kiểm tra giấy tờ đấy, không cái là thế là bắt đó, bắt luôn bà ấy cho lên trên 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 nhốt lại và điều tra đấy, bà không có đủ giấy tờ đuổi về nước luôn đấy.
Việt Nam mình quản lý chặt chẽ đến mức độ như vậy cơ mà, chứ chúng nó nói như nó náo. Đó, mình nghe chưa Ngọc Lan, mình nghe chưa, mình nghe đúng không? Giờ tụi bay nghe rõ chưa đúng không? Mẹ mình nghe rõ chưa? Tụi bay xuyên tạc là nói Việt Nam mở cửa khẩu đi thoải mái. Tụi bay trước khi bay xuyên tạc phải dòm cho gọi, đừng có khốn nạn quá biết không? Tụi bay xuyên tạc quá láo xược luôn. Tụi bay mà xuyên tạc những cái lũ cái tụi bay chẳng qua từ bay lừa gạt để nhau mà ăn, giờ mới lừa gạt những người thiếu hiểu biết để mới tiếp tay cho tụi bay. Như tụi bay là khốn nạn nhất, là láo xuyệt nhất. Bay ngày nào bay mở diễn đàn bay cũng nói là bây giờ Việt Nam mở cửa khẩu Trung Quốc tràn quá tràn lan, rất là dễ dãi, không cần giấy tờ gì hết. Bay nói đất nước nào mà không có giấy tờ hả? Nếu mà không có giấy tờ hả, bay nói lấy đâu ra bằng chứng, bay lấy ra ra bằng chứng, nói thì có bằng chứng. Cái tụi bay đừng có láo xược kiểu đó. Tụi bay là lừa toàn là gạt xuyên quen thì tạc. tôi đã với nhau em ơi. Nên nhớ là từ năm 88 mở cửa khẩu giờ là Trung Quốc sang thoải mái, nhưng mà thoải mái không phải là cứ cứ thích là sang, cứ thích là về đâu, không có nhá. Giấy tờ đầy đủ đàng hoàng, đăng ký đàng hoàng. Cả cái người Việt Nam sang bên đấy cũng thế. Không có chuyện là không có giấy tờ đâu nhé mọi người nhé. Đừng có nghe Đúng nó xuyên rồi, tạc. tôi mở ra để thông thương để là giao thương để mà làm ăn mà làm sao mà đóng đi điều được, có cái là đi có giới hạn có giấy tờ chứ đâu phải là nói như tụi này mà xuyên tạc mà nói là Trung Quốc qua thoải mái không giấy tờ. Chuyện tụi này thì đó mấy ngày nay là bây giờ là các vườn này gì là cắm hồng rồi ha, ít nói được nữa rồi. Bây giờ là chuyện qua là cửa khẩu Trung Quốc tối ngày cái lôi Trung Quốc, mà thực tế tụi này mới tiếp tay Trung Quốc. Bọn này nó đang làm chó cho Trung Quốc thì có, chứ Nó đang còn làm tiếp nó tay Trung Quốc, đâm ra nó một nó biết trong lòng dân mình là có cái số là không thích Trung Quốc thì nó dừa cái chỗ đó để nó quấy rối lên. đúng rồi đúng rồi người tôi dân nay nó mình mượn là cớ không. nó đang tiếp tay Trung Quốc khốn nạn nhất, là ngày ngày hôm mấy ngày nữa nó kêu tích cực lắm, nó nói là ngày mai bắt đầu nó xuống đường, có mấy xuống đường xuống đường phải để tang cho ông nội tụi bay đó, thằng cha tụi bay hoặc cha mẹ chết đó để tang đó. Nó cứ mượn cớ thôi chứ không có cái chuyện đấy đâu, không Ừ. có cái chuyện sang thoải mái đâu nhé mọi người ạ, đừng có nghe nó. Vâng, Anh nói gì là thế biết rồi đó. Anh Tâm còn đây không? thì dạ vâng vâng thế em Tâm xin à, chào anh mọi Tâm người còn nhé, đây em không? xuống đây để Dạ. cho người khác nên chia sẻ nha. Và em Rồi, chào chị em Hà ơn My. bạn. Vâng. Anh Tâm còn đây là anh chia sẻ cái vụ chắc nó là ở bên nước ngoài, bên bị gì mà đi học học sinh không tốn tiền, nó nói là giống như bên Mỹ gì đó. Anh còn đó. Ừ, em thấy anh có camera nè, anh Tâm nè. Móc anh lên tí coi. Đó. Anh chia sẻ cho em cái. Nó là ở bên nước ngoài đi học không tốn viện phí. Bình hoàng gì cũng không tốn tiền hết, không tốn gì hết. Đó, bây giờ nó đòi Việt Nam mà giống vậy không có gì tốn hết á. Có gì coi ở bên đó có gì cho không không? Còn sao từ chỗ vậy này cá? Đang làm sao vậy? Anh Tâm, đâu rồi? Anh đang đi làm. Anh cầm anh Tâm hay anh cầm gì đó? Hai anh. Em đang đợi đó, sao lâu hai anh đứng hoài ta? Một lần nữa. Mời gọi anh lên một bộ. Rồi chắc mắc làm rồi. Anh cầm rảnh chưa? Để chia sẻ giùm em cái hả, đang quặn hả? Thì bắt quặn thì mà đang quặn thì cởi ra đi tí. Quên là chắc anh đang đi làm mà, đâu được. Anh cầm đâu? Chưa lên được hả? Chưa lên thì thôi. Chưa lên thì thôi. Chút xíu coi. Đâu rồi, quên rồi. Lên chia sẻ em, dù mà ở bên Mỹ, bên nước ngoài gì mà học không tốn tiền.
Nãy giờ anh nghe rồi mà. Tốn tiền. Mặc cái mặc quần mặc áo gì vô chưa? Để em mời. Mặc quần mặc áo vô đi, để em mời. Anh chia sẻ em cái này coi, bên anh bên nước ngoài mà còn em đâu biết. Rồi chào Tuấn Nguyên. Chừng nào lên rồi thì báo Hà My biết. Lát nữa rảnh anh lên chia sẻ, em chỉ cần mấy cái chia sẻ này lắm. Rồi, đồ nón lên là ok rồi. Anh Tâm mỗi Gì lần vậy tuần qua trời, nè, anh Tâm mỗi lần mời anh lên khó không trời nó đang làm gì, nó là cảnh sát mà ra nhiệm vụ của nó đâu có bỏ được trời. Ừ, có anh Minh Nguyễn nè, anh Minh Nguyễn cũng ở đâu. bên nước ngoài nè. Anh nào không tiền thì giống Không phải là không, đâu có, anh đâu có khe gì đâu, anh đâu có sợ ai đâu, không khe, nhưng mà có điều mấy cái chuyện vấn đề đó đã các diễn đàn trước thôi, cách đây cả năm rồi ai cũng giờ nói nó trên quên trời lên nói, rồi, chắc giờ bây nó giờ quên nói rồi, nhắc sau đi. ngày nào nó cũng lên nói dắt thì mình nhắc. Ôi mệt quá, nhắc tới cái vụ đó thì anh cũng đã nói trước rồi, thì Việt Nam mình bây giờ nói một cách khác hay chăng nữa là vấn đề bảo hiểm y tế này, là vấn đề học cho học hành nè, nó vượt bậc rồi, từ nghe nói Việt Nam mình là từ lớp 1 cho đến lớp lớp gì ta, lớp Hồi nãy lớp 6 à, lớp 6 là cấp 2 phải không, là Hạnh Phúc có nói. lớp cấp 2 là coi giờ miễn phí hoàn toàn rồi, rồi xong còn bảo hiểm y tế là từ trẻ em dưới 6 tuổi được gì miễn phí, rồi người già neo đơn miễn phí 100%, rồi những người nói chung là an sinh xã hội Việt Nam mình lúc này là rất là tốt, rất là good. Rồi anh còn nghe nói ở bên Mỹ này cái này không có nha, ví dụ như bị ung thư thì mình mua thuốc chết mẹ luôn, bán nhà luôn chứ ở đó, còn bên Việt Nam mà nghe nói có thông tư của Bộ Y tế ra là tiền thuốc là nhà nước lo 100%, khỏi cái thông tiền đủ, mà cái đó là hết sảy luôn. Ở bên Mỹ là tiền mà thuốc ung thư thôi nha, là bây giờ bán nhà mua không nổi. Nói chung là thôi tụi nó xuyên tạc thôi, tất cả những người dân ở trong nước mình được nghe lời nó, mà nghe lời sẽ được, tại vì ta đang hưởng một cái quyền lợi rất ư là tốt. Rồi những người già hồi nãy có nghe nói người nào nói một ông Việt kiều về về nước hàng lợi gì, nó Nào nói anh đó, Phân cái là Lợi, ông anh nó ở Việt kiều về nước anh Phân Lợi mà ông cũng được, mà ông cũng được hưởng tiền người già mấy trăm đồng tháng, tám là coi như thấy người ta có kể, trăm người ta đâu có kể này người giàu người nghèo gì đâu, miễn là tới cái tuổi già là người ta có tiền thôi, đúng đó, tuyệt vời quá chừng. Mỹ là bị có gì ta, ở Mỹ này em hiểu cái điều này là một cục kẹo, cũng không có tránh nổi thuế, đừng có nói làm chi. Còn có tiền học thì từ lớp 1 cho đến lớp 12 thì miễn phí hoàn toàn, nhưng mà tiền ăn là mình gia đình phải chịu, cái đó thì có thiệt, nhưng mà nó đâu có biết đâu là ông già bà già mình đóng thuế bỏ mẹ luôn, thế là ví dụ như em ở nhà của anh đây thì em trong mà hàng năm phải đóng thuế ở cái county này của cái quận hạt này, trong đó gồm có trường tiền học luôn, chứ đâu phải là không có đâu, cái gì nó cũng có chứ, nhưng đừng đừng có làm to chuyện đó, có nhiều người ta không biết, người ta mới nghĩ là người ta thấy không đóng tiền tháng thì ta nghĩ là tiền học phí, nhưng thực chất là khi mà em mua nhà hay em làm mua bán bất động sản ở khu vực gần trường học thì hầu như cái tiền mà em mua bóng để nó cộng như có tiền thuế của trường học rồi, hiểu không, chứ không phải là nhưng mà cái người dân họ không đóng tiền hàng tháng thì ta nghĩ là tiền miễn học phí trên danh nghĩa là vậy, nhưng thực chất là khi em mua như cái nhà gần từ học khu đó thì vô tình em đã đóng mẹ rồi, nhưng mà ta không biết, cái người ta đi mua nhà, thậm chí người đi mua nhà ta cũng không biết nữa, nhưng thực chất trong đó là đã khấu trừ tiền thuế của học khu đó rồi, nó lấy tiền trước mẹ rồi, ở đây là tiền thuế là lấy trước chứ không phải là giống như Việt Nam mà cuối năm hay là cuối tháng gì đó rồi người ta mới tổng kết, thì không có, ở đây là nó cắt cụp hay là nó lấy trước, cái gì nó cũng lấy trước cả, thành ra không bao giờ chạy được. Ở Việt Nam mình có cái sướng gì nè, có cái gì nè thì mình em cũng chia sẻ luôn. Giống như dẫn những người họ mua nhà ha, họ mua nhà họ cấp sổ ra để đóng thuế, giống như là mua cái dạng như mua đất thổ cư gì đó, đất nông nghiệp chuyển qua thổ cư đó, chuyển qua thổ cư mà nó đóng tiền theo cái mệnh giá, giống như ở con đường đó là cái giá tiền cao thì đóng tiền thổ cư cao, còn ở chỗ nào cái mệnh giá mà thấp thì đóng tiền thổ cư thấp, thì họ vẫn ra sổ cho mình. Khi nào mình có tiền dẫn những người giống như họ mua đất, họ hết tiền rồi họ không có tiền đóng thổ cư nữa, nó tính theo cái mệnh giá cái miếng đất thì họ vẫn làm,
họ vẫn làm, mà nhưng khi nào có tiền thì anh mới lấy sổ đó đóng cho người ta, nhưng họ vẫn ra sổ cho mình đó. Giờ nước Việt Nam nó dễ chỗ Trời ơi, đó. không có đâu Có ơi, Mỹ này là không có gì gọi là anh kể anh kể một cái chuyện vui này, mà cái chuyện đó là của cá nhân anh nha. Hồi cách đây mấy chục năm về trước, ngày đầu tiên đi làm hãng, vô hãng làm thì tới cái ngày ở hãng thì cái mình là con người Việt Nam mà qua bên mới qua cho người ta nghèo đói, cho nên vì đó cái chuyện tiền ham tiền. Qua 2 cái tuần đầu á, làm nghe tụi nó đồn nó 2 tuần nữa mới có lương, 2 tuần lương, mình đâu có biết đâu. Mình vô trong 2 tuần mình là chạy lên hỏi tao có lương chưa, nó hỏi chưa. Thì qua cái tuần thứ ba thì mình không hiểu là tại thường thường ở trong hãng là nó sẽ gối đầu, có nghĩa là không bao giờ nó trả tiền cái tuần đầu tiên cả, cái tiền đó nó gối đầu, có nghĩa là nó trừ ra. Thí dụ như 3 tuần thì nó tính 2 tuần thôi, mình 3 tuần sau mới có lương. Có lương vô mình dừng mình tức quá, mà nó mà sao kỳ ta, hồi đó lương hình như có 7 đồng giờ, mà làm 1 tuần 40 tiếng thì 2 cái check 2 tuần thì mình lãnh được 1 lần. Mình thấy thiếu, lấy tiền tính nhẩm ra, lấy máy tính là ngon lắm, làm như ngon, lấy máy tính là tính là lương mình đi vô luôn, mà thấy thiếu cho kỳ quá, anh Thục chạy lên luôn mà hỏi thôi mày làm sai rồi, mày làm wrong rồi, mày làm sai rồi. Nó cười nó nói cái này không phải, cái này trừ thuế luôn mà. Tất nhiên là cái đầu tiên mình lãnh ra nó đã trừ thuế mẹ nó mất rồi, nhưng mà tại vì anh ngu quá, coi hồi mới qua đâu có nghĩ là chuyện trừ thuế vậy, nên ra thấy hụt tiền. Ví dụ 800 đồng mà mình còn cái 600, mình tức mà thiếu 200, mày trả tao lại 200. Nó cười nó không phải cái này trừ thuế, khách income đồ mất. Tao cũng không chịu nữa, anh cũng không chịu rồi. Anh cũng lấy cái check đó anh về anh điện lại, anh hỏi mấy đứa em, anh nói phải rồi, nó trừ thuế đúng rồi. Nó đủ mà mấy người khốn nạn, tao chưa kịp đưa là nó đã lấy mẹ nó trước rồi, hồi mới qua nó không biết gì đâu. Thực ra là anh lấy trước hết, tất cả mọi thứ đều lấy trước cả, chắc không bao giờ lấy sau. À, đó vậy, cũng là vậy. Có nghĩa là cái gì đâu cũng cầm cái cán cả, mình chỉ cầm cái lưỡi thôi, nó rút ra là mình đứt tay thôi, chứ không phải là mình không làm được cái Đó. gì cả, nó thẳng là vậy. Thật Đừng có đó, thật ra nhà nước Việt Nam mình rất là có cái nhân đạo ở chỗ này. họ từ từ mua nhà, bất bất kể một cái gì, bất động sản hoặc là mua xe, nói chung tất tần tật nó đều lấy thuế trước hết, lấy thuế trước hết, chứ không có cái chuyện mà để mày làm xong rồi mày trả tới, tao không có đâu. Mỹ cái gì đó, Mỹ là không có cái chuyện để sao, tất cả tất tần tật đều lấy trước hết đó. Bạn còn nhắc tới cái vụ mà lúc này là coi như chính phủ Mỹ đã đóng cửa được 27-28 ngày rồi, coi như tròn 1 tháng rồi, là tháng này là mấy thằng mà ăn tiền ba phe với tiền coi như là tiền coi như là không có tiền rồi, coi như là không có tiền rồi đó nghe. Có nghĩa là thường thường những người nào mà ăn tiền trợ cấp á, tiền trợ cấp chính phủ á, là coi như là miễn đi nha, tháng này coi nhà đói đó, rồi mà kêu Vậy kêu là hả? cũng giữ lên. Đúng rồi, tại vì đúng rõ ràng rồi, những người đang ăn tiền food stamp là những tiền giống như kiểu như cái thằng chột quá, thầy rồi coi như là miễn đi tháng này khỏi tiền, khỏi có tiền đi rồi má tiền bình thường. Nhưng đặc biệt tiền anh thì có nha, tại tiền anh là tiền hưu, là tiền của anh là tiền Hay là tiền hưu hưu đàng rồi nha. hoàng. Còn mấy người nào tiền hưu là khác, tiền hưu là bất kể mày bây giờ mà cái chính phủ mình mà sập đi chăng nữa tao cũng có tiền nữa. Tại sao? Tiền là tiền của anh, hiểu không? Tiền Ông ấy hưu, còn cái tiền kia là cái tiền không phải là chưa cái tiền thí, còn cái tiền đó là người ta thí, hiểu không? Cái à gì đó anh phải anh thì không phải sao nghe. à Đụng mà đây đâu y xèo đụng má, hình như cả nước Mỹ này đang sôi động lên, mà hỏi tao biết là không biết đó là sao à, vậy, thì anh đang chia sẻ cái hết giá kỳ đi cục quá. cho những cái cội này khỏi lừa gạt mì dân trong những cái đứa trong đất nước này đi, tối ngày đi xuyên tạc giờ Mà Mỹ sao mà Mỹ sao được, dân bây giờ Việt Nam mình này, kiến thức cũng quá trời, internet là 4.0 đầy giấy. Thì tổng kết đây kỳ rồi thì coi như là thế giới đã công nhận Việt Nam mình như là 76%, trừ những người già thôi hoặc là em bé mới đẻ thôi, ngoài ra là hầu như tất cả mọi người đều có truy cập internet cả, thì làm sao mà lừa gạt được. Trời ơi, thông tin 4.0 mà cái chuyện đó là bình thường bảo rồi, mà đừng có tưởng như Việt Nam giống kiểu tụi nước ngoài này, này nó có lường gạt rồi, xong rồi nó cứ tưởng tượng chắc người Việt Nam chắc lại cách đây khoảng từ 50 năm về trước mù tịt thông tin, không có đâu, không có chuyện đó, nó cũng có nhiều quá. Anh nói một cách đơn giản là hồi xưa á, tại vì thường hồi xưa không có truy cập về về về, về thông tin về 4.0 hoặc là internet, thì thường thường ở trong một cái làng xã gì đó cái vụ án đó thì những người chung quanh khác tỉnh họ không có biết, là lý do tại vì tao muốn tin đó là phải có ký giả, có phóng viên tới tới hiện trường rồi đăng báo giấy lên, rồi một ngày sau 2 ngày sau thì mới biết.
Còn bây giờ chỉ xảy ra ngay tại chỗ là ở đây tim liên liền, tất cả mọi người ở đâu cũng biết cả, khác nhau xa lắc xa lơ, vì chỗ đó nó không có lường gạt ai được. Trời cũng nên. À, mà khổ rồi, lường gạt sao mà lường gạt, mà lường gạt mà những cái mà ấu trĩ mà ta không hiểu sao cái người dân trong nước á, mẹ người ta coi dân Trung Quốc hoặc là người Trung Quốc đó, nó không làm cái nghĩa địa trên trời, mà mày nửa dòng trái đất mà nó làm như nó sợ Trung Quốc dữ, không biết cái gì đúng không, nó làm như là nó đụng cái chữ Trung Quốc làm như là đĩa phải vôi đủ. Mà thì hoàn toàn mà nó nói đúng thì không nói làm gì, đã vậy còn nói trật nữa, đã sợ mà còn nói trật nữa, tào lao mệt quá, chuyện điên khùng không có đó. Đâu phải là một mình anh nói, anh ở nước ngoài mà anh theo dõi truy cập ở trong nước rất là nhiều, thành ra anh thấy là cái biên giới Việt Nam rất ư là vững chắc, và cái cửa khẩu là cái sự giao thương kinh tế đúng mà mày bắt người ta đóng, mà mày là cái quyền mà mày là cái lấy cái quyền gì bắt người đó. ta Hồi nãy anh nghe không, cái đủ để chính phủ đây chứ. Trời ơi. anh gặp Ê, thằng Michael như mày, tao nói mày còn câu nào, của cúng thì ra cúng ngang, tụi mà đừng có giành ngang. em chào anh Lê Lập Mẹ nhà nước Việt Nam luôn có quyền của họ, họ làm sao làm quyền của họ, mày đâu có quyền đó, mày đúng ra là mày cũng chẳng là cái gì cả. Bởi tao nói đi nói lại hoài, có học có được cái câu của thằng gì đó, thằng John, mẹ bà nó ăn cơm với muối mà bàn chuyện trên núi không à, rồi toàn tào lao không. Đấy, bà toàn vụ mấy cái thằng xì ke ma túy trong nước không cho có lừa gạt được đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều người ở vùng biên giới, cái hạn gì tôi anh thì không có biết, nhưng mà hôm trước nó live stream mới nói thẳng luôn, nó đi ra biên giới luôn con gì ta, Dịu Sang hay gì, nó ở sát biên giới Lào Cai, đó trời ơi. Ra tới nơi nó quay phim mà không, mà tụi ngộ lắm, tụi này nó kỳ lắm, nó làm nó mắt nó đuôi vậy. Tới đó thôi tao không biết, là tao không biết, là nó đại khái là nó không có dễ chấp nhận cái gì mà nói nó hẳn vậy. Mặc dù quay hiện trường tại chỗ nó cũng không, nó không tin, nó không phải là không tin, nó cứ xích ra ô không phải đâu, nó xạo, nói chung là mất cái gì cái ly á, đi nước này đang uống nước trà là bây giờ mà tao gì người Việt mà nói ô đi nước trà hả, nó chứ không phải cái này rượu đế, nó không nói được thì vậy đó, biết nói sao được giờ. Còn tao đưa ra, tao đưa có sách, nó có chứng, có tài liệu, có phim ảnh, có video clip, có tất cả, nó chứ không phải đâu, có là ngày cái tháng tư ngày nó xạo, trời khổ thiệt lên, rượu tao thua luôn, rượu mệt quá điên thiệt điên. Ông nói chính xác đó. Nói chuyện này nói chuyện là chuyện giống như kiểu nói chuyện cười chơi, nói chuyện cười thế, còn thực tế rồi là lâu lâu không phải công nhận là cái gì đó thằng Hoài Linh gì đó không có diễn hài, thực ra đây mình coi đi có gì diễn hài chơi thật chất, nhiều cái vui lắm kìa, tức cười lắm. Còn ngày hôm qua bên cái trang nhà của con gì ta Thanh Quốc đó, cái thằng quỷ mất dịch kia, đủ má trời ơi, đủ má ngồi đủ má ăn muối nhà không biết có ăn không, mà ngồi bàn chuyện chính trị đủ như là thánh gì đó, đủ mà Donald Trump đủ không phải quay qua đúng không éo, làm giống như kiểu như rượu trời ơi, rượu má tao không biết nó ngồi ở dưới ghế ô trong trường nào mà nói như là đi không tục rồi, bởi nói chuyện tạc luôn, nói chuyện toàn là chuyện đồ cái gì rồi chê bai về xã hội chủ nghĩa, nó đủ sao tao tới lên không được, tại không cho lên nào, tụi nó không có thấy tao nên tao hỏi cho ông chê quá chứ đủ, mà tháng 2 tới này đủ mà ông đi giác thì bằng mo ông qua bên Việt Nam mà làm gì vậy trời, đủ mà rõ ràng đủ mà ông qua bên đó là người được nước Việt Nam, tao ký giấy tao chấp nhận thì mày mới qua, còn tao chấp nhận thì mày đéo có qua, đúng vậy không? Đó rõ ràng mày là khách mà, tao thích thì tao tiếp, tao không thích tao không tiếp, vậy mà cứ đợi qua cho được à, đủ khổ vậy, đủ thằng ủn với thằng chung hết đủ vậy. Mệt ghê vậy, mày cãi nó là chi, bởi riết là anh làm biến cãi là bởi thường thường á, mà nói mà người ta tiếp thu hoặc là người ta có một cái ý tưởng người ta phản biện cho nó hay á, nó có lý luận tốt á, thấy không? Thì mình còn cãi được, con này nói chuyện giống như nói đầu gối sướng hơn, khổ vậy. Thôi nha mày. Tao nhiều vợ lắm, nhưng mày nói vậy là tao vợ là tùm lum luôn á, bởi tao hay mày dùng cái câu này là chào vợ tùm lum là vậy đó. Tại tụi nó phong cho tao mà. Em Đó. chào anh Đoan, anh Đoan. Thì mà lúc này anh thấy toàn là nữ tướng công ty gớm quá, sáng mới mở vậy chưa xuất Mỹ ra mặt dồn, nên liếc sơ qua Facebook là toàn là nào là Thanh Quốc nè, Hà My nè, Cu Phạm nè, rồi Dịu Sang nè, mạnh cái nào lên dồn qua dùm dùm qua những khuôn mặt của sao kỳ ta, bữa nay toàn là đàn bà không à trời. Chưa tới ngày 8 tháng 3 mà trời ơi,
cái bà này dùng lên dữ quá sợ luôn. Thì nói chung thì ở nước Mỹ ngay bây giờ thì anh ở đây thì anh chỉ biết ở đây thôi, chứ rồi ở Việt Nam anh không biết, nhưng mà anh tin tưởng là ở Việt Nam rất ư là bình thường, bất ổn. Ôi sao nó kêu gọi kẻ cha đi, mệt có ai xuống đâu mà lo mệt quá. Bây giờ thường thường nó gạt người ta được lần hai lần thôi chứ người ta đâu có tin nữa. Bây giờ người dân bây giờ ta cũng khôn rồi, nó chỉ cho 100 đô, thằng mù hồi nãy đó, cho mày, cái chuyện mày nói về tao là kia chấm mắt chấm mở nó đuôi mà đâu có thấy mẹ đâu nó gì nó nói chương trình thôi. Thực tế là những người đó thiệt tình gỗ. Bây giờ Việt Nam mình à, quên nữa, tao bỏ quên cái quần mẹ trên cái phi thuyền của Việt Nam nó lên mẹ cung trăng là sao ta sao lấy lại được. Tôi mà có con nào lên để lấy về thôi được là đủ, để cho nó hạ xuống lấy sao tính sao. Đó đủ má con sau này đủ Việt Nam, đủ Việt Nam mình cũng khổ lắm, đủ má giờ nó xâm chiếm nước Úc rồi kìa, đủ ghê thiệt. Đủ má xâm chiếm lắm, nó bỏ 130 mấy triệu đô nó mua 3 cái trang trại bên nước Úc, đủ ghê thiệt. Việt Nam cũng là ghê thiệt, ớn lạnh phải đồng qua nước Úc mới được, đủ má ta phải dọn qua nước Úc ở mới được đó. Thì mấy thằng nó kỳ cục quá đó, phụ nữ buông lên anh ơi. đang đọc comment để có cái gì mà để mình phản biện, mà không có thấy ai vô mình phản biện làm gì, có ai đâu đây nói có gì đang lan với phản biện nó Trung Quốc ác lắm anh ạ. À, Trung Quốc ác lắm. Trời ác lắm mà tao nó còn hăm he nữa, về lấy nội tạng, tao nói giờ gần 80 tuổi rồi lấy nội tạng làm gì ta, ta đang ngồi suy nghĩ rồi biết nữa. Mẹ bà nó hăm về đi, về đi, về Trung Quốc nó lấy nội tạng rồi tao cười quá rồi. À quên nữa, à, An Duy hiện giờ nó về Việt Nam rồi đó, có gì đó nó là người Mỹ gốc Việt rõ ràng nghe, đang hiện giờ đang ở gì ta, nó ở đâu, Buôn Mê Thuột, đang ăn heo quay nghe nói vậy gớm thiệt, về bữa ăn cho phát phì đi hết đẹp đó. À, coi thử hỏi nó coi có gì đó, có Trung Quốc không, mẹ bà đó từ hồi xưa tới giờ cứ bị cái vụ đó hoài mà riết rồi giờ ta hết lên luôn. Kỳ trước thằng ai là Phạm, thằng em kết nghĩa của anh nó cũng về bên đó rồi, tao nói mày ráng mày quay thử kiếm Trung Quốc tao coi, trời ơi mệt quá thôi, tôi kiếm chết mẹ chứ cha, kiếm mấy ngày trời kiếm đâu có thấy thằng ma nào mà Đà Nẵng đâu. Ê, trời ơi. tôi này nó nói trời ơi, là thật vậy đó, trời ơi nó kêu réo giống như thật vậy đó. À sao mẹ đi rồi. Nó kêu riết đó. À, mất nước rồi, mất nước tới nơi rồi đó. À, mất nước tới nơi rồi, Trung Quốc qua chiếm hết rồi. Nó nói riết á, nói lần hai lần thì người ta đau hoang mang, nhưng mà nó làm riết á rồi không thấy gì lên, rồi tự nhiên ta chán, thấy không? Vậy thôi. Trời ơi, mệt lắm, bây giờ nó hết tiền xài rồi, ta nói rồi, chính phủ Trung mới đóng cửa rồi là tháng này là không có tiền đó nghe. Anh vậy à? Rõ ràng vậy, thông tin mà. Chính phủ mà đóng cửa vậy là... Sao? Là những người... Thì nó không có làm việc. Không làm thì nó không làm việc, thì cái gì mà thí dụ ngoài giấy tờ gì mà xin, thí dụ như là xin vi xin bảo lãnh con cái giấy tờ bảo, đại khái nói chung là cái gì mà dính líu chính phủ là đều đóng cửa, nó không có làm, hiểu không? Cái gì túy quyền đó đi à, cha kiểu này là thấy khác đối chiều đi, người đẹp mà mặc chiếc áo thấy hết đẹp, đó là quyền của các người không thấy đẹp mà tôi thấy đẹp là được thôi. Ở đây đâu có nói chuyện áo quần chi, mình vô vấn đề đi. Tuyến Nguyễn gì là thì muốn gì đó lên nói chuyện đi. À, thì Tuyến Nguyễn ở đâu tôi không biết, ở đó diễn ở đây gì diễn đàn mở mà, chứ đâu phải diễn đàn với mấy ông kia đâu. Ông kia đủ thấy tao thấy cái tên tao là tự nhiên nó đá văng ra rồi, khỏi mấy công mà đợi nó khổ ghê. Từng điều là mày làm tháng tư thì nó làm chó gì, mày làm chính phủ coi mày lãnh chắc sao lãnh cái con khỉ. 800.000 người đủ mà đang kêu gào khóc than rồi kìa, đủ đang xếp và lãnh tợ tợ lãnh tiền tợ cấp thất nghiệp kìa, trời ơi tào lao mày làm quá như mấy dân Mỹ là đuôi hết trơn. Ở trong cái room này đang nói chuyện đây rất là nhiều người sống bên Mỹ nghe, chứ không phải mình tao đâu, mình có xạo báo chí đầy vậy. Tao thầy đang ở dưới bếp uống cà phê cho nên tao không có lên phòng của tao, lên phòng tao cho mày coi. Thánh tao thì hay nói là phải có sắc mắt có trứng, mà khổ quá ro làm riết có mỏi tay nói chuyện. Bây giờ nói chuyện mà giờ mình nói chuyện á, cái gì mà nói chuyện với mấy cái này á, nói anh sầu lờ kìa, sầu lờ thì muốn không cho lên. Ủa, lên lên nói đi,
còn tao thì tắt tao đang ngồi dưới bếp cho còn nó lẽ là nàng thấy rõ ràng trời bên tao lạnh lắm mày ơi, khổ lắm, mà tuyết phủ đầy trời ngoài kia kìa, chứ nó không phải ấm áp gì giống Việt Nam đâu. Mở thấy tụi nó về Việt Nam đang Tết, nó hôm qua có thằng nào quay ở sân bay tao thấy nhất chặt cứng người luôn, quá trời Việt Kiều về. Đúng rồi, năm nay Việt Kiều về nhiều lắm đó, Việt Kiều về nhiều lắm. Đúng rồi đó, cháu tao là tao xin mai kìa, đủ nó cũng là bên chấp pháp đó, nó không biết nó có tiền hay là không, nó ở đó kể cả FBI, BS gì luôn nó cũng tiêu tùng luôn chứ ở đó. Kìa đọc kìa comment anh kìa về kinh tế Mỹ và chính phủ 20% thì nó biết đâu nó nằm trong số 20% đấy thì sao, ai cũng biết được, nhưng mà tao thì không có nằm trong đó mày, yên chí chẳng cần biết chuyện đó. Ôi lung tung quá. À, gì à? Cái gì comment lung tung đó không cụ thể thì có muốn cái gì cả, thích cái gì cứ dựng lên diễn đàn mà trình bày đúng thì người ta gật đầu, còn không đúng thì người ta chấm lại thì có gì đâu. Đây là công bằng tôi cho lên, đánh người nào cũng vậy, có người phải là tử, có phần đồ làm người con người là phải ở chứ comment mới có ngoại tay đúng không, comment ngoại tay đó, buông lên tôi cho lên ít nhất phải có cái lòng, ít nhất phải có cái lòng tự trọng chứ, làm gì phải núp lùm hoài mệt quá. Tao ghét thứ đó, đánh tao mà sẽ rõ ràng biết bao nhiêu người thay tên đổi họ tao không có đâu, một tên thì chết mang theo. Ok, công nguyện là công nguyện bên này thì đang đánh tao vậy đó, cầm nguyện chứ không phải cầm đồ nghe. Anh nói à, anh nói chẳng ai nói à, anh nói chẳng ai nói à, phải nói trước để tụi nó hay, nó hay tụi này nó hay xuyên tạc lắm, anh nó cầm nó rồi mà được cầm cầm bậy bạ nó không phiền lắm, bây giờ cho có khó rồi. Ra ngoài hút thuốc à, tuyết đầy thấy không. Ồ tuyết lạnh dữ ha, trời ơi mùa bên đó bao nhiêu mấy người anh bên đó mà mùa lạnh vậy nè, mà lỡ người ta ở cái homestay chắc lạnh dữ lắm anh ha. Thôi nói gì nữa, đó, không có tự mang ra, nó có cái nhà, nó gom vô nó cho ở trong á. Cứ như là cái nhà giống như kiểu như là cái hội trường giống gì lớn ở trong Việt Nam này đó. Dạ hả, vậy không có ở, ở chung vậy luôn anh hả? Ờ, tất cả mọi người nó dồn như hết để tránh mùa đông, cái mùa đông này ở ngoài là chết ngay, chết đó gì đâu. Ờ. Có nhiều người, bữa nay thì như nó âm, nếu tính độ C, bữa nay nó âm khoảng 17-18 độ C. Ừ. Em nghĩ trời vậy mà sao sống qua này được, lấy cái gì mà đáp nổi. Ừ. Khổ. Mà đã, em thấy đông mà đông vậy làm sao gom cho hết. Đông lắm ha. Có à, không nó cũng cũng không. Mỗi cái thị trấn như vậy nó có một cái nhà, nó một cái khâu, mỗi cái khâu thì giống như quận hạt, giống như kiểu như ở quận Phú Bình này là quận 8, quận 9, quận 7 đại khái, mỗi quận nó có một cái chỗ để mà dân người ta vô trong ta trú ngụ, chứ không phải là quận của tiểu bang của Mỹ nó rất là lớn, mà của tiểu bang thì phải nó lớn bằng cả nước Việt Nam mà. À, em có nghe anh kia nói mà lần nó cô mới nói mà ở chung mà ở chung rồi ăn uống dơ bẩn lắm. À, thì đương nhiên rồi. À. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, xả rác rồi tiêu tiểu tiện rồi, thì khi mà xong mùa đông hết 6 tháng mùa đông vừa xong rồi thì công nhân đó, công nhân của chính phủ cũng dọn dẹp cũng rửa ráy. Thì sau khi mà xong rồi thì cái hội trường đó nó sẽ làm những sinh hoạt cộng đồng nào tới thuê mướn, hoặc là những cộng đồng nào thì Lào mong Việt Nam những người làm có cái sự kiện gì đó thì thuê mướn chỗ đó giống vậy đó, thì nó cũng có những cái chính sách rất là hay. Nhưng mà có cái điều ở đây homeless nhiều lắm, đi đâu anh cũng đã quay phim cho em coi đó, đừng ngã tự dày đó chứ đi xuống dưới đào thao ngã tư đường có nhiều thằng đứng rung làm gì đó xin tiền. Ừ, khổ vậy, xin đầy vậy chỗ nào lại không có. À cũng có xin tiền luôn anh hả? Trời ơi, coi clip đi của anh bay rồi đó. À. Một góc tư ngã tư đường có một cái 500 mét thôi là đã có một thằng đứng đó dơ quạt lên. Của em đó là bên nước ngoài không có ăn mày đó. Thật, đồ ăn mày cướp giật rồi, còn ở California nó mới đăng một cái tờ báo không có ăn mày vô nhà người ta nó dọn sạch đồ. À, nó có một cái vụ mới xảy ra là cảnh sát nó mới bắn một em bé ở Úc hay là ở đâu cho bạn không biết ở đâu nữa, anh chưa coi kỹ, 14 tuổi, cầm cái súng đồ chơi, cầm cái súng nhựa đồ chơi, nó vừa nó nã, nhỏ chết ngắt luôn. Ừ. Nó không phân biệt được, có súng thiệt, có súng giả, nó quất nhỏ chết ngắt luôn. Bởi vậy ta mới nói tụi này, bên này tự tử dễ lắm.
đừng có giỡn mặt với cảnh sát, mày có lấy đồ chơi, mày lấy súng nhựa đồ chơi ra mà cái dí vô mặt nó là mày ăn đạn, khỏi mất công uống thuốc được, khỏi mất thông không khỏi mất thông công mà uống lá ngón lá ngét gì ra khỏi mất công dễ yeah, cái mày gì cứ gặp cảnh sát cái này mày lấy tôi súng hỏi nhựa cũng ra mày dân. Tại vì nè tôi hỏi là hỏi gì vậy bạn, hỏi hay chửi người ta vậy, cái này đâu có hỏi chửi nè. Lê Lê Phước Đức nè, tại vì những người bắt que bệnh á đúng không, những người bắt que bệnh á là họ xuyên tạc về đất nước đó Việt Nam à, gì ăn mày quá trời luôn, tôi đâu có chửi, cái này tôi hỏi là sự thật. Tại vì tôi không ở bên Mỹ thì cái anh cầm thì ở bên Mỹ, tôi nói cái gì phải có bằng chứng đúng không. Tại vì các người á thì mở diễn đàn lên là xuyên tạc về đất nước, là nói là đất nước nghèo khổ này, ăn mày khắp nơi này, ăn uống đồ dơ bẩn nè đúng không, thì tôi phải hỏi những người ở tại bên Mỹ để có xác thực như vậy không, tại vì sao những người mở diễn đàn cứ xuyên tạc về đất nước, tôi hỏi vậy nó đúng à đúng không, chứ phải chửi. Đúng rồi. Tôi hỏi đó. Cái đó là cái gì phải nói có bằng chứng. Tôi lên đây tôi là cái gì, tôi là một người dân mà tôi thấy những người mà mở diễn đàn bên Cali thằng chột, bên Rừng chột này, con Rô Sơn Đào này, nói chung là vân vân nhiều lắm, thì tối ngày cứ chê bai đất nước Việt Nam không à. Đó, nó nói Việt Nam nào là nghèo, ăn uống dơ bẩn ha, ăn mày khắp nơi, nó là bên Mỹ không có đúng không, hôm lát không có rồi đấy. Mà bây giờ tôi hỏi là các em với anh là bên Mỹ nó là có đầy đủ à, đúng không, nói gì phải có phần chứng, có đầy đủ, tôi không có chửi, tôi không có chửi đâu, có đầy đủ hết đó. Rồi, rồi gái điếm rồi mới ở gì ở ở ở Mỹ nó mới bắt một cái vụ mà người Mỹ gốc Việt làm rồi. Gái ở mấy cái tiệm mà nhột hả, xong mấy cái tiệm mà là có đầy đủ hết, nói ra có gì nói hết. Thì ở thì nói chung thì tình trạng xã hội, tệ nạn xã hội thì đâu cũng có cả, Mỹ cũng có, Việt Nam cũng có, nhưng mà thường thường là Mỹ nó nhiều hơn, và cái tệ nạn nó có một cách thì nó bùng phát một cách không có thể ngờ được mình, bởi vậy những cái mà ở ở Việt Nam mà không bao giờ cảm thấy có thì ở Mỹ nó có luôn, có nghĩa là nó giết người cũng không có biết là mình nó không có lý do. Nó không có lý do. Bây giờ quên nữa cái vụ mà hôm trước mà anh nói là mà một vụ hiếp dâm mà đứa bé mà một người con gái mà sống đời sống thực vật nằm trong bệnh viện á, em có nhớ nói câu đó không? Mà ở nỗi mà khi người ta sống thực vật thì người ta đâu có biết gì đâu, người ta nằm giống như chết rồi trên cái giường đó. Ấy mà thế ra hôm nay có một cái vụ mới nữa. Có một cái vụ mới nữa. Hỏi gì anh? Có một cái vụ khác nữa. Đây. Tin tức nước Mỹ luôn nha. Đài báo đem lên cho tao con láo nha. Đó, tính tao thì vậy đó. Đừng có nói. Đây. Thông dịch luôn nghe anh. Tên là National Mental Health Care ở quản lý và điều hành. Và sự việc xảy ra cho một nạn nhân hiện nay danh tính vẫn được giấu kín, được biết là cô 23 tuổi, là một người khuyết tật. Cô không có bị tình trạng thực vật nhưng mà không thể nói và không thể cử động nhiều. Và cô đã ở đây từ năm 2010 cho đến tháng 2 năm 2018 vừa qua. Thì được biết là mỗi ngày cái cô gái này, cô vẫn được đi đến trường nhưng mà dành cho những người khuyết tật. Và ở cái trung tâm y tế tư nhân thì cô cần sự chăm sóc 24 giờ một ngày. Và đơn kiện từ gia đình cho biết là bắt đầu vào tháng 1 vừa qua, họ phát hiện là trên người của cô, đặc biệt là khu vực bắp đùi và hông, thường có những cái vết bầm tím. Và họ đã báo cho cái trung tâm y tế này đến 2 lần. Nhưng mà theo như quy định, đáng lý ra nó hơi dài dòng chút xíu, tức như là cô này cô nằm bệnh viện nhưng mà cô bệnh mà cô không có nói, cái bệnh là không có nói được, thì cô bị mỗi lần như vậy thì có những nhân viên y tế nó hiếp dâm cô á, mà người nhà phát giác ra là coi như là cô này đã bị hiếp dâm và có thai đó, thì gia đình ta đi thưa đó. Đó là vụ thứ hai nha. Vụ trước là vụ trong bệnh viện là cô kia sống thực vật, cô này thì không không phải thực vật nhưng mà có bệnh bị liệt cái gì đó mà nói không có được. À, nhưng mà hiểu biết hết mà nói không có được, à nó lợi dụng cái đó nó hiếp dâm người ta, đó là Mỹ đó nghe, báo đài rõ ràng tôi đưa cho mày coi đàng hoàng rồi nghe. Thôi qua chuyện khác, thì bây giờ cái báo đài cũng đưa lên cái tin là ông tổng thống của nước Mỹ hiện giờ đang bị rối rắm
có nghĩa là cái phe dân chủ với phe cộng hòa đấu đá nhau rồi bây giờ nó làm y xèo thì sinh ra những cái chuyện mà coi như là sao sao em nói gì em đã thất nghe mấy cái chuyện này đấy thì thất nghiệp tràn lan người ta đi xin trợ cấp tá lả thì đây cái tin này nè News những lời cảnh sát Tennessee cho biết thiếu niên bị tình nghi có quen vô mấy người đó mà nãy giờ đưa bằng chứng nãy giờ chưa dám đổi cái mặt thiệt ra đó. Đem cái này cầm một khẩu súng nhựa trên tay. Comment nhẹ nhẹ ha, comment nhẹ nhẹ. Khi thiếu niên này quay lại, cảnh sát viên cảm thấy nguy hiểm rồi nổ súng và toàn bộ sự việc được camera an ninh của trên người cảnh sát viên quay lại. Thiếu niên 14 tuổi này được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó. Cảnh sát cho biết chàng trai này có tên là Antonio Reyes. Ông Kevin Buntier, cựu trung sĩ cảnh sát cho biết đây là một trường hợp mà cảnh sát viên đó phải mang trong đầu suốt cả đời. Ông sẽ gặp nhiều vấn đề vì khẩu súng mà thiếu niên đó cầm là súng giả. Nam. Tuy nhiên, ông ấy súng giả. Cách huấn luyện. Thấy chưa? Một người thiếu niên chơi đùa và cầm một cây súng bắn nước bắn mà giả hay gì đó không biết nữa. Cảnh sát đã thấy nó bụp luôn. Có nghĩa là đó. Đơn giản như đơn giản giống như đang giỡn gì đó thôi. Thì đó nó có nhiều cái vấn đề lắm nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện buồn đi. Nước Mỹ hiện giờ đang buồn, nước Mỹ là hiện giờ đang buồn. Nó một câu rõ ràng vậy, đang xáo trộn tình hình về việc chính phủ mà đang rối ren, đại khái là vậy đi. Mà bây giờ nói chuyện tin vui đi. Ồ, bây giờ có một cái công ty Việt Nam là chia ra 135 triệu USD mua 3 cái trang trại ở Úc. Ghê thiệt. Oh, yeah. Ồ, mà vậy Việt Nam, đó đây, ta cũng có tin luôn. Ta không có nói đây, mà coi kỹ này nha. Đó, thấy chưa? Đó. Công ty Việt Nam mua 135 triệu USD mua 3 trang trại ở Úc là nó xâm lăng nước Úc rồi. Rồi, má kiểu này chết mẹ rồi. Đó, xong. Mà câu đó, đó mà rồi câu có nhiều chuyện cũng vui vui. Đó phải rõ ràng hết nó hỏi mất công mệt lắm chuyện nó chuyện như này cái này nó xảy ra cái chuyện này đâu anh em chưa biết ha không biết biết này đây em thấy nè em thấy rõ ràng cái đài BBC không đài BBC nè sao anh thì đi nó mới thì khoan được rồi có nó đang truy quét ở Thái Lan nó đang truy quét những người nhập cư cái gì nhập cư trái phép và nhập cư giống như kiểu như là mấy cái đám này giống như là nói cho nó rõ ràng là những người Thái Lan dùng gian và những người mà chống đối của nhà nước Việt Nam mình mà chạy qua Thái Lan những cái con ví dụ như vậy là thì nó đang truy quét và nó truy quét cái tống khứ trên nguyên tắc á đây là nhớ người là cư ngụ bất hợp pháp tại Thái Lan hiện giờ đang bị truy quét gồm thì trong đó nó gồm những cái thành phần mà giống như kiểu như là chống phá Việt Nam thì đại khái thì cũng có một phần là những người thượng những người sống ở vùng ven ở Việt Nam mình giáp giới với Thái Lan này kia đó nên chung quanh kia làm việc lậu nhập cư bất hợp pháp kia là bắt đầu nó truy quét hết đó. Đây nó nói không ăn trộm cắp thì cho mày coi luôn dồn kỹ chọc chữ luôn nha thấy chưa đọc phải thấy không trộm liên tiếp đột nhập vào nhà một người phụ nữ gốc Việt ở California trong vòng 4 ngày kẻ trộm nhiều lần đột nhập vào nhà của một phụ nữ Mỹ gốc Việt để lấy cắp một chiếc xe ô tô cùng nhiều đồ đạc khác có nghĩa là nó dọn sạch nhà luôn mà nó đâu có ăn cắp đâu nó đâu có ăn trộm đâu nó lấy viên ngang mà đủ quá nó lấy viên vô lấy viên ngang khổ vậy còn nói gì nữa không con này tao để quên chiếc quần ở trên đó mà tao không biết làm sao tao lấy đây đây để quên quần ở đâu Việt Nam để quên quần cái vũ trụ để chiếc quần vệ tinh sống người thôi mà để đi quần của Việt Nam của Việt Nam mà phóng lên nè đó thấy chưa rồi hiện bữa nay là coi như là đang nhận được tín hiệu đầu tiên của bên đó gửi về tôi nói tao tao nhắn gửi kêu thế nào đó nha nhắn gửi giùm tao lấy cái đồ bộ đồ tao xuống đồ khổ vậy đây anh cầm sóc vừa thôi đây là thấy tin chưa
gia đình nạn nhân là nhờ cảnh sát tìm kiếm một bé gái 13 tuổi bị mất tích. Cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân và sau khi trở về nhà tự nhiên là cô bé mang thai. Mới 13 tuổi thôi, nhờ cảnh sát Đây là cộng sản qua hiếp dâm nữa rồi đó anh. Tao cũng không biết là mặt này giống cộng sản thiệt á, tao cũng không biết được. Đây, Không thấy biết chưa? Đây, rõ ràng cái chữ đó giùm chưa? cộng sản thôi. Tìm kiếm bé gái 13 tuổi mất tích, cảnh sát Mỹ làm nạn nhân mang thai. Cái gì Rồi, mà đây, gì cộng sản rồi. gì Đây. Thảo liên Đây. quan cái gì ăn cướp vậy, tự nhiên vô đề chữ ăn cướp Đây, là đúng sao? không biết đâu. Đổ thừa cộng sản, Rõ ràng đó, thấy chưa? thằng Mỹ này theo cộng sản. Đó, khổ vậy đó, ác vậy đó. Rồi bây giờ người mà có 13 tuổi rồi nha. Trời ơi, khốn nạn thiệt. Còn ở đây ngay chỗ thủ đô New York nha. Thủ đô New York nha, ngay chỗ này là nó quảng bá cái nét đẹp của Việt Nam. Rồi ngay thủ đô New York nha. Cái TV đài, cái chỗ này là chỗ ngay cái trung tâm của New York, cái chỗ này chỗ thị trường kinh tế gì chỉ. Thì tao không có nói nhiều, ngay thủ đô nước Mỹ đang quảng bá cho hình ảnh Việt Nam, thấy chưa? Đó. Người ta khách du khách người Mỹ người ta khen quá trời, người ta đã mong ước là ta tới Việt Nam để người ta tới dãy núi Hoàng Liên Sơn là với cái cầu gì mà có mấy cái bàn tay gọi là cầu gì ta không hiểu, cái cầu gì rất đẹp nhất Việt Nam đó. Ở đây một tin nữa, ở Fox News thấy rõ ràng tin Mỹ không đó, không đó. Vô bệnh viện bác sĩ khám bệnh viện không biết mà sao nó cắt mẹ, nó cắt mẹ là người ta có hai quả thận, nó cắt lầm, nó cắt mẹ hết một quả thận. Ủa đó là cái tự do Sơ mà, sót nó tự bệnh do mà anh, nó muốn cắt cái gì nó cắt mẹ hết quả thận đó. cái đó là tự do của Mỹ mà, tụi nó đang kêu tự do giống Mỹ, nó muốn cắt gì nó cắt. Đây tin này cũng báo Cali Today, cũng báo Mỹ đăng luôn nha, đó chưa. Quốc hội ở trong Nhà Trắng là Quốc hội gần như đã sẵn sàng cho bản cáo trạng của Trump chuẩn bị trút phế ổng. Thành ra bây giờ nước Mỹ đang rối ren dữ lắm mà không biết có thiệt là không. Đây báo Mỹ và Cali Today đã chấm cơm ngang đó. Bởi vì đó thì nước Mỹ y xèo, bây giờ nước Mỹ ra rầu lắm. Đây có nhiều chuyện vui lắm kìa. Đây ở Mỹ nha, đi tù quan 17 năm vì nhận diện lầm. Có nghĩa là nhận diện sao không biết mà thằng này giống kia, rồi bắt kia cho bao ở tù 17 năm chơi nha. Rồi khổ rồi. Rồi xong thả ra 17 năm sau mới thả ra, thằng kia te tua rồi. Rồi cảm được đây, coi cho kỹ báo Mỹ đăng luôn nha, thấy chưa, đọc kỹ không. 7 cảnh sát Mỹ bị bắt vì bảo kê đường gái mại dâm. Có nghĩa là bảo kê giống như là dụ giống như kiểu gì ta gọi, Việt Nam gọi là gì ta, bảo kê anh chân anh chị, giống Ok, như ở Việt kiểu Nam như mình bảo vẫn kê kêu động. bộ kem anh. Đó đây, đây cảnh sát Mỹ nha chứ không phải người dân thường đó, cảnh sát Mỹ đó gì đâu. Còn cái này mới là vui nè, một người đàn ông Mỹ nha bị ngồi tù quan hết 31 năm nhận được 75 đô tiền bồi thường. Đồ má được 10 được Biết Ô, được rồi. 10 cái hamburger thôi. Trời ơi, đó, vậy đó. Còn cái này mới là vui nữa nè. Có nghĩa là ở tù mà bà hàng xóm, bà mơ, bà là bà có phải giấc mơ, bà có giấc mơ, bà bị hiếp dâm. Rồi xong rượu, ở tù giấc mơ nha. Cũng ngộ lắm. Mà người ta mơ mà nó ở tù. Rồi mà bây giờ có cái chuyện giống Việt Nam mình có không ta? Tao nghĩ chắc không có đâu. Mơ gì mà chưa ở tù được, mà đây có, Mỹ có luôn. Ừ, trời ơi, khổ lắm. Mơ cũng bị ở tù nữa. Nãy giờ gì Tuyên Nguyễn này, nãy giờ cà phê cũng gọi tay Tuyên Nguyễn. Còn mày cái gì, tao đưa chứng thực đàng hoàng mà tao đưa báo Mỹ nói cho là tao nói đâu, tao không biết gì đâu, tao nói rõ ràng mà. Kỳ cục. Bởi vậy thì mày muốn lên thì mày lên đi, mày lên mày nói chuyện cho người ta thuyết phục đi. Văn cảm Kỳ cục. mệt. Tụi đó anh đưa đi hết nút lùm không à?
thì có ai muốn lên phản biện cứ giật lên hết trơn đi, mời má anh đưa đi cái nút lùm luôn á. Đây mà xảy ra ràng rộng một chữ Việt đi, cũng báo đàng hoàng, cũng báo đưa lên nha. Ngồi tù quan 28 năm. Nói vậy? À, đã gặp cho nghe. Ngồi tù quan 28 năm vì... Đây ta đọc lại nè. Ngồi tù quan 28 năm vì một giấc mơ của nạn nhân. Bà kia bà bị hiếp dâm, bà mơ bà nói thằng hàng xóm. Cái tự nhiên thằng hàng xóm đang ngủ ở nhà. Rồi cảnh sát vô bắt cho nó ngồi tù. Ngồi tù 28 năm. Một ngồi tù quan 28 năm. Sau khi bắt thiệt được rồi, thả thằng này ra. Đó rồi, rồi không làm được con mẹ gì nói chứ á, rồi sao muốn bắt ra bắt à, bà thôi tào lao quá. Còn cái vụ này mới là vui nè, thấy chưa, nước Mỹ luôn á, thấy chưa. Em chào chị vợ. Linh mục lãnh án 17 năm tù vì hiếp dâm trẻ em nam 46 lần. Mấy thằng này làm gì dữ vậy trời, quá hơn heo nập cũng đâu có nó đổi dữ vậy trời. Anh cầm trời là cái 46 cái rồi. Anh cầm khoai cái chị 46 cái lắm rồi. Tao đi qua bên tao học nghề đó mới được, khổ quá. Nghe 46 cái hàm quá, làm đi được vô tù rồi. Mẹ thiệt à, mày sướng đời khổ 46 cái rồi đó. Thì bây giờ mẹ, có nhiều chuyện thì không có thể nào nói lời được. Có ai đủ 64 cái không? Mẹ bà nó bà thằng cha linh mục này chứ làm vậy đó. Thì thôi rồi, thì anh chỉ nói hết ý thì thôi. Những cái chuyện mà còn có chuyện tào lao, tôi chỉ khuyên mấy người được, anh em mấy cái người bên này mà làm tầm bậy tầm bạ là vô tù sớm nha. Trời ơi, nghe tụi nó nói hết, tụi nó không còn gì để mà nó nói nữa, tụi nó nói bậy thằng bạ thôi. Ở bên này thì thấy người thân hoặc là người bạn bè mình về Việt Nam mà anh Song Phạm anh cũng về bên đó rồi, hình như anh Nguyễn Loan thì cũng sắp sửa về ăn Tết rồi. Thì rất là vui, tao thấy người ta về nhiều quá, tao không có được về tao buồn quá. Nghe nói về trẻ sao Tết mới về. Nghe nôn chứ, tại vì mẹ nói về mình à, mình tao ham ăn với ham gái giống như Nguyễn, thấy toàn là Việt Nam lúc này gái đẹp không à. Hay, rồi, con được 4... nè con được 46 con được 46 cái không mà ham dữ vậy. Em hỏi anh này, bây không giờ anh còn 46 mà. Cái không nghe là 46 cái đôi lúc mình cũng không phải, đôi lúc mình cũng thắc mắc, mình làm lạ mình gãi đầu hoài, mấy cha này kỳ cục ta sao hay vậy ta. Mình nghĩ vậy nhưng mà thực chất mà nhiều chuyện mình không nghĩ không tưởng. Như anh bây giờ mẹ lỗ cốt rồi, mẹ hết nhớt rồi, đầu gối rung rồi mà cha này mà cha làm thiệt tình, tao thì mình cũng không hiểu nổi luôn. Mình cũng thấy mà nói chuyện người kia thấy nói chuyện mà đưa ra chuyện cười vui, mà rõ ràng trên đời này có nhiều chuyện có thiệt. Ở bên Mỹ này có những chuyện chết không biết tại sao mình chết. Chết mà không biết tại sao mình chết, rồi đi ra đường nó nhiều cái chuyện mình không thể ngờ được, bậy bạ lắm, kỳ cục lắm. Để coi cái comment chút xíu. Mày lâu quá mà không thấy mày lên chơi cư xá, mày lên chơi mà nói chuyện thiếu thiếu chút thì nó vui chứ không bình. Tao tấu hài hoài, tao mệt thiệt á. Trời ơi, mày thấy mà thằng quỷ tay sinh này. Đó, mà con ăn viên nó ăn một con heo quay rồi nó nướng tại nhà luôn. Đậm con khỉ gì. Trời ơi, tao thấy tụi nước miếng nó chảy ra luôn á. Tao tính chửi nó mà tao nghĩ tội nghiệp. Lâu lâu nó về quê ăn Tết để cho thấy nó vui. Chửi con anh ăn nước miếng tao là cũng ở nước ngoài vậy nè, ở Mỹ vậy nè anh Ben Nguyễn nè. Thì đương nhiên à, tự nhiên là ở Mỹ nhiên rồi, ở Mỹ thì anh nào lạnh thì lên chia sẻ đi, lâu quá. Ở đây thì mỗi lần Tết về buồn lắm, thì chỉ đi xuống cái chợ thì mình mới biết là Tết thôi, tại vì chợ nó bán là với tiền vàng bạc Tết cổ truyền người ta bán, nhưng còn ngoài ra mà không có xuống chợ thì không biết Tết đâu. Tất cả mọi người ở đây đều đi làm cả, tại vì Tết của mình chứ đâu. Buồn nhất là những người đi làm công nhân hoặc là hãng cho Mỹ, tại vì hãng nó cho nghỉ Tết đó, là Tết của nó mới cho hãng nghỉ, nhưng mà Tết của nó chỉ cho có một ngày một mà thậm chí nhiều khi không được nghỉ nữa, nếu mà cái hãng đó nó bị bí gì, nó bị bí gì thì nó cho overtime. Ủa, nó không nghỉ, nó không có quan trọng vấn đề này. Tết Tây cho con nghỉ có ngày, cái Tết Tây nó hơi quan trọng. Tết đối với nó, thằng Mỹ là công việc là trên hết, chắc không có phải là vì Tết Tết vậy trên á. Kỳ rồi Tết Tây thì bà xã anh cũng đi làm luôn, đâu có nghỉ đâu. Ủa
tất tay thì đương nhiên là chính thức là bên của nó coi là tết người ta rồi, sao nghĩ được có ngày tiếp đợi. Tại vì cái hãng nó đang bận thì nó bắt mình phải đi làm, mình không làm nó đuổi. Để thôi, đó là nguyên tắc. Công ở Mỹ là công việc là trên hết chứ không phải tới tức gì trên rồi. Thì cái ngày đó mình làm thì nó trả cho mình one half, ví dụ như làm 10 đồng thì nó trả mình 15 đồng một giờ. Tức là tăng phân nửa tiền lương nữa. Vậy thôi, bắt buộc phải đi làm. Còn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tại vì lưu bu quá không có nhớ, thì thường thường ta đọc những cái tin gì mà hay hay hoặc là những chị sốt dẻo thì thường thường hay lên mạng báo cáo với bà con, với lại các anh chị hoặc là ở trong nước những người lớn tuổi 70-80 tuổi thì không có truy cập vào những cái thông tin mới, thì mình lên mình nói chuyện cho họ biết để cho để khái lại, tại vì biết mình biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được, phải không? Dạ. Cho nên vì chứ thành ra những người mà không hiểu biết thì nhìn qua Mỹ hoặc là nhìn qua các nước Đông Âu hoặc là những người nào những nước tư bản họ thay thiên đường quá một cách cái, nhưng mà thực tế không có ai giống như kiểu người sống thường thường ở Việt Nam mình nói là có nghĩa là sống trong chăn thì mới biết chăn có rận, hiểu không? Tại vì người vậy, nhưng mà sau này người trong nước rất ư là biết rồi, biết những cách mà những người mà họ cũng có những kiều bào giống như anh chỉ góp một tiếng nói để cho người dân trong nước hoặc là những cái em các cháu mà muốn sắp sửa đi học bên Mỹ hoặc là đi định cư thì có một cái hành trang để mà chuẩn bị. Chứ đừng có tưởng bở chúng ta đây qua đây thứ gì nó cũng lo hết, đù là chết không có kịp ngáp. Đó thì có những cái chuyện gì thì anh cũng nói, thì hy vọng là nước Mỹ nó cũng ổn định trở lại thôi, còn thế thôi. Chứ còn bây giờ thì hiện giờ đang đóng cửa chính phủ, thì nhân viên của chính phủ đang rầu lắm, có nghĩa là hiện giờ người ta thậm chí không có đồ ăn luôn, mà đồ ăn nhà không có luôn. Phải vậy khỏi vậy đó, thành ra chính phủ phải, tụi nhân viên nhà nước bây giờ phải đi xin trợ cấp thức ăn luôn. Khổ vậy chứ đâu có đơn, nó đâu có đơn giản gì đâu đó, thì hồi đó có ổn định cái đó nó đâu trời. Khó vậy mà ta thấy từ xưa tới giờ mấy chục năm nay ở Việt Nam mình đâu có vụ mà đóng cửa nhà nước, còn một chính phủ Mỹ nó tổng thống nào ta thấy nó cũng bị, ông Obama cũng bị rồi năm nào rồi, ông này cũng bị đóng cửa, làm có nghe nó có từ tức cười ha, chính phủ mà đóng cửa khôi hài mà có thiệt, bởi tôi nói ở nước Mỹ thì có những chuyện mà không nghĩ ra mà nó có thiệt, thậm chí nhiều cái mà ở Việt Nam mình coi mình nể nang, mình đây bên này thì hơi xúc phạm chút xíu nha, cái này có thiệt với Mỹ là những người nào ở nước Mỹ này mình phải đồng ý với tôi thì tôi mới can đảm tôi nói nha. Thậm chí ở bên nước Mỹ này nó tự do theo kiểu mà hình như là nó không phải giống như kiểu như Việt Nam. Ở Việt Nam ví dụ như các vị nói về vấn đề tôn giáo thì nó hơi nhạy cảm phải không, nhưng mà nước Mỹ này nó đâu có he, nó không có sợ, thậm chí phim xét nó đóng nó cũng lấy tôn giáo ra đóng luôn, nó có nhiều đóng phim xét nó lấy bà sơ với ông linh mục ra đó, hai người cũng chơi nhau bình thường cũng đóng thánh giá đeo trước cực toàn tan toàn tan phải đắp mà thánh giá người tới đi lui đó rõ ràng có thiệt luôn đó. Khổ vậy đó, nó không có nể ra gì cho trời, nó quá ăn băm mà nó kỳ cục rồi vậy là hình ra vì chỗ đó hình ra mình đừng nó coi tôn giáo là cái gì chứ, bởi vì nó chán ấy. Bởi vì sao? Bởi vì những người mà hình như là những nước mà chậm phát triển đó, những người lạc hậu đó, thì họ hay cầu cạnh về đứng tối cao. Chứ thực chất là hồi như là còn ngoài ra những người mà những đất nước mà giàu có và những đất nước mà dân trí họ cao thì họ không tin cái điều đó. Tại vì sao? Anh có tiền, anh có của là bằng sức lao động và trí óc của anh, chứ không có tin về thứ nào. Mà mình sẽ nghiệm đi thì cũng đúng thiệt. Không có bao giờ mà lấy tờ 100 ra ngồi, không bao giờ mà có cái mà có cái chuyện mà lấy tự 100 ra rồi cầu khẩn cái tự nhiên có 100 đô nó tự tự nó bò vô túi, bao giờ không có chuyện đó, làm chết mẹ luôn, tới tháng nó mới trả lương, làm gì có cái chuyện mà cầu chúa đúng. Rồi có một cái điều rất khôi hài đó, mình nghĩ đi nghĩ lại cũng ngẫm nghĩ rồi cũng cười ra nước mắt. Thí dụ như anh đi, anh về anh cho con cháu anh 100 đứa 100 đô đi, thí dụ nha, nhưng mà cái câu đầu tiên đó là nó cảm ơn, nhưng mà không phải cảm ơn anh, cảm ơn chúa. Đâu ngộ vậy đó. Kỳ cục bởi vậy đó. Khổ bởi vì khi mình cũng cười thôi kệ thì bỏ qua chuyện đi. Mình cho mà đi cảm ơn ok. Mình cho mà nó cảm ơn Chúa mà là kỳ mới là ghê. Cục kỳ cục.
Thì anh nói hết rồi. Dạ. Ở đây làm gì Lâm Hồng lên tiếng. Có rồi. Ok cho anh xuống. Dạ. Anh lên nói nhiều đó được. Rồi cảm ơn nghe. Dạ. Sứ tự do mà chuyện gì cũng có thế. Cái đó tự do quá cơ. Em chào tất cả mọi người. Em nè, em lên cho em chửi bạn, cho em chửi nhá. Để em phải chửi cái con này. Con này thằng này chị em cũng biết là con này thằng mà nó ngu à. Em lúc chưa mới chửi thằng IQ xong. Về cái khoản mà tại sao mà Mỹ nó đòi lật cộng sản á, mà bỏ nó ý nó nói ông Trump ấy nói chế độ cộng sản gì đấy, mẹ mày cho chế độ cộng sản gì, bọn mày có Mỹ bốn đời cho Mỹ nó còn quay lại nó bắt tay Việt Nam kia, ngu thì nó ngu vừa thôi, với cả cơ Việt Nam ấy là để téo ở đại sứ các đại sứ quán, chứ tiểu bang nào mà tự dưng đưa cơ Việt Nam ra, mày ngu quá vậy á, mày ngu thì ngu để người phân người khác ngu vậy chứ. Ngu mà cũng còn không biết mình ngu mình là tồi cơ. Óc cứ đúng là óc chó là có thật. Nó ngu á. Phát biểu phải nhìn phải đánh giá đúng chứ, có bọn mày đúng là ba quét sỏ lá. Đúng là chứ có gì nữa. Bọn mày nó bảo ăn độc, ba mẹ mày độc có bằng dioxin không? Đồ Trung Quốc độc có bằng chất độc hóa của dioxin không? À, phải hỏi bọn mày một câu, bọn mày cứ bảo là ăn đô của Trung Quốc rồi độc rồi chết. Với cả quái thái bọn ba mẹ bọn điên. Có độc bằng dioxin không hay là cứ, bọn mày lại cứ kiểu mà ngầm vào mồm mà phun ra thì không chết. Óc chó à. Bọn mày ngu truyền hết truyền từ đời này sang đời khác, ngu không để phân cho ai ngu nữa. Mày ngu cả gia phả mà em. Ngu gia phả luôn. Mày ngu cả gia phả. Mày ngu đến mức cái đồ mà nó lúc này có cái câu mà nó nói câu gì đây này, để em xem. Mẹ nó ngu không để phần ai ngu nữa. Ngu cả cho phả. Nó lúc này em vừa đọc cái comment thì em quên ba nó đấy, nhưng mà nó ngu quá là ngu đi. Việt Nam bọn tao á, từ Việt Nam mình từ 4.000 năm dừng nước và giữ nước, chưa ai bảo là Việt Nam dừng nước đi phá nước người khác như Mỹ. Tự do nhân quyền kiểu Mỹ, bọn mày sao mình Syria mà hưởng cái nhân quyền kiểu Mỹ đấy đi. Bọn tao chả cần cái nhân quyền kiểu Mỹ. Không mà ăn rồi chỉ có đi phá, mà phá cũng đéo biết tương phá, mà phá ngu con kiểu mà đúng là bọn chống cộng bên kia sao mà nó ngu dữ. Ngu từ thằng to đến thằng nhỏ, từ thằng già đến thằng trẻ. Em đéo thấy thằng nào thông minh luôn á. Nhưng mặt nó cứ đau đau giống nhau à. Nó đau giống nhau. Nó cứ đau đau giống nhau à. Nó ngu cả gia phả. Ngu từ trên xuống dưới. Ngu cả gia truyền. Ngu nó ngu dữ. Em ạ. Nó ngu kiểu nó ngu không em. Cái thằng Hiếu Triều lúc hôm có một đợt nó bảo là đưa bệnh nhân ung thư ra chỗ công viên Lê Văn công viên gì ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, trải chiếu rồi nằm giữa đường để biểu tình ấy, bà mẹ nó ngu. Đúng rồi trải chiếu hôm trước nó còn bảo là bắt nhốt hết công an về quân đội vào một góc, nó tưởng công an về quân đội mình nó dễ bắt hay sao. Nó giống như là nó có phim ảo của phim Mỹ á. Nó xem phim như kiểu nó bên Mỹ nó có phim giả tưởng như Batman hay là Spider-Man hay là nói chung X-Men các kiểu ấy, chắc là nó nghĩ nó dễ vậy á. Sao mà nó ngu bà mẹ nữa, nó ngu vừa phải chứ. Nó ngu không để phần ái ngu lên, buồn quá. Chống công đi, bỏ cho là bọn mày chống công đi. Nhưng mà chống công kiểu gì để cho người ta nghe theo chứ, hai thằng chột ở với nhau mà biết được Hoàng Sa Trường Sa ở đâu nằm đâu. Thằng nào năm 1974, thằng nào làm mất thằng đó về mà đòi. Đéo cần phải nói nhiều. Về mà đòi chứ bọn tao đéo cần phải nói. Thế nào cũng cứ một cái luận điều đó luôn á. Tao chả hiểu bọn mẹ từ ngủ ra truyền hay là từ học mà ngủ nữa.
Mà thế nhìn thì nó tôi mà đã nhìn đọc bằng báo hai con mắt thì rồi là đại đéo nó nào không mà được nhìn nhận. bằng một mặt, nó y xì như nhau luôn à. Một cái bài mà nhái từ năm nay qua năm khác, từ năm 2000 cho đến nay, từ năm 2010 rồi quay lại bây giờ 2019 rồi ấy. Mẹ mày cộng sản bọn mày mà đến mà mày chết thay mã thay áo mới cho mã về 1000 mấy lần, cộng sản chưa 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 có mâm đổ đâu. Bọn mày ngủ với bọn ngày xưa cha ông bọn mày Mỹ nó tay trời tần răng còn không lật được, là bọn mày bọn đòi lật cái gì, lật bán nước mắm cũng đéo lật được chứ không phải là lật cộng sản. Lật nước, lật lật xô nước để tắm ấy, lật xô nước Đây lật xô nước tắm. mỗi bọn mày đi học, bọn mày ở bên kia bọn mày bảo là được được học ở những cái chỗ mà gọi là văn minh à, bọn mày được học ở xứ sở văn minh. Xứ sở văn minh cái gì mà tao chả em chúng thể em này không thể biết cái văn minh của bọn nó ở đâu á, nó chống chống đối ngũ quá. Mình ở bên nói thật chi chứ với cả mọi người ấy, mình nói thế này nhiều khi đâm ra em từ khi biết bọn ba quen chưa em có đâu phải xếp Hoài Linh với lại cả Thách Thức Danh Hài hay là Ơn Rơi Cầu Đây Rồi nữa. Mỗi ngày lên diễn đàn bèn đi trước hay Tân Thái cười bể Úi giờ cầm bùng ở đây bởi hồi luôn. nãy chị cho xem đó, hai thằng đuôi mà đều nói chuyện về Đó Trường như kiểu Sa này, cái đó. bọn này như kiểu cái bọn này đấy, cái bọn này như kiểu mà em đã bảo em hôm lên nhà chị Thanh Quốc đấy, thằng cha Hùng, thằng cha gì Hùng Phàm à hay là Hùng Lân, nó cứ hỏi đi Hùng hỏi Lan lại là Hoàng Sa hay Trường Sa đã mất chỗ về tay tao cầu cống hay chưa. Em lên em chửi đúng một câu, thằng nào mất thằng về về làm mất thằng để về mà đòi. Còn bọn tao bảy mươi mấy con đảo chim đảo nổi của bọn tao đang con thì bọn tao giữ, còn bọn mày muốn đòi về mà đòi làm mất có không dư thì bây giờ cứ đòi đòi đúng đòi sao rồi được, Diều Sang, bọn mày có giỏi cứ về mà đòi. đúng rồi Diều Sang nè, nó nói là mai nó đeo khăn tang, nhắc Ngày cái Diều mai Sang ba mẹ nó như mai nó cứ đem khăn mai tang đeo khăn với tang rồi mỗi mỗi à, đứa nó một kêu một lư cái hương nữa. cuộc lương người ta đã đúng rồi, mày đi trù ba que nó chết mẹ hết giùm tao đi thiệt luôn á, cầm lương hương đi trù ba que cho nó chết hết đi. Thế bọn bọn này cầm con cầm lư hương về còn bim bim bim, em nghe đến đây là em lại phải tức cười, em không Mỗi hiểu lần là lên nó bọn nó những cái thằng em bảo này, những cái thằng chột đấy thì không nói rồi, nhưng mà những cái thằng bình thường, những cái người không gọi là không không phải là bị tật về về thân thể nhưng mà nó khuyết tật về trí óc ấy, tại sao nó đi nghe một cái thằng như kiểu mà một thằng chột với một thằng mù nói chuyện với nhau mà nó cũng cứ nghe được, dưới nó cũng comment ủng hộ ba mẹ nữa chứ sao mà thông minh hôm nay mới đến chặn em rồi, Diều Sang hay cho ta. em coi là người này thì Diều Sang bị chặn hoài à, tức lắm Diều Sang tức lắm, đây quảng cáo Yeah. luôn Diều Sang, sao Diều Chị Sang mua xem cho con chị Diệu chột sang xem luôn đi. Em ngày nào mà chả xem. hãy tập trung nhau lại để mà thắp chúng ta sẽ có thắp một cái nén hương cho những tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, những người đã ngã xuống hy sinh để cố gắng giữ gìn giữ lại cái đảo Hoàng Sa. Vì hôm nay để chúng ta tỏ lòng tri ân của mình và cũng như gửi cái thông điệp như anh Benny Trương nói đó, là một À. người Việt Nam chúng ta Đó, nghe nghe rõ, nó cầm cái đa cái nói là cầm cái lơ hương thắp một nén hương cho Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái Việt Nam Cộng Hòa của thay ma rồi đó, mà nó vẫn còn muốn giật người ta dậy nữa đó, đó là chính thì tôi nó này chết chị ơi, nó chết rồi thì phải dùng lư hương với cả khăn tang cái con gì, sống thì ai dùng những cái đó đó, nên chi á là tụi này nó đúng muốn dừng không? cái thay ma của, phải nói chứ em xin lỗi đây anh cầm, chứ nó muốn dừng cái thay ma của lính Cộng Hòa lại này, muốn dừng cái thay ma lại, đúng ra người ta không muốn chửi người ta không nói, nhưng Nó tụi muốn này dừng cái khơi tay dậy ba lại, lại. nó muốn khơi dậy là hai thằng chột này, một thằng thì đuôi một thằng thì mù, mà hai thằng kết lại với nhau là đi ăn mày, nói chung vậy á, một thằng thằng đuôi một thằng Thì chột, bọn hai mày nó gọi là thằng ăn lại mày, nó ăn mày từ 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 gọi là ăn mày chính trị, vừa ăn mày chính trị vừa ăn mày kinh tế, nó có làm được cái gì cho đời đâu chị, nó có đó. làm được cái gì cho đời đâu.
mà nó cứ suốt ngày ra rả lên trên mạng, ra rả là phải như thế này phải như thế kia. Wow, tôi thua luôn, em bảo thua thua 43 năm rồi á, bố sang năm thứ 44 rồi mà nó không thông minh, nó còn không thông minh ra được một tí nào nữa, nó không hề thông minh ra một chút nào, đủ hai hai thằng khùng luôn ấy, khùng đến mức độ mà lên lên nhà thằng 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 Tấn Thái thì nó khùng kiểu khác, lên nhà con Rosdao thì nó khùng mỗi mỗi thằng, nhưng mà nó chung quy lại là nó chắc là nó nhiễm nhau á, một thằng khùng là khùng cả bầy. Thằng Tân Thái với bên đường chột á, Rô Sắc Đà là cùng một phe, Đúng đấy, đấy cùng một thằng phe đó em thuộc cái bài của bọn nó thế này, thằng 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 Tấn Thái á, thằng Tấn Thái là suốt ngày hỏi Việt Nam tôi đâu này, còn thằng Benny là khi nào xuống đường này, con rốt đao là cái gì, con Lisa Phạm là ba sạch à, sạch cái đầu bà nhà mày, bọn mày cứ tưởng đốt được là được đó, ba sạch, cứ tối ngày ba sạch, quá nó cứ tưởng chống công ấy. Ba sạch trong một ngày ba trong sạch, phòng em chả biết nó sạch sạch cái gì. Trong khi đó chị lên trên nhà thằng Benny có con Thảo khùng ấy, con Thảo ba gái ấy, có củ ba thằng gái là kêu cắt lưỡi chi đó, nó bỏ tiền ra cắt lưỡi chi đó, ôi sao không trời biết được. ơi. Ôi em bạn em cũng bị nó dọa đấy, Em là dọa em vui hay thôi, hỏi nó là còn phải nó lên Thảo, diễn đàn, Thảo ơi, em là Thảo qua cũng vui thôi, còn chị nó lên diễn đàn nó kêu luôn. Thảo ơi, em hay gọi Thảo ơi Thảo, mày là uống thuốc kia biết không, biết Chị kêu nó nó mày ai giấu thuốc của nó đấy mà nó khùng vậy, em ba là dưới ngày thôi, còn kia. còn chị nó lên diễn đàn luôn, mà lên diễn đàn nó kêu là ai nó bỏ ra 2.000 đô, còn dưới là thằng thằng Tuấn Bạch đó, ai gì đó hùn 5.000 đô, nhiều lắm, người hùn vô nhiều lắm, mà bữa giờ đời tới cất lưỡi mà chưa nè, tới hoài mà chưa Đúng thấy. đấy, chưa đang đời mà chưa thấy đấy. Nói chung lên món này em đã bảo là từ khi hồi biết đến Benny hay là Tân Thái là khỏi phải xem thách thức danh hài, nhưng đôi khi nó thằng Tân Thái với thằng Benny nó đỡ chửi hơn là con bên nhà con rốt đau, nhiều khi mình cũng phải kiềm chế chị, kiềm chế với kiềm chế nhiều, nó xúc phạm quá quá đáng đến đến Chị than sao hết, không có kềm chế gì hết, nó có cái là nó khủng lóc chị, thật tình luôn, nó khủng lóc chị. không em kiêm chỉnh nhiều khi cái nhiều khi em chưa cứng cứng vía được ấy, ôi hồi đầu vào chưa cứng vía được, cứ tức suốt, nhưng bây giờ thì thôi rồi, kể ba bọn mày muốn chửi nào chửi tao, người tao cũng chửi, Cứ chửi thiệt á, dạo đi với này tôi đây chửi lên mồm quá toàn vì nó rip đấy, thì em mới bảo là đi với về cả Bụt thì mặc áo cà sa, mà đi về má mặc áo giấy, đi về bọn này cần, em lại cần với bọn này cần cần cái gì văn hóa, với lại cả ứng nè. xử làm cái Đi gì, với tôi cứ cho nó văn chửi. hóa cái gì em, lạc là tóc váy lên mà chửi thôi chứ không có văn gì hết á. Đi với tôi đây là tóc váy lên mà chửi thôi, tôi nó đâu có văn hóa đâu, mình văn hóa đúng không, Trời, tôi nó cái không tóc văn hóa váy là mình lên mà không văn chửi. hóa, tôi đó cứ Đúng cứ rồi cứ bằng chị. váy tóc váy lên mà chửi thôi đó là chửi, chị nó là chửi tẹt ra luôn á đó. Ủa hồi xưa Hôm kìa chị lên thằng chồng nó thôi qua trên trên nhà có cái thằng kia bọn bọn này gọi cứ suốt ngày về Việt Nam không phát triển để ăn đồ độc của tao. Ủa, trời ơi, lúc này chị cu cu còn nói là Việt Nam mình chỉ được lái xe đồ hàng đến đến đâu rồi, còn ở Trung Quốc lái xe của mình đến đâu, bao giờ thằng Trung Quốc nó đi xe tăng sang thì lúc đó mình mới tính, còn bây giờ nó đi xe xe ô tô sang thì nó bán, mình đã bán giao với nó, hợp tác hai bên cũng có lời, thì tôi riêng phải cứ suốt ngày bay tàu à, chính những cái bọn đó bọn sờ tàu đấy chị ạ, chính thì bọn nó đó ra của tới em tay là nó sờ tặng mà tàu ấy, nó đâu chịu tàu ra làm không sao hiểu được sao em. nó sờ. Đúng rồi, anh bảo đáng rồi, em bây giờ level lên chửi lên lắm rồi đấy. Dạo này hay chửi thế lắm. Lúc nãy chị Nam Phi nói đúng, em dạo này hay chửi thế cái với bọn bác của em này, em không có nhìn luôn, em chửi, em phải chửi thì chửi nó đợt của đàn, nó có đàng hoàng gì đâu, phải mình nó mà đòi mình đàng hoàng lại với nó hả anh, bây giờ mình đi đâu cũng dân dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, cơm no áo ấm. À, ngày xưa gọi là ăn no mặc ăn lo cơm ăn áo, chứ bây giờ ăn no mặc đẹp,
Chứ tôi gì mình ở sống với chế độ này như vậy là quá thỏa mãn rồi. Sáng ngày ngày ba bữa cà phê cà pháo, thích thì đi làm, không thích thì ở nhà vậy. Việt Chứ Nam của còn mình chả có cái là Việt gì Nam ở phải đây phải là quá bàn. tự do mà tự do quá trớn luôn chứ vậy. Còn đòi gì nữa? Từ chỗ giáo quá trớn, em lúc hôm qua em trên nhà anh Bang em cũng nói thế này: nếu như Việt Nam mà không có nhân quyền, thì mình làm gì mà được ngồi livestream nói về những cái vấn đề này. Thử bên Mỹ thử thử mở livestream ra để nói những cái vấn đề này xem, nó còn cho bóc lịch chứ làm gì có, chỉ có mình thôi Thằng Hùng Lăng chứ á, đâu thằng Hùng Lăng cái thằng phải Phật nó sợ chị lắm, như bọn nó chị bây nói giờ thật đâu luôn, có dám. thằng Hùng Lăng cái thằng Phật nó sợ chị lắm, cái thằng Chột á, tại sao nó cho chị lên một ngày đấm đổ mà chị làm tới 5 nít luôn, nó sợ chị luôn, nó chần nít này, chị lên nít khác, chị lên chị chửi tiếp, chị lên chị nói mày xuống đường ăn cướp hả, chị nói cậu Em gì thì cậu chỉ thấy từ nó ngán vậy đó, chứ thằng Phật từ biết hôm mà đấy giờ em chỉ tính dám em mấy có nick rồi, làm gì nó cứ thật cứ luôn. chửi 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 nó là nó rip hết của em luôn, bực ghê Thằng á. Phật đi có dám mà nó dám vào diễn đàn Dạ. gì, tại vì con Hương Lê nó vô mấy lần là dám cỡ mấy đứa đó, ai chị quá biết nó anh rồi, anh thảo em chửi bao que thôi chứ con ngoài em hiền lắm, em hiền mà, chỉ con chỉ mình cứ tức ôi cái bọn đặt kia bài live nó stream cái ngu gì, quá đâm ra đặt bài mình live stream rồi. gì nữa, Thảo Lê Ba ơi, chị đâu có quen Không ở quen đâu, đâu chị anh, quen cái gì, con không người mình quen nó đâu quen anh. là do từ khi cái đầu thôi, còn chơi cái tụi này ở đó nó chửi nó đào mã mình lên, nó đào đất nước mình rồi, nó đào chính phủ mình ở đó mà hiền, nếu mà hiền thì đâu có quen được đâu, thật Nó ra đào chính phủ mình lên mình không thể hiên được, thì nó về cái bọn đồng bá quen này mình không thể hiên được. vào diễn Thứ nhất đàn là của đó mình mà nó nó câu xúc chuyện với phạm đến tôi anh ở em nhà chủ tịch Hồ luôn Chí đi. Minh, thứ hai nữa là nó xúc phạm nhiều nhiều lãnh vì lãnh tù ấy, đâm ra mình nó cái mình không ngồi, mình không thể nói chuyện tử tế và nói kiểu có học với nó được anh, nó phải đào trang Trời sới mã ơi, nó lên thì là thừa biết còn, cái lũ này nè, nó có chứ âm mưu còn gì nó này mới không người nó. ha. Nó hả, vào diễn đàn mình á, ha, vậy đò mình khuyên, mình những đám hai dù người khuyên lắm á, thôi em ơi đừng chửi vào nè, em đừng chửi. Cái bà nội nó, chứ mình qua diễn đàn nó cỡ thử nó có chửi mình không? Nó đào mã mình không à, mình phải đào lại thôi. Nó Nó mua cái chỉ đấy nó em đào đừng mã chửi. lên mình nó Em chửi kia, làm vậy mình phải với đào em luôn lại đấy. chứ sao, nó chửi nè. Thôi em hả, em đừng có chửi, em làm như vậy dễ thương, để mở diễn đàn dễ thương, mà dễ thương cái bà nội nó làm vậy để cho mình bớt chửi nó đó. Trời Bây ơi sợ nó nhục, nó chửi giờ bữa nghe nó nó tôi làm vậy khỏi là đầu mình bớt thai luôn, chửi. giờ tôi khỏi đầu thai luôn, nó lôi Rồi ra bác hồi nó lôi ra mình mà đồ hiền nhà á, mình mà luôn á, hiền mình nó lôi bạc lên nó chửi rồi nó làm đủ thứ. Em nghĩ mình cũng là con người, mình không thể nhìn được những cái đó mà đưa dưới nó comment những cái loạt đó. Đến nhà con Bích Trang á, nó còn nói là phải nói như thế này như thế kia nó mới cho lên diễn đàn. Ủa bây giờ tao 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 chửi ông Diệm nhá, tôi lôi ông Diệm lên tao chửi, thế mày có chịu được không? Mà đôi con Bích Trang á, nó cứ bắt mình phải nói những cái câu đó nó mới cho gì lên, nó lên là mà chịu chứ không, sau nó không cái cho vụ lên, nó này còn là lóc con Bích luôn. Trang hả, nó không dám luôn á, nó hả khỏi mỗi lần lôi Nói hay sao lôi cho tên Bích fan, Trang, vậy nói sao con đó chị hả, chị đưa những người ra thôi, còn em với chị nữa lên đấu với chị đấu thẳng cả thằng thằng Chột cái thằng thằng gì thằng Tuấn Bạch đó, đợi có cái là không bao giờ nó lóc chị đấy, à, chị ngồi đấu thẳng với nó luôn, bọn đó nó bọn à thẳng luôn. bọn 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 mấy cái thằng đó nó lại không lốc chị, mấy cái thằng như thằng chủ Phỉnh hay thằng Jackson nó không bao giờ lốc mình đâu. Còn những cái thằng bên kia, thằng hay là những cái thằng như thằng Benny đấy, ủa mà em thấy nó tài, nó một ngày nó ngồi hai cái live, bốn mỗi live 4 tiếng, ủa nó cũng tài thiệt á, nó hơi đâu mà nó tài ghê. Mình hai chị em mình cứ nói chuyện đây tí nữa hai vài cái tiếng là thấy mệt rồi đúng không? Ủa sao không, hay là Trời mắt ơi nó không em thấy nó chỉ nói còn chị tôi nói. chụp cái này biết bao nhiêu nít luôn á, còn lóc tôi còn gần chục nít đó à, bị quá cả chục nít á, còn đi nít thật ha, mà chơi có cái là chửi nói gì nè, cà phê đừng có chửi bằng đừng chửi chó, chửi chó là bị Facebook mình nó bị đúng không, còn chửi mình chửi mình chửi mình chửi giống như chửi mình chửi chửi léo 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 á, còn lên diễn đàn ha chửi tẹt ra, lên gặp mặt là chửi tẹt ra không sao hết, còn cà phê mình biết cách thì nó không bị phá Facebook mình Đấy. à.
Trời ơi đi bao que này hả mà nó mà hiền. Trời ơi, đi chứ Phật á, thì mặc áo bà sa, đi chứ ma thì mặc âu giấy. Làm Bọn ơn em cái thì đi. không hiền được đâu, Hiền không chơi hiền nó được ma thì đâu. có giấy. Hiền không chơi nó được đâu. Không Trời bao ơi, giờ, không bao giờ mình có thể hiền với bọn ai được chơi những cái câu mà phù tùng phụ nữ, ba cái chất dơ phụ nữ đâu. rồi Đúng đó rồi, đúng em. là chị lừa phàm. Lúc nào mà nó chửi bạc là mình cứ lôi cả đao cả mấy đời thằng Diếm thằng Nhũ thằng Thiều lên mình chửi luôn, không nể nang gì bọn chúng đấy. Đúng Nó đó, cả chị cái đào nể lắm, nang nó chị mày đào đéo đúng không gì, hả? bọn Ồ đéo đao lên luôn đấy. Bữa hôm trước chị được vừa được lúc đô sân Bọn bay này về nó nó xuống luôn, xuống bà cố luôn, nó vô cái diễn đàn của cái thằng nào ba que phải không, vô diễn đàn thằng ba que nó ngu chết mẹ luôn em, nó ngu đừng nói chuyện nữa. Trời ơi nó ngu lắm, nó cho chị lên mà nó không biết cho chị xuống. Bắt đầu nó cho con rô sân đào lên, nó chửi mình quá trời luôn. Ui sao bắt đầu ok ha, thằng kia nó dòm thấy cái hình nền của chị đẹp quá à, thằng đó cũng biết gì, nó thấy cái hình avatar chị đẹp quá nè, thấy cô này cũng xinh gái nè, mà sao tôi mời lên được. Ok, sao lên được á. Ui giời ơi chị xuống, chị đào từ đời ông cha của thằng con rô sân đào, chị đào từ ông gì mà bắt đầu con rô sân đào cái thằng chồng chứ, nó tức quá nè, cho con này xuống đi. Mà thật ra nó ngu, nó không biết cho chị xuống. Nó cho lên được mà cho xuống được, chị ngồi chị đào từ Thì ba ba em mới đời ba bảo con không nó xuống được. cái bản chất của bọn bá que này nó vừa ngu, vừa ngu mà không biết mình ngu mới đau á. Nó cứ tưởng là mình thông minh á. Để một một Hàng này là lũ bởi á, vì em mà nói một lũ tủ lạnh mà tưởng là mình là lãnh tù à, nó ngu dữ đó. Sao mà tao nó nói đâu, chị mà nói em hoài bảo mà mời em đang nghĩ lên được trong người này. Ủa, em đang nghĩ thế này, em đang nghĩ thế này, cho những cái thằng này, ví dụ như những cái thằng này mà lãnh đạo thì chắc chắn là chỉ còn mà nửa cũng đó đau là hầm mà chui nhớ xuống cái đây là mấy hôm mà nó cho này. lên gì lên mà nó không cho xuống được. Có anh nhàn biết nè, anh nhàn biết bữa đó có anh nhàn luôn á, bữa đó có anh nhàn luôn. Cái thằng đó nó ngu lắm, bị con rô sân đào nó mua chuộc à, bị bao quẹ mua chuộc, cái nó like, cái nó dòm cái avatar của chị Hà Mỹ đẹp biết không, avatar ngon quá, nó cô này cũng xinh gái nè, cứ bắt chị lên nha. Ôi con cho con rô sân đào đây nó, chị bắt hồ quá trời mẫu chứ, là chị nó nổi lên như này, nó dâng lên này, tao táo mà mời tao lên được, táo mà lên được rồi mày có chết thôi. Tao chửi nó xong sập Facebook luôn. Ôi trời, có anh nhàn là cười đảo một luôn. Ôi nó móc lên gì được ha, nó cho lên được mà xuống không được. Ôi giờ chị ngồi chị chửi nó, chị đá đá cái mồm luôn. Con rô sân Thì đào rồi đó, con rô sân đào dễ bọn hiền mà nó ngồi gọi là mà như đổi kiểu chửi mà được muốn, bọn nó đâu. vừa vừa thứ nhất là vừa vừa xuyên tạc, nó bọn nó vừa xuyên tạc nhá, bọn nó xuyên tạc cả về lịch sử nhá, chính trị kinh tế nó xuyên tạc hết. Nhưng là mình là cái cọng cái mình là cái cây thẳng, không dễ gì mà bẻ cong được mình đâu chị. Cho nên là Xong cao cỡ nói lý với nó không nghe đâu, nó mình không thể cõng được đâu, vì cái bản chất của mình là vậy rồi. Bây giờ nó nói những cái gì về Hoàng Sa Trường Sa hay là những tất tật tật thì nói chị, đó là lịch sử người người thắng là người viết được lịch, là những người viết sử. Nên là mình cho nó thua hết 43 sang năm từ 44 đấy mà. Ủa, có đứa nó còn nói là năm là gì, năm 1975 chạy đó là để cái gì chiến dịch cả vườn không nhà trống à. Thường đó nói chung là tôi có quen này, thì nó thật ra là nó mua một đoàn luôn, nó mua mua cả tập thể của nó luôn. Ta giống như là nó chỉ nói luôn, nói tới là một cái câu là cái cộng sản á với là Trung Quốc, nó chỉ hai câu đó thôi đúng không. Vừa rồi là nó là nó mượn Đúng cớ là cái vườn 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 rau, mà vườn đừng rau ra là thấy thấy cứng. không xong rồi đó, vườn rau thấy không xong rồi, thấy không ăn không ngon rồi, bắt đầu là chuyển qua cửa khẩu Trung Quốc. Nó chỉ có hai màn cộng sản á. Mày chị này mày dư luận viên này, mấy dư luận viên bên này chỉ biết con đảng con mình, nếu đảng chế theo Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ chết, nên nhớ là như vậy á. Đừng có mong, đừng có mơ về cái đó, mày cũng mơ thế nào bọn cũng không bao giờ có chuyện Đảng Cộng sản Ê, Việt Nam chết. Mày à, ngu ơi Uyên mày Uyên đừng có này, năm sủa nay vậy bao á, nhiêu tuổi rồi? sủa Hỏi đây nè, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? mày, Ê, nên nhớ rồi là con mày nói lúc đi, mày Uyên có con rồi, con mà có cộng sản chết không? Đúng không? À, mình lật đổ cộng sản được không? Thôi, chị à, nói rồi thì chị tao không phải nói lỗi. vậy, chị phải nói như vậy này, chị nói như vậy chị Hà Mi là chị Hà Mi, chị cứ nói chờ cho bọn mày mày thấy mà thấy áo mà đến lần thứ mấy nghìn cộng sản cũng không chết, đảng cũng không chết. Chị nói chữ về cái nói nhanh và gọn lẹ, con không phải leo nheo với bọn này. Cái con này nó không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng mà
Chỉ cần chửi vậy thôi, không cần nói nhiều đâu. Thì đó nó nhiều đó, chữ lộn mà lại chị chuyện lạ Nó chỉ đó. Xin lỗi, chữ lộn lại mà chuyện không cần lạ phải nói đâu, không phải chỉ cần lại bao đó. Nói gì chửi là chửi chứ, nói nó càng lên càng đây là nói phải nó nói cho càng quen, cái mà ngu của nó là lên hay đây mà luôn không nói mà quen làm sao em nói được. Lên đây là phải nói phải chửi nẹ cho đầu nó đúng không, lên đây mà không nói mà không chẹt cho đầu nó đâu có được. Em lên đây là chủ yếu chửi ba que mà lên đây mà không chửi nó chia được đúng không. chửi phải là chửi cho nó sập mặt ra ấy. Chứ con mà chửi 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 leo teo nó cũng không để đâu. Anh cứ phán nó hỏi tháo gương mặt ra cho em, phải đưa cái mặt ra thằng cu em nó đang ngủ em này đau đầu quá trắng nữa. Chửi có quê sao em, chửi có quê thì em mình chỉ có chửi thôi chứ còn cái gì đó. Mày đi ra nha. Chứ bọn mình thì em mình lên đây chỉ có chửi thôi chứ con nói với Các nó bạn lúc đóng chiều nha. em nói một câu cuối cái câu cuối cùng lúc 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 chiều em nói với thằng ấy cứu là thế này, không biết hắn có nghĩ hay nghĩ cái gì hay không, không biết nó có nghĩ cái câu của mình nói không. Em nói cái câu cuối cùng của em nói là Việt Nam ghét chiến tranh, không thích chiến tranh nhưng không bao giờ sợ chiến tranh. Em nói là chỉ những cái thằng ngu á mới mong có sóng thân để thử sụp đồ vững chắc của đế chắn sóng. Không biết nó không biết nó có hiểu được cái câu của em nói hay không á, hay là nó cứ em không hiểu nó có hiểu hay không, hay là cái đồ ngu của nó chúng càng ngày càng nâng cấp Nó ngu đời nào nó biết nó ngu được, á. tụi này làm sao biết nó ngu được. Tụi này á là chả Thì em qua thấy nó thằng ngu, chị nó đã ngu nói cái từ gì nó đầu rồi, tại ngu. vì em không biết cái gì thôi. Tụi này chẳng qua nó phải là ngu mà nó muốn đa nguyên đa đảng chứ không phải là ngu. Ngu cái gì chuột cho nó, chúng nó là muốn Đâu đa nghĩa nguyên là đa đảng, muốn ăn thì cướp ấy, thằng là ấy kêu nó mới nói là nó không muốn, nó không phải là chống công. Công công chỉ là một cái dấu trong cộng trừ nhân chia thôi, cộng trừ nhân chia thêm nó. Ủa thế từ ngày trước tới giờ thằng Diếm thằng Nhú nó bài cộng trừ cộng, thế là nó chỉ nói về một cái dấu vô nghĩa thôi à. Thế không biết nó khổ, em cũng vừa làm vừa nói cũng không biết nó comment cái gì dưới hay không. Anh Phong xin khủy anh xin lên thì cho anh lên cũng được, thằng này giống là Việt Nam Cộng Hòa ta. lòi mặt ra tí anh. Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa tìm hiểu mọi người vào chỗ trong 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 cái trang của Ngân hàng Thế giới có số liệu hết. Ngày xưa nó phụ thuộc hoàn toàn vào người tàu chở lớn với cả cái tiền thuế lính đánh cái tiền lính đánh thuế ấy. Chứ nó làm được gì. Thứ hai nữa cái nhà thổ nó hình cứ hầu như kinh doanh, em thường hay nói đó ngành kinh nghiệp công nghiệp không khói của Việt Nam Cộng Hòa nó hoàn toàn dựa vào đó, chứ nó được có cái gì đó, nó không hề có một cái gì trong tay. Nếu như thì chính ông Thiều ông nói Việt Nam Cộng Hòa mà không 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 có viện trợ của Mỹ chỉ cần sau 3 giờ thì là đã chết rồi, chứ cần không cần phải đến 1 tháng 2 tháng nữa. Đúng rồi. Thì bọn này nó cũng có nhiều đứa nó có thằng cháu Đa Khải nó cũng nói này, thằng 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 Ờ, thằng Diệu thằng Hới cháu nó Đa cũng nói nếu như ngày Khải xưa này, tôi đã nói thằng cháu Đa Khải đó bị ngáo đá. nó bị điên, nó bị điên hay sao. Có nhiều Đúng đứa nữa nó bảo ngày xưa Việt là Việt 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 gì Bắc Việt không vào giải phóng thì bây giờ thì cũng Hàn Quốc với Singapore phải gọi thành phố Hồ Chí Minh là gì gì. Ngày xưa đã ngang bằng với Singapore, ủa chỉ được mấy cái quần trong thôi à, ngoài á cũng nạt tánh banh với đạo bom với đạn. con cháu nó khải nó ngáo đá, nó cái thằng nó chỉ lóc đâu, Không không thằng nó có phải phải một chửi. thằng nó một mỗi nó nói đâu chị, nhiều nhiều đứa nó nói ngu kiểu đấy ấy. Ngày xưa là sau khi bảo là miền Bắc bao chấm chỉ phải là ngày xưa đó là gọi là viện trợ miền Bắc viện trợ. Đâu phải là gì đâu, nhưng mà nó Thằng cứ cháu nó hoang khải ngu nó về cái tự lên vấn đề nó. đó. Vào nhà vào nhà thằng đông ta, thằng ai kêu nó không bao giờ, nó lúc nào trên diễn đàn của mình nó cũng ngọt nhạt, nó cũng nói là không bao giờ nó kêu gọi chống công, nhưng thực ra trên diễn đàn nhà thằng đông ta nó rất chi là xảo trá, Trời ơi, nó thằng rất chi là em mới biết AQ thôi nha, chị biết nó lâu thằng đó em mới biết AQ sao lâu em rồi, nói trước đây AQ nó lâu hay rồi. vào
thằng đó thì em biết thôi, còn chị quá quá biết thằng đó. Thằng đó là bây giờ một nó đang không phải là chị tàn, chị không bao giờ chị cho nữa, nó vào vào nhà nó bây đang giờ nó dám không thì được, nó lâu không mà cho thể lên lá liếm ở đâu, nó đó. không thể nghe được, nó ở Thằng nhà đó nó không nhà bao giờ thay nhà đổi. anh lưu ly sau nhà chị với nhà anh băng, nhưng mà nó bây giờ nó mọi người lóc hết, nó không cho nó lên, nó chỉ lá liếm nhà Thánh Quốc thôi, còn nó không đi được đâu Thằng hết á. đó là đừng Bây có giờ lên nó lên, về đây, bây thằng giờ đó đằng sau là nó thằng nói. xạo trá lắm. Thằng đó là không có gì để mà nói. Thằng đó là thằng xạo trá, thằng điệu cán. Thằng đó là giống như đi đi dù người khác ngọt 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 cho nó tẹt cặt sau lưng không à. Nó thẳng ra Nhân vậy, thằng nám, bây giờ về mặt nước thì nhân ngọt mà nám còn là tẹt cặt sau lưng không vào mà học giải dạy phóng không. mà. Đúng rồi, nó là Thằng gọi nó mắc là mắc quá mà thằng tôi đó gọi là là ngoài thì tính thân thật nói nó cười, đúng bên trong là nhắm hiểm giết người không giáo, mà nó là như vậy luôn đấy. thằng đó là đúng Đúng rồi, than thì kiểu lượt phán nó vào, nó như kiểu ru ngủ mọi người ấy. sao không Ru ngủ được, về chỉ nó có không nghĩ ngu ra mà gì nghe hết, nó thôi chứ thằng đó nó làm đã sao không có mặt gì được. Chị là tiếp xúc là đầu tiên, đấy. chị biết mặt nó đầu tiên đó thằng Á Quy, chị biết mặt nó đầu tiên. Thằng IQ nó gọi Messenger cho em, nó cũng đã cho em xem mặt rồi mà. Nó cũng cho Tại em vì xem đã, mặt rồi đấy. xem mặt đó Ấy là đấy tại là vì em đã, nó đã bị tung mặt lên mặt rồi, nó với em xem đó, nó đã tung mặt lên rồi. nó Nó đợt hồi đợt trước để chị đi sao đợt đợt của Nhan cho em xem cái hình của nó ở trên nhà Dương Vĩ còn một nửa thế này này, em mới bảo là làm cái mặt đẹp lắm, dấu Dương mẹ Vĩ mặt thì kia ra cái thiệt romet thằng ông quy cái romet thế y như này. mấy cục lông vậy, cái mặt á cái romet với cục lông có cái mỏ chét y như mấy coi cặp gắn thêm cục tay y với bộ chét chó vậy. Mẹ nhìn bộ râu là nhìn thấy uế, nhìn bộ râu cái thằng đó là nhìn thấy uế, làm cái đẹp lắm, bộ râu y mấy cục lông của đàn bà vậy đó, ở đó thua lông đàn bà vậy. Thằng nó thằng luôn, thằng đó là chị chưa thấy chị sập mặt, thằng nó sù lơ lắm. Nói thế này mọi người ngồi dưới đừng cười, nói thế này hơi bậy tí mọi người đừng cười, của đàn bà đang có, của đàn bà thì đang có quy hoạch, của nó lại còn không có quy hoạch, Thằng đó hả mà tùm tùm lum bỏ nhìn cái bộ riêu mép của nó y chó nhặt rê vậy. Thằng lum chứ nó là cái bộ riêu của mày y chó nhặt rê vậy, luôn. nhìn mày là cũng khác gì chó nhặt rê hình như 8-10. Thằng ông y y 8-10 cũng khác gì, y 8-10 nhá. 10 người nhà, 10 người như một, 10 người miêu tả là nó ý như một luôn. Không ai sai, không nói sai câu nào. Tục thiệt. Đúng thiệt quá, nó tục thiệt luôn. Nhưng nó còn mình Chị của à, đàn bà nó xin còn xin nhiều những khi còn nó có comment của nói chị hơi ạ. bậy tí. Ai? Nhiều Chút lưỡi là gì? gì đấy? Có Chút lưỡi là ôi nó gì? bảo có râu quẹt sướng lắm, nói em ba về sướng, nói thật với anh sướng với khổ chả đến đến phân mấy cái thằng ba que đâu, tha để Sướng về cho lắm. nó chẳng Có tha để cho mốc, làm thỉnh cho thoảng đưa que ra thôi. phơi á, đưa ra phơi á, Không chứ còn phải là cái loại như vậy á nó thèm vào kêu đi ngửi ui, chó thì mệt thỉnh rê thoảng gái á, chẳng tha để mốc đem ra phơi, chứ còn chó con là chó Việt, cho mấy thằng báo qué thôi thôi để về cho sạch. rau nó đi quét á, rau rau nó đi quét mấy chó mệt rê gái á. Không ở đó đừng có nói ở đây sướng Đúng em ơi, rồi. tới trại cộng sản rồi không tới trại ba que đâu chứ chưa đúng không. Tôi nói à, nếu mà tới là tới trại cộng sản, Đúng, tới trại cộng trại ba sản que thôi, tới mình đây. chỉ có trại cộng sản, trại ba Tới que còn lâu. Dạ em chào anh Trần Thanh Trung. Chứ mọi cứ ngồi để mà chờ. mẹ nhìn cái lồ Đúng mỏ đi chó mẹt rê mà giống như dán nó mà dán thêm con bộ chiếc chó nằm ở đây nữa thôi trời cha đâu nó tao dễ uế biết mày là là em cái mặt mình vậy đó mà đưa lên nó đừng có xấu, mày xấu thì xấu cái mọt của mày là mọt ha, cái bộ râu mép của mày nữa. Trời ơi, tao nói y với con chó mẹt rê mà tao nói thì bị xè vậy. Trời ơi, thấy tao gớm, nhìn mấy con râu, mấy con lông vậy. đúng rồi đấy Tân, làm gì có cửa anh, so với trại cộng sản á, trại ba que chỉ có gọi là bằng 1/1.000 cái móng chân thôi ạ, à. Đi rửa chân cho trại cộng sản nó chắc cũng chả được đâu. Te tái thì tụi bay ba que với không tự sướng với nhau đi chứ còn không sướng chúng tao được đâu, nằm mơ biết không.
Tụi bay bao que tự nhiên tao thấy tao nghe kiểu bao que tự nhiên tao mất hứng với mẹ rồi đúng không? Thiệt luôn á. Tao thấy bao que tụi bay là tao mất hứng mẹ rồi còn đâu nữa, nó tao nói luôn đó. Tao thấy bao que tụi bay đừng mất hứng lắm rồi chứ đừng có nói là mày có hứng. Đúng không? Tại tụi bay Thì không có gì để chán mà chắc xuống luôn. không có gì để hấp dẫn hết đúng không? Tại tụi bay xấu trá quá đâu ra không có gì hấp dẫn hết. Thử đó, tao thấy tụi bay tự nhiên tao đang hứng tự nhiên tụt chứ hứng mẹ rồi. Thấy bà que tự nhiên tụt chứ hứng mẹ rồi. Đừng có nói là chịu đó mà sướng lắm em ơi. Thôi mày kiếm mấy con qua mấy 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 Chuẩn bị cái ngủ bà que đây. mà ở tù rồi đó. Mày kiếm mấy con gì Châu Tâm với con gì con gì Trúc 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 đó, Lê Thanh Trúc đó đó, qua quét mấy con là được, râu đó đi quét mấy con là được á. Đó thì nói với chuyện chị thấy nhà mình xưa Em lắm xuống rồi. đây. Thôi em chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Em lươn mệt ạ. Quý lên hả? Trời ơi sao mũi luôn à. Nhiều người chửi chửi ghen chửi bao quá. Alo chào em. Alo, em chào chị Hà My. Được. Em chào tất cả mọi người trên diễn đàn của chị Hà My. Chị Hà My với mọi người theo dõi cái ông Joseph Lê, xem ông đấy còn những đợt những cái comment của ông, xem ông có còn chống phá không, bởi vì chiều nay ông hứa với em mà. Ông hứa với Ủa em cái là đó ông chị đâu, chị đâu quan tâm đâu em. Cái chuyện bắt của em là tự ông nhiên à. Hôm nay mà bà quay thử hứa với em là quyền của em. Đúng không không? không ý là Còn chị đâu quan tâm mà đi comment đâu. không, để xem ông đấy còn còn chửi không, để xem ông đấy còn chửi không, vì là chiều nay ông gọi cho em, ông Bà quê lúc nói đấy hơi ông đâu mà em tin. Bà quê mà nói hơi dạ đâu em tin. Bà quê mà nói thì hơi đâu em không tin. thì theo dõi thử xem ông ấy còn còn có những cái Mà mời comment, em ông cái bảo đứa là theo ông dõi đi. Mời chị về theo dõi. không, Nó em là cũng linh theo dị. dõi mà, nhưng mà em thì em cũng theo dõi, nhưng mà em có lúc em cũng không lên được. Em Quê thì xem đầy mọi hơi người đâu thì mà theo để dõi. Cái thằng nào mua ý đây không cũng phải là chị mọi pha. người xem ông đấy, là ông không phải AQ đâu, cái ông Joseph Lê kia là không phải AQ, ông đi già rồi, ông bảo ông già rồi, lúc Thì chiều đâu có nay biết. em nói chuyện Messenger với ông à. Bắt que tùm Đây lum nói chuyện là nhiều người phải một người đó. nghe thì Để ý. như chiều nay là Mấy cả 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 ngày hôm nick nay là một xem, cả ngày hôm nay xem AQ em lên chị nhà nhà chị Thanh Quốc, em thấy thằng AQ nó toàn xỏ lá, toàn hỏi xỏ lá, nhưng mà nó hỏi là nó có cái câu là nó nhắc lại cái câu của Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm, mà nó nói cái câu đấy mà đúng là tại nó. Vậy là ông Nguyễn Văn Thiệu bảo là đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm. Nếu mà tại nó không nghe, nó nghe thì nó trả thua, tại nó cục không cưng nghe. là Hà mới biết rồi, là AQ mà biết rồi, nó nhiều lắm, đôi dép râu nữa. Với một cái là Việt Nam là gì, hầu về Việt Nam Cộng Hòa bị chơi cho sập luôn rồi. Thằng AQ nó vô đây không bao giờ nó đi cái nick cục cưng, tại Hà mới biết nó là cái nick của nó là đôi dép râu với là việc cái gì với là cái gì hầu về Việt Nam Cộng Hòa dứt rớt nít rồi. cái AQ cái cái nó cũng làm cái kia Joseph đâu Lê là không phải AQ, cái nick Joseph Lê cũng không phải AQ, cái nick đấy là ông già rồi, em nói chuyện trực tiếp mà. hồi không quan trọng Cái thằng đó, nói chung là bố đây là thật. AQ chả cái gì phải quan trọng để ý tới nó, ông AQ thì không phải rồi, thằng AQ thì không phải, nhưng mà thằng mẹ nó AQ nó cái chỉ thằng hỏi nào bao bao que vô AQ là với dứt rồi. AQ với Hùng Lân nó chỉ hỏi xỏ lá thôi, Thằng nó quan tâm làm gì, hai thằng đấy nó hỏi xỏ lá. cô là gặp phải phải là dứt rồi, đô nó lên em làm hỏi gì. em hỏi mấy câu hỏi mà không trả lời được em, cái thằng đấy, thằng Jet Sơn Bùi em hỏi cũng chả không trả lời được Kìa cái bác gì đấy, bay kìa. Kìa ổng mới vô kìa. thằng nào mà gì Thì em dòm comment đó. đấy. Em hỏi thì mấy cái người đấy chả
chưa thấy ông nào trả lời được em. Hôm trước em hỏi là em thấy nó mấy ông comment là cái gì cũng đổ tội cho cộng sản, cả bóng đá nó cũng đổ tội cho cộng sản. Em bực mình quá, hôm qua em lên nhà chị Thanh Quốc em hỏi ngược lại, em hỏi thế chính phủ Mỹ đang bị đóng cửa kia kia không hoạt động, một bộ phận của chính phủ Mỹ đang bị đóng cửa kia có phải vì cộng sản không, mà chả thấy nó trả lời được cho em. Cái bọn đấy nó những cái đó là giống cái gì ạ? Không hiểu được. Bao nhiêu vụ trên nước Mỹ không biết nó có đổ lỗi cộng sản, mà chị cứ để ý xem, nó bảo bọn ấy nó mục đích của chúng nó là nó bảo là đấu tranh cho tự do dân chủ đúng không? Mà tại sao em có một câu hỏi nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để hỏi bọn này. Một cái câu hỏi là rất đơn giản thôi, chúng nó bảo tự do thì nước Mỹ tại sao không cho, nước Mỹ chỉ có mỗi hai đảng, tại sao những đảng khác không cho hoạt động? Ngay như điển hình như Đảng Cộng sản Mỹ không được hoạt động, nó không cho vào hoạt động. Nước Mỹ vẫn có Đảng Cộng sản nhưng mà không được hoạt động trên cái chính trị của nó. Mà do tự do dân chủ thì công bằng, thì đa nguyên đa đảng thì nó phải có cả Đảng Cộng sản hoạt động ở quốc hội của nó chứ, tại sao nó cấm, làm gì có chuyện tự do đấy. Nếu mà chị có cơ hội chị cứ hỏi bọn nó xem. Bởi vì chị cơ hội chị em ơi, trời ơi, chị còn lên nhiều hơn em nữa chứ, ở đâu cơ hội, chị còn lên diễn đàn chị cũng phải nhiều hơn em nữa đó, chị có cơ hội gì em, diễn đàn nào mà chị cũng có dứt ở đó mà đấy, chị có cơ hội gì em thì đấy, chị có cơ hội là chị cứ hỏi luôn bọn nó xem bọn nó trả lời như nào. Hỏi cần chị hỏi cần chị có cái mỏ thì giống như mỏ con chó mặt rê vậy á. Em chưa, em bởi vì cơ hội cho em hỏi bọn nó rất là ít, bởi vì em ít gặp lắm. Em lên thằng Benny Trương thì nó không cho em lên. Thằng Benny Trương dạo này nó không cho em lên rồi. Chị hỏi thì hỏi khác, nó tùy theo chủ đề cho em. Em đặt những câu hỏi toàn hỏi khó cho nó. Cái mỏ thằng này y như chó mặt rê vậy á. Y dương chó mà giờ đây không quên nó chó mà đợi chứ. Cái mỏ đó giống như lông mà chưa tỉa vậy. Mỏ thằng này y như lông mà chưa tỉa. Mỏ thằng này y như lông mà chưa tỉa. Mọc tùm lum. Mặt ông thứ tự. Mồm kỳ quá. Bây giờ em xin lên 3 phút thôi, bây giờ chị xem qua lên thì chị cho mọi người lên nói chuyện. Rồi. Em chào chị, chào mọi người nhá. Trời. Mồm thằng này hả? Em gì bữa trước nó trách ở nhà, chắc bữa trước nó điện cho anh là sao? Chắc nó chưa cầu râu. Cái nó quê quá, nó nói anh nhàn vậy nè. Sao đưa cái hình nó xấu dừ quay một trước nó lên diễn đàn em đó là sao mà đưa cái hình của nó xấu vậy? Mà đúng, em thằng này em có gặp mặt nó rồi, em nhìn cái miệng là nó đúng, tại vì hồi xưa là em nó điện trực tiếp là em gặp mặt nó rồi, là đúng cái mồm này là của nó, mà tại vì cái râu cái còng lông của đồng phụ nữ vậy đó, nó đẻ thì lộn trộn, cái mỏ lộn trộn à. Thằng này mà gắn thêm một cái một ruồi ở đây nữa, ôi trời ơi, sao nó giống thế, không biết nữa, giống chí phèo thế, không biết nữa, giống gì, nó giống chí phèo thì nở quá, Hà My, hình như em khách mời, hình không rõ, tắt vậy, mồm của thằng này là y giống như là chó mẹt re rồi con đỡ, chó mẹt re đẹp hơn nó nữa. Nó là y mấy cọng lông đi, cho nó gọi mà nhìn cái râu mép nó y mấy cọng lông vậy. anh Phùng nghe vậy lên liền phải không? Rồi em mời anh lên. Anh Phùng nên thoát ra đi, không có camera, thoát ra đi rồi vào. Thằng này là em, thằng này với em với anh Phùng nên với anh Nhàn là biết rõ, anh Bình Dương là biết thằng này rõ lắm. Thoát ra biết thằng này. Anh Phùng nên thoát ra đi. Gì? Y với còng lông heo.
Con còn hơi khiêm tốn chứ cô không khiêm tốn. Đi với cậu lâu heo. Anh Phụng nên thoát ra đi rồi vào lại. Thằng này nó xạo quyệt lắm. Bữa trước anh nói anh Nhàn sao đưa hình nó sao cái hình mà nó xấu. Mà không mà nhìn cái miệng đó là biết của nó rồi. Tại bữa trước nó điền anh mà chắc nó không không tém hầu không tém rô mép. Nó không tém rô mép. Chắc bữa đó chưa lãnh tiền về. Lưỡi lao cầu râu được, thông cảm đi. Bữa nó có tiền mua đồ cầu. Anh hùng nên quái. Anh hùng nên quái. Buồn cười không thể chịu nổi cái lông râu của thằng A Quy. anh xin lỗi anh em nhìn diễn đàn nhưng mà buồn cười quá bởi vì nó giống lông mu quá. lông người ta cũng đẹp chứ đâu mà sống thằng này được vậy. Lông người ta cũng đẹp lắm chứ bộ. Đâu mà sống thằng này khả năng là mọc nhầm với nào ấy. Nó mọc nhầm với nào chứ đầu chúng nhìn cái lông mỏ kỳ quá. cả cái thằng rắc sơn lê này nó còn phải chê A Quy thì tôi đến chịu. Gì do chúng em cũng chê nè. Mà nó thiệt chứ bộ. Bởi tao bảo là nhìn thấy mõm A Quy xấu quá. Trả bản quyền bức ảnh nha Hà Vy. Em nói thiệt không? Để đó mai mốt nó lên á. Nó sẽ lên thì em đưa cái này cho nó xem. Bữa hôm trước nó nói nhân chứng với em á. Là nó là cái hình này là không phải là của nó. Là bữa hôm trước em chưa thấy cái tấm hình này. Đó. Em thấy nó rồi tại vì nó không thể nào chạy qua thoát em được. Cái miệng là của nó. Cái miệng con người với cái cầu của nó là nó của nó. Thì bữa hôm trước không cảm một con nó mọc râu. Mọc râu nhiều mà không mua để làm được. Nên không tem được. Nhìn như mấy con lông lộn. Anh đang ngồi mà anh xem sao mà nhìn cái mõm nó mà anh thì không thể chịu nổi, không thể không cười được. Cái mõm gì mà mõm xấu thế chứ lại giống. Cứ lên diễn đàn chỉ cần dơ cái quả vì đàn anh, nó trốn. Vì anh nhà bốc mẹ rồi. Mày vào này lên. Dạo này lên nhìn tém râu lại rồi. Bữa nay lên tém râu lại rồi. Trời ơi. Xấu. Thế mà đòi nhận anh Nhàn làm con rể ông Nhàn thì chẳng hiểu ông Nhàn ông nào ông thừa con gái ông ấy đi ông gả cho A Quy thì thôi thì chịu thật. râu mà y như bị chuột cuông vậy. Mọc thì không thứ tự. Mọc thì giống như đồ mà sức mà đẻ cho đồ mọc lông vậy. Nó sức giống cái đồ mà người ta không có lông sức để cho mọc lên vậy. Lỡ trộm luôn. Nhìn thấy gớm không? Của người ta đẹp lắm chứ bộ. Mướt lắm chứ bộ. Đâu thấy cứ ngắt vậy. Thôi em đừng có nói đâu mà anh cười đái mẹ ra quần rồi đây. Đấy, đàn ông mà đẻ bột râu nhìn nhục thiệt chứ. Nhìn vào râu nhục thiệt chứ. Em đây này. Xấu ác thiệt. Thằng này xấu còn không có xấu nào mà anh nói em cái lông của nó mọc nó không có theo cái hàng lối cái tổ chức nào mà cái mõm nó lại chìa lên y như kiểu cái đít cái con gì đấy lúc nó trúng chím nó đang định làm gì ấy. Em phải không? Cái lô mồm. Y như lộn gà. Đang đẻ xong cái trứng. Nói chung là
năm hết Tết đến đến năm hết Tết đến đến nơi rồi, nhưng mà để mà nói là AQ là đoạt cái giải là cái mõm xấu nhất thế giới. Em bảo cái mõm nó thế làm sao mà nó phát ngôn nào mà nó phát ngôn chuẩn được, cái mồm nó bẩn thế ra luôn. Thằng còn mặt xấu nhất là thằng Châu La Khải, còn mõm xấu nhất là thằng AQ. MC này hay anh chị tại chương trình cuối rồi, đâm ra cười cho vui. Chương trình cuối rồi. Diệu Sam thích cái quả lông dâu hay sao ấy. nhìn râu là nó mọc làm vô tổ chức luôn. Mọc là vô tổ chức anh luôn. Nói em nhá. Anh nói với Mi nhá, 100 thằng đàn ông mà để cái loại lông dâu như A Quy ấy là 100 thằng hãm phanh. Mẹ thằng đấy lông nào nó lại còn cứ suốt ngày nó mà nó không hiểu cái hình gì mà mọc thì đúng quá, nó lại không tổ chức thật. Anh nói em có những cái mà của phụ nữ ấy, lắm khi nó còn có tổ chức vì nó được kìm kẹp bởi một hai cái lớp vải. Thằng này là cứ mọc linh tinh, đi gió thì nó vảnh ngược, mà đi gió thì nó lại vảnh xuôi. Ôi trời ơi, đúng không? AQ của mấy đứa em nè. Không mà không nhận nhìn nha, mọc bên nhiều bên ít nữa mà ghê chứ, trời ơi bọn em nó vô tổ chức lắm. Mồm thế này, mồm như thế này mà sao được. Anh Nhàn là sướng nhất, anh Nhàn đấy, anh Nhàn là, nó chắc anh Nhàn là bố vợ con rể ông Nhàn đoạt giải mõm xấu nhất năm. Không phải đẹp trai không đẹp trai, nhưng mà lông dâu nó phải tử tế. Mẹ nó chơi nó mặc vô tổ chức. Lâu phải tử tế. Còn có thì cào mẹ đi. Cào mẹ đi. Chết rồi Hà Mi, anh buồn cười, anh ngồi với anh không chịu rồi. Đó gọi là lâu lờ. Gặp anh bắt nữa. Gặp anh mới có bắt nữa. Lâu lờ. Phải rằng anh làm phàm nói thật sự với Hà Mi, cái lông lợn đấy như anh Mai của Bách anh nói ấy, cũng không có cái giống nào nó giống cái lông lợn đấy cả. Thật mềm đấy, lông lợn nó mà có tổ chức cơ, bởi vì thật ra thằng này nó lại còn, anh nói với em, anh nhìn thấy nó live stream rồi, anh nhìn thấy một cái mõm nó rồi, lúc nó nói nó trông nó mới khốn nạn, ảnh thì còn đỡ, lúc nó nói bắt đầu cái môi của nó nháy theo cái râu. Nó chúng ta chúng chim nó không biết là cái lúc như kiểu con vịt hay con gan, mà lúc nó buồn ỉa buồn đái nó không ỉa được ái được, nó cứ chứ kiểu lại. Gì dắt lê này giống như là bắt con lo ăn ta. Lông heo. Diệu San nó bảo lông mõm xồm xoàm, nghe cái từ xồm xoàm mà nó nghe nó giống cái gì chứ không phải. Trời, lại rồi. Cái này lâu không có quy hoạch. Nó không có quy hoạch, nó không có tổ chức. Em hiểu không? Nên là nhìn mõm AQ nói thật mềm với mọi người, chắc là chỉ nhìn ảnh thôi. Nhưng nhìn mà cái lúc nó đang nói chuyện này trông nó mới khốn nạn. Khốn nạn vô cùng luôn đấy. Ừ, cái miệng nó láo lắm. Miệng nó điếm lắm. Miệng điếm thúi lắm. Nó bảo nó về Việt Nam thì nó xử anh. Bảo ôi trời ơi. Nó xử anh là nó uống rượu, bảo mày uống rượu với thằng không biết uống rượu để bị xử đéo với tao. Mà tao uống rượu chè gì với cái loại ba que chúng mày. Cười cũng chết đi được luôn. Anh nhà anh gửi cái tấm hình qua, cười cũng chết đi được, cười lâu luôn.
bướm bướm đấy. Nó làm cái vẻ bí mật lắm. Mình cơ thứ bảy lên cười lúc A Quy vía bố vào đây. Phục Hưng, Phục Hưng cái gì? Phục Hưng cái thằng cha này, Phục Hưng. Ở đó một phục phục quốc cho Phục Hưng. Phục cánh cốt thì có. Mồm làm gì mà có lông hả? Mồm mồm làm gì có lông? Không, cái phần trên này, này là nó giống cái mu. Chứ cái lỗ dưới này nó mới khốn nạn cơ. Đấy. Cái lỗ dưới nó khốn nạn. Thôi, em cho anh Long Thủy. Anh cho em cho anh Long Thủy anh lên nhưng mà anh cười một lúc nữa đãi mẹ ra quần bây giờ. đi đãi rồi đó. Còn bây giờ. Anh chào mọi người đó. Dạ. Cứ tối ngày cười đái ra quần. Thì đang mời á. À, chào Ami. Dạ, em chào anh. Chào, chào mọi anh người nhá. Hôm nay không hiểu sao là nó lại trông giống cái nó mọc là không có quy hoạch. Đam nãy giờ rồi, cái sao không vô đẻ mà. Ông mang cái bạch cho ông xem, ông ở bên đấy ông điều chỉnh cho nó có quy hoạch đi chứ. Sao mà khó coi thế? Tại con vô trễ quá. Nãy giờ Đam nãy giờ vẫn có con. Mất lâu rồi. Không nhìn được cười, cười đến quái tè ra, xin lỗi cả nhà. Không nhìn được cười. Không biết là giống cái gì nữa. cái mõm nó trông kiểu nó giống giống cái mõm mõm cá trôi. Cá trôi. Cá mè nó còn đẹp. Gì cho thiên di là, có thiên di ở đây đâu, có thiên di. Lên rồi. Lên rồi. Cứ cho lên là lên sao? Thì lên đi. Giúp lên đi. Cần gì phải yêu cầu người này người kia. Ờ, à, cần gì phải yêu cầu người này người kia. Bây giờ diễn hài cuối năm à. Nhất lên thì cứ lên đi, làm gì phải yêu cầu người này yêu cầu người kia. Yêu cầu. Ai lên thì lên luôn, cần gì phải mời người nọ người kia. Còn anh có thích lên tôi cho anh lên thì cứ bày đừng kêu người này người kia. Anh tôi không thích vậy. Đừng có núp lùm. Cần phải yêu cầu người này người kia. Thì lên luôn đi, cần gì là phải lúp lùm ở dưới ấy. Nhìn comment này giống giống Nguyễn Loan. Đúng rồi, cái lẽ ra cái ria đấy người ta phải để cho nó gọn, nhưng đằng này nó để giống cái lông ở dưới ấy, nó không có hàng lối cả, không có quy hoạch, trông ghê chết được. Nam Phi nay không có thủ dân. Nó chạy ở đâu rồi ấy? Nãy giờ lâu rồi, nãy giờ like lâu rồi. Xem cái hình ảnh và hai cái thằng chột chúng lấy cái mới còn một cười nữa chứ. Hai cái thằng chột mà còn chống cộng cái kiểu gì, không biết là chống kiểu gì nữa. Một thằng đuôi một thằng mù. Một thằng đuôi lại với nhau. Mù. Hai thằng cộng lại mà có một cái mắt mà không hiểu nó chống cái gì. Cũng còn lại con. Giờ đến cái thằng này đó cái mồm nó thì trông buồn cười ngộ ghê cơ. Không biết dùng từ nào để miêu tả cho nó đúng.
Tôi đó làm với nó ở với nó là giờ nó chỉ có một đầu một à. Cho nó có đầu hai nữa. Dường như cả tập thể chống cộng mà đều giống nhau hết. Nó giống nhau như đồ quân chứ mà. Nên là nó lên đúng lắm, nó cho cái mặt nó lên đâu. Ừ. À, qua lên lên tiếp đi, tiếp sóng đi. Qua lên không? Nói dịu sang lên tí đi. Ừ. Rồi qua đau ở bụng rồi, mấy cái ông này. Làm mà không đủ ăn thì cứ về lổ. Như đúng rồi. Làm à, xấu cái người người Việt ở hải ngoại. Cái gì mà có hải hải nguyên vậy? Hải nguyên vô sao mà ai comment gì hải nguyên vậy? À, chào Duy Vũ. Cái bộ hôm nay ấy, thì lên vào YouTube rồi. Ai? Cái đấy là Dũng xe ôm bị dân người ta đánh cho. Ôi, ngày hôm nay thì... Nên là nó có lợi dụng ngày 19 tháng 1 và 17 tháng 2 là chúng nó có xuống đường, nó tưởng niệm là 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cái mả cha trong đó nó cứ mang ra tượng đài đúng Lý Trí Tổ nó thờ, nói đúng mẹ trong đó ở đấy. Thật ra bên Mỹ họ thấy mấy cái lũ của chống cộng họ cũng ngán nữa, nó thật luôn. Thế thì nó bây giờ mới đuổi về về nước mà. Đúng rồi, à, thấy cái thiệt luôn á, đang ở ăn nhờ ở đầu đất Mỹ của người ta rồi. Là giờ dập quốc tịch của người ta rồi. Đúng phải không anh? Dập quốc tịch của người ta rồi. Bây giờ hả, còn quay về lại quê hương mình đi chống nữa. Thì người Mỹ họ cũng sợ chứ, họ nói mẹ họ cũng chửi thề nó, chó chửi thề đúng đi. Mẹ nó chúng nó hả, đất nước nó mà còn quay đầu lại để nó chống nó húng chi gì. Người ta thấy người ta còn tởm lợm. Chỉ có tôi cũng phải nói, tôi nói biết là tôi chưa có thấy trên đất nước nào mà họ quay lại chống nước đất nước hết á. Chỉ có là những cái lũ chống cộng người Việt Nam mình bệnh á, cái lũ chống cộng với nó quay lại nó chống lại quê hương thôi. Chứ tôi thấy đi hả, tôi xem trên mạng có đâu có ai mà họ cầm cái lá cờ mà họ đi qua đất nước khác họ sống rồi mà quay lại họ chống lại đất nước không, chưa thấy, tôi chưa thấy á. Chỉ có cái lũ mà bỏ que xỏ lá cái Việt Nam Cộng Hòa chống cộng cực ngu này thôi, cực đoan này thôi, mà quay lại là tối ngày cứ ra rạ là chống thôi. Tôi thấy thiệt luôn á, không hiểu rồi, một cái loại mà chống cộng cực ngu và cực đoan này. Các người đi kiếm là còn có Trung Quốc đó, Trung Quốc nó qua bên ở cả đóng bên kia bên nước Mỹ nước Cúc đó, nó có quay lại nó cầm lá cờ nó chống Trung Quốc không? Không, đâu có chống đâu. Nó chống ngay bên Mỹ đi, thể hiện lòng yêu nước đi, chống ngay bên Mỹ đi, cần gì về ngoài bên Việt Nam mà chống. Tụi nó đời nào mà có đời nào mà nó tốt gì vậy đó, nó không tốt, nó thẳng gọn câu chứ rồi nó không có tốt đâu, ai tin cho tụi đó. Tôi nói thật, tôi không có tin phần này. Đương nhiên là Mỹ nó phải lui mà bao cô mấy cái thằng dở hơi này dân Mỹ thất nghiệp này. Giờ nó đuổi về là đúng rồi. Anh cả mới nói nè, chuẩn bị Mỹ đóng cửa rồi kìa, gì đóng cửa, chính phủ đóng cửa rồi đó. Nó mất hết ăn tiền trợ cấp rồi. Muốn hết ăn tiền trợ cấp tàn tật thì hết ăn rồi. Bị chính phủ ta đóng cửa rồi kìa. La hét cho lắm đi. Xong đi la hét đi, chính phủ chuẩn bị đó, đóng cửa đó, nó không làm việc đó. Cộng sản qua, có chắc cộng sản qua. Chắc cộng sản qua kêu chính phủ Mỹ đóng cửa đó. Người Mỹ họ không tin tưởng các người đúng rồi,
chỉ có mình thấy cũng phải nói chứ mình nói gì lúc mình thấy nó mình thấy nhiều lúc mấy cái người mà họ đi cứ đi cầm cái lá cờ mà chống lại đất nước mình thì lúc mình thấy mình xấu hổ. Bản thân tôi thấy xấu hổ, còn bản thân các người đó biết xấu hổ không? À, thấy xấu hổ Bởi không? vì là xấu hổ cho cái người Việt của mình ấy, nó À, mình mang thấy xấu hổ cho người Việt của mình. ô uế cho cái người Việt của mình ấy. Thấy nó xấu hổ thật tình luôn á. Thấy thì coi như thằng này nè, anh này bên Mỹ chửi cái đã rồi. Để coi này, coi gì giúp Lê ha. Ông này chửi sướng lắm nè, ông này chửi sướng lắm nè. Có tại Đúng rồi, đúng tả rồi, đúng là rồi. chửi mấy Đúng cái người rồi. mà trong cộng ở bên Mỹ luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. À, chỉ vì về cái vụ giá xăng ở bên Mỹ đấy. Vui lắm, ông chửi đã lắm. Ông đừng chửi đã lắm. Đúng rồi, ông luật sư Hoàng Duy Hùng, ông chắc là lên ông chửi cái bọn đấy giờ một lần rồi. Lý mà sao ba sọc lồn nó nói là sao mà nghĩ này tôi cho các bạn coi trực tiếp coi là đủ lý mà trà lồn bông xong lồn mẹ đè đè lồn chi nó coi biết như thế nào sao rẻ tổ lý mẹ chúng nó tổ má lý bà chúng nó lồn cha chúng nó được chúng nó là ở Việt Nam chúng nó là đi đây là cái xăng trực tiếp nó đổ tại cây xăng cho mọi người biết cho con lũ về cái đến 17 biết là cái giá lồn mẹ chúng nó đây là xăng tốt nhất Hydro 8899 xăng 89 Hydro 699 xăng đơn 87 Hydro 499 xăng rẻ nhất là Hydro 99 đủ má chúng nó rẻ nó Việt Nam có 20 Việt Nam có 25 ngàn à mà chưa tới 1 đô dưới thì mẹ xăng rẻ nhất ở bên đây là nó là Hydro 099 rồi cái lồn mẹ chúng nó nói về chỗ nào về cái mẹ cha chúng nó tổ má lý bà chúng nó mấy mẹ chúng nó là để chúng khoe mấy mấy có cái lồn Này khoe thôi khoa nào khoa chửi đấy chỉ thế thay mấy nó rẻ rẻ đấy mà lý bà là mấy thằng cha mày làm chó rẻ lý má chúng mày đủ má chúng nó mà nó chửi rất hay. Chúng nó nói xong mấy cái rẻ rẻ mấy mẹ chúng nó ăn miễn phí chữa bệnh miễn phí làm nghỉ miễn phí thì có chứ đủ má chúng nó chứ chúng nó làm tổ bà chúng nó lý mẹ chúng nó ghẹ luôn cha cha luôn ông nội chúng nó sợ luôn Trời ơi, úi giời ơi, về chưa? lý mẹ chúng nó là như tôi thấy một người hỏi tôi rằng sáng giá xăng ở Mỹ rẻ như cho vậy đó cho má cho cha cho bà cho ông nội cho ông cố tổ đi mẹ tôi là cho má nó mẹ luôn mẹ tôi lấy tổ cha chị má cho mày Nó chửi cực hay luôn đấy. Chỉ có bài có bản đấy. đó xăng ở Mỹ đó giá là rõ ràng luôn này đủ mẹ chúng nó chứ đó, thằng nào con nào mà biết đứng 17 mà ngồi mà phản biện phản thằng cha mày phản biện thì mẹ chúng mày cái đó phản biện đi con xăng 91 là hai hai đô 89 coi như hai hai đô chín trong khi Việt Nam xăng 95 có 25 27 ngàn à mà đủ đi mẹ phản biện mà đi mẹ chúng mày à phản biện phản cha mày à
đổ má đổ mẹ đi, mẹ đổ cha đi, bà đi, ông đi, cô nội tụi bay phản phản cha phản mẹ phản ông cô nội mẹ chứ mày phản phản lộn mẹ mày lộn cha tụi mày. Nó chửi bọn ba que đấy, bọn ba que lên bệnh viện đấy. Bữa nào quên đấy không nhìn được cười. Bữa nào mà ông quay vô mà nói mà phạm mềm này là tao đưa thằng lên chửi, tao đem thằng chửi nhiều nữa. Không nghe được cười. Vừa đã hồi nãy mà quay vô tôi quay đưa nó cái này xem đi. Đó là Việt Nam mắc rẻ gì đó, tôi đưa thằng này chửi, tôi đưa thằng chửi. Ông là ở Mỹ, đâu ông sắc được. Sao đi đi mũi lại khóc nghe. lại cười hết khóc lại cười. Đau bụng rồi cái ông này. Đó, đây đưa. Đưa anh Trọng mà lên chửi thôi. Cười bắt đầu. Và Võ Phượng là, Võ Phượng này không không có áo đỏ, đang nghe tức của mình đấy. Hả? Không có áo đỏ. Và Võ Phượng không đang khen là anh em mình có áo đỏ đẹp thế. À. Cái nào ra đây tôi lại cho cái nữa. Bà Võ Phượng ra đây tôi cho một cái nữa. À vô trong face của Hà My có chip này nè. Hà My đang đăng tải lên rồi đó. Vô trong face Hà My luôn, hai face nào. Hà My cũng có tải về. Có chia sẻ trên đó. Rồi. Đó. Mai có một face vô nhiều quá. Kia bắt đầu có với Hùng Lăng rồi đó, đưa cái này lên. Ôi trời. Cứ đưa anh Trọc mà lên, mình phải cần nói xem chip này nè. Đó chửi cho banh nhà lòng luôn. Chữ với ông này mới sướng. Chữ với ông này mới sướng đó. Bỏ công nghệ đúng không? Ừ. Chữ bài bản luôn. Đó, chữ không đẹp đâu, không ăn tiền. Sang rẻ. Thế mà không thấy thằng nào lên nó chửi giờ. Thế mà không thấy thằng nào lên nó chửi thằng đấy giờ. Mẹ, nhìn trông xã hội đen thế. Chửi lại, ông này mới chừng lạ đó. Ông chửi. Ông giữ tới đời tổ ông ba đời cô nội mày luôn lấy chào bông chào qua chào lại luôn. Ông chửi ba đời tổ tông mày lấy chào bông của em mày cha chị mày chị đây mày cha chị mày đây mày chị mày cha mày nó tối ông làm cũng có câu à. Thầy ông kia chửi chưa chắc bằng thằng cha này đâu, thằng này chửi có bài có bảng kia lắm. Chửi mà hay, chửi mà nghe cũng chửi có duyên luôn rồi chứ. Chửi mà thích nghe, ra chửi mới là khó chứ. mày lấy chào bông mày cha có chị mày chào có mày. Phản biện phản cái bà nội ra. Ông chửi mà quay không thấy chán luôn. Nghe thích nghe không thấy chán đấy. Thấy hay ghê, chửi hay ghê luôn. Đó, bài bố mà quen vô nhiều là tôi đưa cái này lên, phải không? Hà My đưa cái này, cần nói nhiều mày xem cái này đi, rồi mày phản miệng với tao. Hà My gặp anh trộm, trời ơi đuôi quá. Đúng rồi. Một thằng đuôi, một thằng trộm. Chống cộng này, kêu là Trung Quốc là... qua biên giới một cách tự do. Ôi mẹ mẹ tải trong phay Hà My nè, ông quay trong phay Chi Võ với là hai Chi Võ luôn, hai cái nào cũng có, ông có tải được đó rồi đó. À ra tải đó về lấy về chia sẻ cho ông quay. Cho quay tại vì người ta sống bên Mỹ á, người ta đi đổ xăng tao bơ. Thì đó em gửi cho anh cái đấy. Không anh vốn phay em lấy về luôn đi. Ồ, anh không biết lấy về đâu. À thôi để lát em gửi cho. Em gửi qua. Rồi, nè, coi ổng chửi ngay sướng lỗ tai. Là thích nghe người ta chửi như vậy. Ông trời ơi, cái bọn ba que thôi. Bọn ba que nó không có phản hồi gì cả. Thích nghe chửi như vậy. Mà thằng mà cái ông này, ông trông nhìn tướng mạo rất là xã hội đen. Đẹp không? Đẹp mà còn chửi hay rất, nữa chứ. Rất là đẹp trai, đeo kính trông đúng xã hội đen. Ở bên Mỹ đó. Ừ. Chị trọc tóc đó. Bữa hôm trước có kết bạn với em ấy chứ.
Đó, bạn em ở bên Hà My á. Cái bạn bên em bên Hà My á. Rồi cái em bị lóc cái Hà My rồi bây giờ mất nó rồi, không thấy ổng. Ừ. Có biết là tên là gì nhỉ? Cái gì đấy này, cái tên gì đấy mà em quên, nó có kết bạn bên em. Kết bạn lâu lắm. Cái Hà My kết bạn lâu lắm. Rồi cái mất. Em mới thấy một cái gì có. Cũng có cái này nè. Ừ. Thôi chửi khiếp là chửi ai đã là chửi về mình chào mình ông, đã chào ông mình gì mày chạy qua nhìn mày thích nghe à, mày lấy cái chào bông mày chạy qua chị mày, chị mày chạy qua mày phẳng miệng cái lùng mẹ mày. Không nghe được cười của cái thằng cha này. Cái thằng cha này hôm anh xem nó live stream trực tiếp mà anh quên em không chia sẻ vào nhà mình. Ông hay live stream lắm mà được, em mất rồi, mất cái file của ổng rồi. Gì ba cách lên này hình như là nít à, nít là bác gì của anh rồi, hình như cũng đi đó luôn á sao lên. Rồi anh nói gì nữa không? Ôi qua lên, mời ai lên đi, à, mời ai lên đi, qua lên không? À, chắc em nghỉ quá, em nghỉ. Ờ thế nghỉ. Để nghỉ luôn nhá. Thì ra chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon nhá. Xin chào mọi người, dạ. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Trừ ba que ra nhá. Trừ ba que với cái quẩy đây. Đó. Hôm nay đang vu anh là xã hội đen. Thẻ mọi người. Chích Lê này á, là bác Chích Lê này giống như là bác Nguyễn Loan á. Dạ dạ. Chích Lê này làm với bác Nguyễn Loan. Chú Nguyễn Loan mình chứ mình chú. Ừ. Thôi xin chào mọi người nha. Rồi Hà My cũng tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Rồi. Hà My đi cả nhà.